Mời quý vị và các bạn theo dõi tiểu thuyết Tắt Đèn của nhà văn Ngô Tất Tố. Phần 1. Bắt đầu từ gà gáy một tiếng, cho bò lục tục kéo thợ cày đến đoạn đường phía trong điếm Tuần. Mọi ngày, giờ ấy, những con vật này cũng như những người cổ cày vai bừa kia đã lần lượt đi mò ra ruộng làm việc cho chủ. Hôm nay, vì cổng làng chưa mở, chúng phải chia quãng đường, đứng rải rác ở hai bên, giống như một lũ phu cờ chờ đón những ông quan lớn. Dưới bóng tối của rặng tre tùm, tiếng trâu thở hì hò, tiếng bò đập đuôi đen đét, xen với tiếng người ho khạc, khúng khoắng. Cảnh tượng điếm Tuần thình lình hiện ra trong ánh lửa lập lòe của chiếc mồi rơm bị thổi. Cảnh dãy xào, giáo ngả nghiêng, dựng ở giáp tường, một lũ tuần phu lố nhố ngồi trên lớp chiếu quằn quèo. Có người phì phò thổi mồi thuốc, có người vê vê mồi thuốc và chìa tay chờ đón điếu đóm. Có người há miệng, ngáp dài, có người giang hai tay dụi mắt. Cũng có người còn gối đầu trên cây hiệu sừng trâu, ngoảnh vào mặt mà gáy. Cái điếu cày và cái đóm lửa bị 5-6 người truyền tay, chiếu đi chiếu lại độ vài ba vòng, ánh lửa lại tắt. Trong điếm chỉ còn tiếng nói chuyện rầm rầm. Gà gáy rục, trời sáng mờ mờ, trâu bò, con đứng con nằm thi nhau quai hai hàm răng nhai trầu xuông và nhả ra những cục nước bọt to bằng cái trứng. Thợ cày khắp lượt dùng bắp cày, vai cày làm ghế ngồi, cùng nhau bàn tán bâng quơ về chuyện sưu thuế. Những con trèo bèo chẽo chuẹt hót trên ngọn tre như muốn họa lại khúc ca réo rắt mà người quê vẫn gọi khúc váy cô cởi của mấy con trào mào đậu trên cành xoan, đon đả chào vẻ tươi đẹp của cảnh trời buổi sáng. Toang cổng vẫn đóng chặt, tuần phu lại lượt thổi mồi hút thuốc lào. Ông Trương ơi, ông làm ơn mở cổng cho tôi đánh trâu ra đồng. Mọi ngày bây giờ tôi đã cày được 3 xào ruộng rồi. Hôm nay bây giờ còn nhong nhóng ở đây, phỏng chừng từ giờ đến trưa cày sao cho xong một mẫu hai. Thôi, ông làm phúc, làm đức. Sau tiếng năn nỉ của anh chàng cục mịch vai vác cày, tay cầm thừng trâu, Trương Tuần quẳng cái điếu cày xuống đất, thở nốt khói thuốc trong miệng, rồi dương đôi mắt say thuốc lờ đờ. Nay chẳng xong thì mai, ông Lý đã bảo thuế còn thiếu nhiều, không cho một con trâu con bò nào ra khỏi đồng. Thưa ông chủ tôi nóng tính lắm kia, ông ấy đã dặn buổi hôm nay phải cày cho xong ruộng ấy, nếu không xong đến trưa về ăn cơm, ông ấy mắng như tát nước và nói như móc cơm ra. Cho tôi có muốn vất vả vào mình làm gì. Và lại ông Lý sai Tuần đóng cổng cốt để bắt trâu bắt bò của những người thiếu thuế chứ. Ông chủ tôi nộp thuế đã từ hôm qua, xin ông mở cổng cho tôi. Trương Tuần nhăn mặt, tôi không phải tộc biểu, không phải phần thu. Biết đếch đâu ông chủ anh nộp thuế rồi hay chưa nộp. Bây giờ mở cổng cho anh, chốc nữa ông Lý ông ấy chửi cha tôi lên, anh có nghe hộ tôi không? Anh chàng cục mịch lủi thủi đánh trâu gồng cày gùi xuống để nhường khu đất trước điếm cho người khác vác bừa và đuổi trâu lên. Người ta trâu của nhà ông chẳng cho thì chớ, đây tôi trâu thuê đồng hai một buổi đây ông ạ. Xin ông lượng tình mà ngỏ cổng cho tôi ra đồng, kẻo chưa quá mất rồi. Người ấy nói tuy thiết tha, Trương Tuần chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. Nếu chưa làm thì bừa luôn đến chiều, trâu thuê sợ gì? Thế được thì còn nói chuyện gì, của một đống tiền ai để cho mình ốp nó đến chiều. Chỉ đến non trưa, ông chủ có trâu cho thuê đã ra tận ruộng tháo vai trâu dắt nó về rồi, muốn bừa thêm một nửa đường nữa người ta cũng không cho ông ạ. Thôi, mùa làm ăn, ông nghĩ lại. Tôi chẳng nghĩ lại nghĩ đi gì hết. Bố tôi sống lại bảo tôi mở cái cổng này, bây giờ tôi cũng xin chịu, chứ đừng nói là anh. Người ấy lại vác cái bừa đưa trâu trở lại chỗ cũ với cái sắc mặt thiều thiều. Mặt trời ngấp nghé mặt lũy, muốn nhòm vào điếm. Tuần phiên lẻ tẻ vác xào cắp chiếu đeo hiệu đi về. Trong điếm chỉ còn Trương Tuần duỗi gối kiểu gọng bừa, ngồi trên chiếc chiếu điểm những cho mồi, bã điếu, đốc suất. Mấy tên đàn em ở lại canh ngày.
Xa xa nẻo trong đình, một hồi mõ cá thật dài tiếp luôn tiếng trống ngũ liên, nện ba hồi chín tiếng. Như có vẻ kinh ngạc về những thứ hiệu lệnh dữ dội, mấy con trâu bò đang nằm còng queo trên đường, đồng thời lóp ngóp đứng dậy. Mẹ cha chúng nó, hôm nay vẫn chưa đóng thuế, chúng nó định để tội vạ cho ai? Được, cứ bướng đi, ông thì bắt hết trâu bò, bán giáo. Tiếng chửi om sòm như dục mấy chục cặp mắt ngơ ngẩn của bọn thợ cày đều phải nghiêng về phía đình. Ông Lý ngách cắp cuốn sổ, một tay cầm gậy xong, một tay xách đôi ống quần móng lợn, vừa đi ra phía điếm tuần vừa thét mắng những người chậm thuế. Đã năm hôm nay, nghĩa là sau khi bài hồ trình phủ đã được giao về với một chữ Y, Lý trưởng Đông Xá ngày nào cũng vất vả về thuế. Đầu tiên hắn cho mõ đi giao, rồi đến tộc bỉa hộ phần thu đi hỏi, rồi đến đầy tớ của hắn đưa đầy tớ chánh tổng đi thúc từng người. Trong năm ngày nay, ngày nào cũng vậy, mõ cá trống thúc liên hồi, hiệu ốc hiệu sừng thổi inh ỏi. Tôi từ sáng sớm đến tối mịt, trong làng lúc nào cũng như đám đánh cướp. Bây giờ đã gần đến ngày đổ thuế, công việc càng gấp. Hôm qua hắn đã lên phủ xin với ông phủ phái một vài người cai lệ và hai người lính cơ về làng để trừng trị những kẻ bướng bỉnh. Nhờ có cái thần thế ấy, hắn mới chửi rủa thét mắng khắp làng cho oai. Thợ cày và tuần phu đều biết cái hách dịch của ông Lý, ai nấy chỉ đáp lại những câu chửi chùm chửi lợp bằng sự nín im. Trâu bò nhiều con vẫy tai như muốn chào một người trước việc chăm chỉ phận sự, trong khi người ấy qua trước mặt chúng. Bước lên sàn điếm, Lý trưởng quăng tạch cuốn sổ xuống bàn, giơ tay chỉ vào mặt mấy tên đàn em. Hiệu không thổi để làm xỏ bố chúng mày à? Một hồi tu tu đồng thời nổi lên, hiệu sừng xen với hiệu ốc cố theo cho đúng mệnh của nhất lý chi trưởng. Đập hai bàn chân vào nhau, rũ cho sạch bụi, rồi co chân lên ngồi vào chiếu. Lý trưởng vớ luôn lấy cái điếu cày và sai tuần phu lấy đóm thổi lửa. Mấy anh thợ cày của những điền chủ đã nộp đủ thuế, bạo dạn tiến đến trước mặt ông Lý. Thưa ông, chưa lắm rồi, xin ông cho tuần mở cổng để chúng tôi đánh trâu đi cày. Thong thả, hãy đứng đấy, cày đã nóng bằng thuế của nhà nước à? Vừa nói, Lý trưởng vừa đặt mùi thuốc vào điếu hút luôn một sạp ba điếu. Khói thuốc theo hai lỗ mũi tuôn ra như hai ngà voi. Lý trưởng dõng dạc: Trương Tuần, anh bảo Tuần nó mở cổng ra, nhà nào đủ thuế cho trâu bò ra đồng, còn nhà nào thiếu thì bắt trâu bò điệu cả về đình cho tôi, để tôi liệu cho chúng nó. Sau một tiếng dạ của Trương Tuần, mấy tên đàn em loay hoay tháo nêm, rút then cổng, rồi cùng đứng choãi chân trèo, cố lấy hết sức của lực điền, họ kéo mãi mới được hai bức cánh lim bị xịt xuống gạch, vì cối cổng đã mòn nhiều quá. Lý trưởng đứng lên, mở sổ, sướng tên những người đủ thuế cho Trương Tuần nghe. Ước chừng 10 con trâu bò được đi với bọn thợ cày cùng ra ngoài cổng, còn đổ 20 con nữa đều phải vâng lệnh ông Lý theo gót Trương Tuần và tuần phu lũ lượt kéo vào sân đình, chờ khi phải chịu tội thay cho chủ. Phần 2. Mõ cá trên cột đình lại há miệng nhận những cái dùi giận dữ, trống cái dưới xà đình lại lì mặt chịu những cái nện phũ phàng. Vừa dứt hồi vang của tiếng mõ, tiếng trống bị những lũy tre ngăn cản phải lật trở lại. Lý trưởng liệng dùi trống xuống sân đình và phát ra một cách ra dáng giả phết: Từ sáng đến giờ vẫn chưa đem chiếu ra trải thì cha nó ngồi vào đâu? A, cái thằng mới láo thật, xong thuế rồi ông tống cổ. Mẹ mới ở phía sau đình lách thách ôm mấy chiếc chiếu đặt lên sân đình: Bẩm ông, hôm qua ông dặn bố nó nhà con sáng nay phải đi chợ sớm, trải ra rồi đi gọi các ông phần việc đến đây. Khệnh dậy, khệnh dậy, bố người ta đấy mà hôm nào cũng bắt người ta phải mời, chẳng qua là việc làng chứ việc riêng của nhà ai. Ngày mai không đủ thuế thì ông khai hết ra cho, thử xem thằng nào ngồi tù. Đằng sau có tiếng léo xéo: Làm gì mà gắt gỏng dữ thế hả ông Lý? Bà cháu bận đi mang cơm thợ cày, tôi đâu phải nấu chín nồi cám cho lợn nó ăn. Vì nó mới đẻ, bò đói quá thì nó mất sữa, rồi con nó xấu, bởi thế tôi mới chậm ra một chút chứ co khệnh dạnh gì đâu. Những câu phân trần tha thiết kéo dài từ ngoài đường và đến giọt đỉnh.
Thủ quỹ nhanh nhảu bước lên thềm đỉnh, rồi với cái cháp sơn đen bệ vệ khắp ở sườn tay phải. Lý Trường vội vàng nói chữa: "Tôi nói là nói người khác kia, chứ ông nhà neo lắm việc, tôi có trách ông đâu. Kìa, các ông ấy cũng đã ra cả kia rồi." Trưởng bạ ôm ống sổ và một tập sổ đi đầu một bọn độ hơn 10 người. Thư ký lồng khăn xếp vào cánh tay, phó lý quấn áo thâm trên cổ, chánh hội vắt áo the bên vai. 5-6 ông kỳ cựu và tộc biểu lẹt xẹt kéo đôi guốc đã mòn hết gót. Cả bọn lật đật tiến từ xóm giữa vào đỉnh. Ai nấy chụt guốc cầm tay, nhảy lên sàn đỉnh, đút guốc vào dưới gậm chiếu rồi ngồi lên trên. Còn vợ thằng mới cung kính đệ lên bên cạnh cột đỉnh một cái điếu đàn đựng trong một chiếc bát gỗ đánh đai bằng lạt và cái mồi rơm dài chừng một sải. Hai đứa con nó kỳ cạch khiêng lên chỗ đó nồi nước chè khô mới nấu, khói đường bốc lên nghi ngút và chồng bát đàn sơn bằng những cáu nước chè. Chánh hội vừa khơi mào nói về chuyện thuế thì người nhà lý trưởng lễ mễ bưng một bộ khai đèn thuốc phiện rước chánh tổng từ nẻo xóm dưới đi lên. Ông cai lệ và hai ông lính cơ hộ tống cụ chánh vào trước cửa đình. Trong đám đông, mỗi người một câu: "Cụ đã ra, lạy cụ, xin mời cụ lên trên." Chánh tổng khoan thai bỏ giày, bước qua một dãy chiếu dưới, để lại mặt chiếu hai hàng dấu chân đầy cát bụi, rồi vắt vẻo ngồi lên chiếc chiếu trên cùng. Bộ khai đèn từ tay người nhà lý trưởng sang tay cai lệ, nằm lên làm bạn với quan trong hàng tổng. Ngay từ sáng sớm, cụ chánh đã có điểm tâm độ vài chục điếu ở nhà lý trưởng, cho nên cụ rất tỉnh táo. Nghiêm nghị, cụ lên giọng kẻ cả: "Các ông chức việc làng này thật lười quá, hôm nay mà thuế còn thiếu be thiếu bét, chưa thu được một nửa bài chỉ. Tôi hạn từ giờ đến tối, phải thu cho đủ, nếu không đủ, sáng mai tôi phải trình quan." Lý trưởng đón: "Vâng, xin cụ thúc giục đi cho, chứ mấy hôm nay các ông ấy cứ ỉ ra, chẳng ông nào chịu ra miệng ra tiếng thì phỏng ai nộp cho." Mọi người đều im lặng, không phải sợ câu dọa nạt của chánh tổng, lý trưởng, họ còn mải nhìn ra cổng đình. Thằng mới cữu kỳ trên vai chiếc đòn gánh treo hai chiếc quang, đằng trước là một xanh vừa gan vừa phổi vừa tiết để ở trên rổ lòng, đằng sau thì một thúng thịt lợn. Lững thững ở bên ngoài tiến vào, nó đặt quang gánh xuống sân đình và mời ông Lý ra xem. Bẩm ông, hôm nay thịt đắt, tất cả hết 6,50 đồng. Ông chánh hội, ông thủ quỹ và nhiều ông khác cùng đổ xô ra, ai nấy đều bĩu môi chê đắt. Chánh tổng nằm trong giữa đình nói ra: "Đặt với cả rẻ, chẳng qua cũng của mấy đứa phụ canh các ông, có mất gì đâu. Thôi, để cho nó đem về làm đi, chưa lắm rồi." Thằng mới mừng rỡ lại cất quang gánh lên vai. Lý trưởng dặn theo: "Phải đánh mỗi mâm một bát tiết canh mày nhé." Rồi mọi người cùng lên sân đình, bắt đầu nhúng tay vào việc. Lý trưởng quăng cuốn sổ điền ra chiếu và bảo với thư ký: "Ông đọc cho các ông kia tính xem rằng chủ nào bao nhiêu, rồi biên ghi vào mảnh giấy, tính những chủ chưa nộp đồng nào ấy thôi." Thủ quỹ mở cháp lấy ra cái bản tính, cái bút chì và một tờ giấy tây, rồi đưa bản tính cho ông Lý Cựu. "Ông tính ta, tôi tính tây, rồi cùng kháp lại, hễ hai đằng mà không sai nhau là đúng." Một người đàn bà rón rén bước vào sân đình với một chuỗi tiền trinh trong tay. "Lạy cụ chánh, lạy các cụ ạ." Bên bàn đèn, một cậu lính cơ ngẩng cổ lên quát: "Làm gì mà đến hôm nay mới đem nộp thuế, lại còn vác những khải định ra đấy, ai lấy cho?" Lý trưởng gạt đi: "Người nhà tôi đấy, các ông tính dùm xem của bà ấy có bao nhiêu ruộng tất." Nguyễn Thị Quý điền dĩ hạ: "Nhất sở đông bắc xứ 7 xào 9 thước, nhất sở đồng cá xứ 6 xào 3 thước 2 thốn. Lý Cựu vừa gầy con cá loách toách vừa lẩm bẩm: "Nhất ngũ như ngũ, nhị ngũ nhất thập chi, tam ngũ nhất thập ngũ." Thủ quỹ chăm chú để hai con mắt vào mảnh giấy tây dưới ngọn bút chỉ. Một hồi sau, thư ký đọc hết. Lý Cựu hỏi: "Có phải 3 mẫu 4 xào 5 thước 3 thốn hay không?" Thủ quỹ đáp: "Không biết, bây giờ tôi mới tính, cộng bằng tính tây vẫn chậm hơn tính ta, ông phải biết thế." Thị quỹ nói theo:
Vâng, ông tính kỹ cho, ruộng nhà cháu có đâu mà được 3 mẫu. Một hồi nữa thủ quỹ hì hục với cái bút chì, rồi ngẩng lên mắng thị quý. Bà nói lạ, 4 mẫu 2 ruộng cả thầy sao dám bảo không được 3 mẫu. Thị quý thể sống thể chết, cháu có ăn gian thì trời không chứng, thật quả ruộng nhà cháu chỉ có 2 mẫu 7 sào. Lý Cựu, thủ quỹ cùng xô lại dồn thị quý. Người đàn bà nhất định không chịu, cái bản tính và cái bút chì phải làm việc thêm nhiều lần nữa. Chánh tổng sốt ruột dục lý trưởng, ai tính cứ tính, ai đi đốc, cứ xúm nhau cả đây thì đến Tết cũng không thể thu xong thuế. Lý trưởng lấy làm phải, liền sai mấy tên gia nhân đi đưa các ông lệ, lính cơ, đẩy tớ chánh tổng vào khắp những nhà cùng đinh và dặn: đứa nào chưa có siêu hay chưa có thuế thì cứ trói cổ lại và điệu vào đây, để tôi cho chúng nó một mẻ. Mõ lại thúc, trống lại dục, tù và lại inh ỏi thổi lên. Ánh nắng bứt rứt chiếu đến nửa sân đỉnh, mấy con trâu con bò vẫn nằm gò lưng dưới những gốc gạo, gốc đa, hơi thở trong cổ họng kéo ra hồng hộc. Phần 3. Nếp nhà tranh lùn cùn, nấp dưới dạng tre là ngà, lặng lẽ úp lấy khu đất dề thành và kín đáo náu trong một xóm cuối làng Đông Xá. Đứng ra ngó lại, có thể lầm với nơi nhốt lợn hay chứa tro. Đó là nhà của Nguyễn Văn Rộng. Với tầm cao gần xế mặt thành, dãy mái hiên cườm cượp nhòm ra ven thành, luôn luôn phạt kẻ ra vào bằng những cái cọc bươu đầu choáng óc nếu họ quên không cúi. Với lớp rêu xanh điểm những lá tre vàng úa và những cỏ gấu phất phơ, cái sân đất rộng bằng đường bừa, lỗ chỗ vết chân chó xen vết chân người, vừa làm đường đi vừa làm khu vực hoãn sung, phòng bị những lúc mưa rào đất ở chân thành khỏi lở vào thềm và cửa. Bao nhiêu bộ phận cần có của một gia đình đều được thu cả vào trong nhà. Nhà cất theo lối kiến trúc phổ thông của các cụ, toàn thể gồm có 1 trái và 2 gian. Gian đầu là buồng, bức mảnh rách mép lướt thướt rủ ngoài cửa buồng, cũng như bức phên nan nứa sừng sững chắn ngang lòng nhà đều hết sức giữ cho trong buồng có vẻ bí mật. Trái lại, những khe hở ở cạnh cửa và những lỗ thủng ở chân phên lại cũng có ý rằng là phô sòng, như muốn khai ra ngoài chiếc giường tre gãy rát kê giáp bức bụa, trong này có một lũ chu mẻ vại hàn chen nhau đứng bên cạnh đống đất hang chuột. Đối với buồng ấy là bếp đun, cảnh tượng lại càng bề bộn. Dưới từng mái trái thấp hẹp, những luồng ánh sáng xanh tía thông thống kéo thẳng từ nóc đến nền, cố hun cho khô những chỗ đêm qua mưa dột. Cạnh bó củi rong ẩm ướt, đoàn vung sứt miệng hình hịch nằm ngửa trong những cái rễ tre, như muốn cười với lũ niêu đất thư nhàn lông lốc lăn nghiêng lăn sấp. Trên bãi tro chấu tanh bành nguội lạnh, mấy hòn gạch vỡ trâu đầu vào nhau nghiêng mình nằm theo thế chân vạc, đương chờ đến lúc đội nổi. Kế đó là đến bàn thờ. Chiếc ngưỡng tre uốn lưng gù gù đỡ lấy một bộ đỗ tre rõng rạc đứng ra hình chữ môn và hộ vệ cho một mớ nan tre lành phảnh long bịch. Giường thờ trống như cái chạn đựng bát lơ lửng gác giữa khoảng cột của bếp và buồng. Tờ giấy xanh lạnh lùng phủ ngoài vách đất tỏ rằng nhà mới có tang, nhưng mớ mạng nhện chằng chịt quấn trên đám chân hương lơ thơ lại làm chứng cho một thời gian khá lâu chủ nhân không hề cúng lễ. Rồi ở giữa nhà, chiếc chiếu rách thùng sọc sạch phủ trên tấm phản long đinh. Rồi ở dưới phản, mấy con chó con đòi ăn ăng ẳng kêu không dứt tiếng. Và ở ngoài hiên, quang gánh liềm hái xen với yếm áo váy quần loi thoi rủ suốt mấy gian duỗi. Trong tay bồng đứa con gái 2 tuổi, chị dậu thơ thẩn ngồi trên chiếc chõng long nan. Cái nhanh nhẩu của đôi mắt sắc ngọt, cái xinh xắn của cặp môi đỏ tươi, cái mịn màng của nước da đen giòn và cái nuột nà của người đàn bà 24 tuổi vẫn không đánh đổ những cái lo phiền buồn bã trong đáy tim. Nét mặt dầu dầu,
chỉ im lặng nhìn sự ngoan ngoãn của hai đứa con. Cái Tí và thằng Dần đương hì hục bới đống rễ khoai, tìm những củ mập, củ dây bỏ vào trong rổ. Chúng nó mừng reo hí hửng khi thấy một củ nguyên lành, và chúng nó cãi cọ làu bào khi lục mãi chẳng được gì. Mặt trời đến gần đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua lũy tre chiếu xuống trước thềm khoang khủa. Đằng sau, gà gáy le te. Nóc bếp láng giềng, ngọn khói bốc lên nghi ngút. Thằng Dần với bộ mặt thiểu thiểu bỏ đống rễ khoai đứng dãy lùng bùng. Nhặt mãi từ sáng đến giờ mới được ba mẩu khoai danh. Con không phải tội mà bới nữa. U đi mua gạo mau lên, hàng xóm nấu cơm trưa rồi, nhà ta vẫn chưa ăn cơm sáng, chúng con đói quá. Ngó con một cách đau đớn, chị Dậu ngọt ngào: con hãy cố nhặt thêm vài chục mẩu nữa rồi chị nó luộc cho ăn, chứ U làm gì có tiền đong gạo. Thằng bé phụng phịu: hôm qua, hôm kia U bán hai gánh khoai lang được 5 hào mà, đã tiêu gì đâu. Vừa nói, nó vừa tung tăng chạy đến cạnh mẹ, toan lần giải yếm của mẹ. Cái Tí thò thẻ khuyên em: tiền bán khoai còn phải dành để đóng siêu cho ông Lý chứ, dễ được đem mà mua gạo đấy. Em còn đói thì ăn tạm củ khoai sống vậy. Câu nói nghĩa lý của con bé 7 tuổi hình như nó có một sức mạnh thần bí, khiến chị Dậu hai hàng nước mắt chảy quanh. Uể oải, chị bế cái tiểu lên giường và lừ thừ đi ra ngoài cổng để ngóng xem chồng đã về chưa. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Dậu, tuy mới 26 tuổi nhưng đã học nghề làm ruộng đến 17 năm. Với cái sức khỏe mạnh, với cái tính nhanh nhảu, với cái đức chịu thương chịu khó trong nghề cày thuê cuốc mướn, những năm son rỗi, vợ chồng nhà anh vẫn kiếm được thừa ăn. Mấy năm gần đây, phần vì thóc cao gạo kém, phần thì con đẻ ra thêm, vợ bận mọn luôn, sự tiêu dùng của anh mới không được dồi dào như trước. Vắt mũi chỉ đủ đút miệng mà thôi. Rồi tháng 8 năm ngoái mẹ anh bị bệnh qua đời, lại tháng giêng năm nay thằng em trai anh cũng vì phải gió mà chết. Dầu anh vẫn hết sức tần tiện, hai cái ma ấy vẫn cứ lôi kéo đi mất của anh hai món lệ làng, hết đúng 6 đồng và hai cỗ quan tài hết gần 8 đồng. Nhà không có, anh phải quanh co tần tảo cho có. Hai cái dớp ấy cũng đủ đưa anh lên đến bậc nhì, bậc nhất trong cái hạng cùng đinh rồi. Hơn nữa, tháng 3 đến giờ, thần bệnh sốt rét ở đâu tiến đến, nó bắt anh cứ phải nghỉ việc nằm nhà. Thế là gần 3 tháng trời, những sự đóng góp chi tiêu của một gia đình 5 miệng ăn hết thảy trông vào hai bàn tay của người đàn bà con mọn. Sự đói rách của con và sự lầm than của vợ đắp đổi tiến đến trước mắt đã làm cho anh gan ruột nẫu nà. Thêm mấy bữa nay, Lý Trưởng ngày ngày sai người dục thuế, anh càng luống cuống như con kiến bò trong chảo nóng, không biết lo liệu thế nào. Sớm ngày cơn sốt đã tan, anh phải gắng gượng chống gậy ra đi, cũng định vay mượn lấy một vài đồng trả cho xong món nợ nhà nước. Nhưng đi thì đi, chính anh cũng không tự biết mình sẽ đi đến nhà ai và đi đến chừng nào thì về. Mong mãi không thấy bóng anh, chị Đào lại bồng cái tiểu trở vào, ngồi phịch xuống chõng. Cái Tí loay hoay với đống rễ khoai, thằng Dần đương rau ráu nhai mẩu khoai sống. Bên nhà láng giềng có tiếng bơm bát lạch cạch, mấy con níu tíu tít gọi nhau ăn cơm, mùi canh dưa và mùi cá kho theo ngọn gió nồm đưa sang ngào ngạt. Thằng bé háu đói nuốt vội miếng khoai lang trong miệng, vớ tấm áo nâu toạc vạt khoác luôn vào mình, đon đà chạy lại vỗ vào vai mẹ: con sang chơi bên nhà ông bác U nhé. Cái Tí trừng mắt: bên ấy sắp sửa ăn cơm đấy, sang làm gì, rồi bà bác lại đuổi oai oái như hôm nọ. Thôi, đói thì cứ chịu, em cứ nhặt cố lấy mấy củ nữa rồi chị đứng lên bắc nồi. Thằng Dần quăng tọt cái áo vào chõng, ngoảnh đít quay lại, trên mặt đầy vẻ thất vọng. Khổ lắm, bao nhiêu củ ngon củ lành U đã lựa hết đem bán, ở đây chỉ còn những rễ là rễ, lấy đâu ra khoai mà nhặt. Cái Tí lại dịu nét mặt: chả bán thì lấy tiền đâu mà đóng siêu, em hãy chịu khó nhặt với chị, hãy còn vô khối củ mẫm ra đấy. Nhưng mà em đói vàng cả mắt không nhặt được. Nói xong, thằng Dần vùng vằng bước đến bên cạnh rổ khoai, chọn lấy một củ lớn nhất, nó chùi vào bụng cho sạch cát bụi
rồi cho vào mồm cắn. Chị Dậu tuy vẫn ngồi im không nói, nhưng ở khóe mắt nước mắt lại cứ chan chứa chảy ra, chừng như không muốn để cho các con thấy sự đau lòng của mình. Chị vừa ngoảnh mặt nhìn vào trong vách. Phần 4. Con chó cái nằm ở gầm phản bỗng chốc vẫy đuôi rối rít, tỏ ra dáng bộ vui mừng. Anh Dậu lử thử từ cổng tiến vào với cái vẻ mặt xanh ngắt và buồn rứt như kẻ sắp bị tù tội. Cái tí thằng Dần cùng vỗ tay reo: "A, à, thầy đã về! A, à, thầy đã về!" Mặc kệ chúng nó, anh chàng ốm yếu im lặng dựa gậy lên tấm phên cửa, nặng nhọc chống tay vào gối và bước lên thềm. Rồi lảo đảo đi đến cạnh phản, anh ta lăn cành lên chiếc chiếu rách. Ngoài đỉnh mõ đập chan chát, chống cái đánh thùng thùng, tù và thổi như ếch kêu. Chị Dậu ôm con vào ngồi bên phản, sờ tay vào trán chồng và sẽ sàng hỏi: "Thế nào, thầy em có mệt lắm không? Sao chậm về thế? Trán đã nóng lên đây mà." Anh Dậu nằm thử không cửa, cũng không trả lời. Chị Dậu lại gặng: "Chắc thầy em mệt lắm nhỉ? Từ sáng đến giờ đi những đâu? Hỏi vay của ai?" Vắt tay lên trán, anh Dậu thở một tiếng dài và cất cái giọng lề dề của người ốm: "Tôi lên nhà lão hội X, có được đồng nào không?" "Chẳng được gì. Tôi cũng biết cái thằng già ấy nó bẩn như chó. Mình đã mắc nợ của nó, chẳng khi nào nó lại cho mình vay thêm. Nhưng vì bí quá nên phải nhắm mắt đi liều. Quả nhiên mới cất miệng hỏi, nó đã mắng cho sơi sơi, rồi lại dọa rằng 3 đồng cầm đất cầm nhà cho vay ngày tháng riêng, lãi 12 phân, đến tháng 6 này thì vừa hết hạn, tính ra thành 5 đồng 1 hào 6 xu. Nếu không trả được, nó sẽ cắm cả nhà cả đất để làm chuồng xí." Chị Dậu cau đôi lông mày: "Trời đất ơi, cắm cả nhà cả đất để làm chuồng xí? Ăn nói như thế thì còn trời đất nào nữa? Thế sao thầy em không đến ông cậu hỏi tạm lấy 1 đồng? "Có, tôi cũng hỏi, nhưng cũng chẳng ăn thua. Ông ấy nhiếc mãi vợ chồng sức giải vai rộng, mà có vài 3 đồng bạc tiền xưa cũng không chạy nổi." Chị Dậu dậm chân xuống đất: "Khốn nạn ấy, ông cậu đấy, ông cậu giàu có nứt đố đổ vách cả đời cho mới hỏi vay mấy đồng, còn nỡ nhiếc móc, trách chi người ngoài. Thế bây giờ thầy em đã định vay đâu? Hay chưa?" Anh Dậu nín lặng một hồi, rồi lại thở dài: "Tôi đã nói với cụ Nghị Quế ở thôn Đoài, hay là ta bán quách." Đương nói dở câu, anh Dậu ngập ngừng lại thôi, như có vật gì nghẹn ở cổ họng. Chị Dậu cố gắng: "Bán quách cái gì, thầy em cứ nói, ở đây có ai mà sợ." Anh Dậu rơm rớm nước mắt: "Hay là ta bán quách cái tí cho cụ ấy?" Chị Dậu cũng nước mắt chảy qua gò má ròng ròng. Chị cứ cúi gằm mặt xuống, không biết trả lời ra sao. Cái tí nghe thấy rụng rời củ khoai trong tay, vội vàng đứng lên năn nỉ: "Con van thầy, con van U, thầy U để con ở nhà chơi với em con van thầy, con van U, thầy U đừng đem bán con." Thằng Dần nhả vội miếng khoai trong miệng và sụt soạt khóc: "Em không nào, em không nào, em không cho bán chị tí, có bán thì bán cái tiểu kia kìa." Anh Dậu cũng như chị Dậu, ai nấy xẻ sẽ gạt thầm nước mắt và cũng giả cách làm thinh. Cái tí vẫn bài bài van như thế sao: "Một hai xin thầy U đừng bán nó đi, tội nghiệp cho nó." Chừng như cầm lòng không đậu với những lời ngây thơ và thê thảm của con bé ngoan ngoãn, chị Dậu xoa suýt cái tiểu và yên ủi cái tí: "Không, thầy con nói đùa thế thôi, bán con thì lấy ai ẵm con bé này cho U đi làm." Cái tí vui vẻ ngồi vào cạnh đống rễ khoai, nó lại hí hoáy bới bới nhặt nhặt. Một bầu không khí tẻ ngắt bao trùm cả mấy gian nhà, người ta có thể nghe rõ tiếng đập ở 2 trái tim của 2 vợ chồng. Ngoài đường có tiếng chó sủa xô xát, rồi tiếng roi quật vào vách đèn đẹp, rồi tiếng người hỏi dữ dội: "Đĩ Dậu có nhà đấy không?" Chị Dậu lật đật bồng con bé ra cổng đuổi chó. Anh Dậu cũng ngồi nhòm dậy và ngó ra sân. Người nhà Lý Trường nghênh ngang múa chiếc tay thước với sợi dây thừng, đưa ông Cai Lệ và cây roi xong, hùng dũng bước vào trong cổng.
hai người cùng ra oai rộ, con chó cái và cùng nhảy sổ lên thềm. Phủ đầu, ông Cả Lệ chỉ cây roi vào mặt anh Dậu và quát: "Sưu đâu, sao không đem nộp? Người ta vào hỏi vẫn còn ngồi y ra đó." Anh Dậu lầy bầy đứng dậy, cái mặt xanh xao khi ấy đã đổi ra sắc mặt tái mét. Run run, anh sẽ giơ tay gãi tai: "Thưa ông, tôi chưa có." Ông Cai Lệ thị hùng bằng hai con mắt dương tròn: "Cả năm chỉ có 2 đồng 7 hào tiền sưu, bây giờ vẫn chưa có. Anh định bao giờ mới có?" Với giang điệu có vẻ van lơn, anh Dậu hồn hển thở và đáp: "Thưa ông, vì tôi đau yếu nên chưa lo kịp, xin ông thư cho đến mai. Thuế còn 5 bữa nữa mới phải đăng trường cơ mà." "À, thuế còn 5 hôm nữa mới phải đăng trường, cho nên anh không nộp vội phải không?" Hỏi vậy, nhưng ông Cai Lệ không để cho kẻ bị hỏi được có thời gian phân trần. Nhanh như cắt, ông chuyển phát cây roi sang tay trái và nắm chặt 5 ngón tay phải, đưa luôn vào ngực anh Dậu một mớ quả thụi. Cái thụi chuyên môn của người cửa công khác hẳn tư thụi phổ thông của thường dân. Anh Dậu chỉ ức ức mấy tiếng chứ không thể kêu lên được. Thuận tay, ông Cai Lệ túm lấy cổ áo của anh Dậu và ngoảnh lại bảo ông người nhà Lý Trưởng: "Thừng đâu, trói cổ nó lại. Có một suất sưu bây giờ chưa nộp lại còn trực giờ lý sự." Tức thì hai người xúm lại, mỗi người nắm một cánh tay anh Dậu bẻ quặt ra đằng sau lưng, rồi luồn thừng vào mà giết thật chặt. Họ trói anh chàng khốn nạn giống như kiểu nhà quê trói chó để làm thịt vậy. Thằng Dần òa lên khóc, cái tí mếu máo nhếch nhác chạy đến cạnh ông Cai Lệ, chắp tay vái lấy vái để: "Cháu lạy hai ông tha cho thầy cháu, hai ông đừng trói thầy cháu." Sẵn roi trong tay, ông Cai Lệ quất luôn cho nó mấy cái vào đít và quát: "Bước ngay!" Con bé đau quá, nó lăn đành đạch xuống đất và dãy giụa như con gà phải nước nóng. Thằng Dần cũng khóc dữ. Ông Cai Lệ đương cơn thịnh nộ, lại thẳng tay giơ cây roi xong toan trừng phạt nốt thằng bé. Chị Dậu lách thách ôm con bé con chạy vào: "Thôi, tôi xin ông Cai, ông tha cho cháu, chúng nó hay còn bé." Lời nói thiết tha của người đàn bà có duyên vẫn còn đôi chút hiệu lực. Thằng bé ngây thơ đã được ông Cai ân xá. Ngảnh lại, thấy chồng bị trói chặt quá, mặt mũi nhăn như chuột kẹp, chị Dậu lại dễ dàng kêu van ông Cai: "Nhà tôi đương ốm, xin ông làm phúc nới rộng nốt thừng ra cho." Lần này không có kết quả, những lời nằn nì của chị chỉ được ông Cai đáp lại bằng một giọng oai nghiêm: "Không phải nới, trói thế cũng chưa chết nào, mà có chết, trông chị càng khỏi phải đóng sưu." Anh Dậu nói xem: "Nhưng tôi đau quá, xin ông hãy nới lỏng ra cho tôi một tí, nào tôi có chạy mất đâu." Ông Cai Lệ nổi cơn lôi đình, tặng luôn anh Dậu 5-7 cái tát vào mặt và hầm hè: "Bướng với ông à, mày có tội thì ông mới trói, lại còn bướng với ông à?" Chị Dậu nhìn ông Cai Lệ bằng đôi mắt đỏ ngầu: "Thôi, tôi cũng lạy ông, chẳng qua nay mai đủ thuế thì thôi, làm gì ông phải hành hạ chồng tôi quá vậy. Có đánh thì ông cứ đánh tôi đây này, bao nhiêu tội tôi xin chịu, chồng tôi đau ốm, chẳng làm gì nên tội." "À, mày thách ông phải không? Hừ, thấy ông nể mặt, mày càng làm ra phải không? Được, ông thử cho mày biết tay, này thì thách này, thách này." Mỗi tiếng này thách từ miệng ông Cai đã đưa ra, chị Dậu lại được 2-3 quả thụi vào ngực. Đứng không vững, chị này ngã phịch xuống đất. Cái Tiểu nằm trong lòng mẹ khóc ngặt khóc nghẽo. Cái Tí thằng Dần mỗi đứa nấp một xó nhìn trộm bố mẹ phải đòn. Cả hai đứa cùng khóc nức nở, khóc không ra tiếng. Người nhà Lý Trưởng chỉ cái tay thước vào mặt chị Dậu: "Không thấy người nào lắm điều như chị. Nếu nhà ai cũng bướng như nhà này, có lẽ thuế của nhà nước đến bỏ. Thôi, đứng dậy mà đi chạy sưu cho chồng, đừng ngồi ăn vạ ở đấy nữa." Rồi hai ông hầm hầm túm lấy đầu thừng, sành sạch điệu anh Dậu xuống thềm. Tới cổng, anh chàng khốn nạn quay lại dặn vợ: "U nó, để cái Tiểu ở nhà, sang ngay bên cụ Nghị Quế cho tôi." Phần 5. Bước vào cổng thôn Đoài, đã thấy nhà ông Nghị Quế. Nó là một đám bung sung, nhọn như ngọn tháp, hùng dũng úp trên đoàn bịch vừa đồ sộ, dường như phô nhà mình thóc đầy hàng 4-5 mùa. Nó
cũng là một đống rơm, đống rạ, lớn bằng chén núi chen nhau đứng bên cạnh ngọn mít, ngọn sung, dường như khoe ông chủ cày cấy tới mấy trăm mẫu. Nó là những tòa nhà mái ngói muốn bảo tồn quốc túy bằng những đấu vuông tròm trõm, những xối tàu cong dướn và những con cá chép mảnh sứ há miệng nằm giáp tường hồi. Nó là nếp nhà hai tầng muốn phản đối mỹ thuật bằng những khung cửa ngang phè, những cây cột phục phịch và những con rồng con phượng xanh đỏ vẽ ở ngoài bộ cánh cửa sơn vàng. Nó là một dương cơ rộng chừng 300 mẫu quây quần trong bốn bức tường gạch cắm mảnh chai. Cảnh tượng phức tạp giống như ngôi chợ đóng trong một khu trại, họp đủ các vật sang hèn, các kiểu cũ mới. Cách cơ nghiệp ấy tuy tự tổ tiên để lại, ông nghĩ cũng có khai thác thêm nhiều. Ông không đi buôn, không đi thầu, chỉ làm ông chủ ruộng kiêm ông chủ thả lãi. Đụng đến của ông nhẹ nhất cũng là 10 phân, và từ vay một đồng trở lên đều phải viết ruộng hay nhà, hoặc phải gửi vật gì khác làm đồ đảm bảo. Quá hạn thì mất, dương cơ ông ở cũng như ruộng nương ông cấy. Hạc đồng, lọ sứ ông thờ, phần nhiều là của người vay nợ hết hạn không trả, bị ông chiếm lấy và bắt lấy. Nhà ông đời đời phát về bên hào. Bước đường công danh của ông cũng bắt đầu từ chức lý trưởng, vượt qua những bậc phó tổng, chánh tổng, rồi cơm rượu bò lợn và quan phủ, quan tỉnh hiệp sức với nhau, đưa ông lên ghế nghị viện. Không như những kẻ mặt người dạ thú, mượn tiếng thay mặt dân để hót, mà xin xỏ việc này việc kia, ông ra nghị trường chỉ cốt mua cái vị thứ tân thời, lấy chỗ mỗi năm vài lần ăn uống và ngồi nằm với bọn tai mặt trong xứ. Cái đức không thèm biết chữ của ông hơn hẳn các bạn đồng viện, tuy những ông ấy chỉ xuất thân bằng nghề lái lợn hay cai phu. Vào viện ông cũng như hầu hết các ông nghị khác, không bàn đến, không cần nghe ai bàn, nhưng ông cũng chỉ ngáp vặt chứ không ngủ gật bao giờ, vì sợ đôi giày chi long để dưới chân ghế lỡ bị mất trộm, trong khi ông phải co chân lên mặt ghế cho hợp với thói quen của ông. Từ ngày giữ chức ông nghị, danh tiếng của ông đã bay khắp tỉnh Trung Sơn. Thế nhưng suốt năm chí tối, ông không phải thết một ông khách nào, trừ ra hai ngày dỗ cha và dỗ mẹ. Cố nhiên, ông không phải là một người cơ chỉ so kè từ một đồng xu trở đi, vậy mà lắm khi ông lại rất hào, nhất là những dịp Tết ta, Tết Tây, không dịp nào ông quên. Không bắt chim ngói, gà mái theo những thúng gạo tám thơm vào cửa mấy ông lớn. Với ông, vợ chồng đi dậu không có họ hàng thân thích gì hết, nhưng vì hắn cày thuê cấy mướn cho ông đã nhiều nên đều biết nhà, biết người. Sau khi cai lệ và người nhà lý trưởng đã dẫn anh dậu ra đình, chị dậu nghe lời chồng dặn, trao con bé con cho cái tí với chiếc nón rách đeo vào cổ tay. Thằng dần khóc nhích khóc nhác, dầu dĩ kêu đói. Giả điếc, chị cứ lủi thủi cắp nón ra đi. Ánh nắng tháng năm rát như lửa tràn vào mặt, hơi nước dưới đồng bốc lên nóng như hơi trong chõ sôi. Những con cua chửa và những con rắn nước chịu không nổi sức nóng của nước trong ruộng, rủ nhau bò lên mặt đường và núp vào các khóm cỏ. Đông Xá với Đoài Thôn vẫn là một xã, cách nhau độ 3 cây số. Trong lúc nắng gắt, người ta coi đoạn đường ấy như con đường thiên lý trong bãi cát già. Nhưng với chị dậu nó không có mùi gì, vì đời chị đã quen hàng ngày dạn mặt với thần nắng. Nhờ sức che chở của chiếc nón rách, chị chỉ bước rào một thôi thì cũng tới cổng nhà nghị quế. Mặt trời đứng bóng, châu bò lũ lượt lôi thợ cày ở ngoài đồng về. Thập thọ ở ngoài cổng, chị nâng vạt áo nâu mốc lau những giọt mồ hôi nhễ nhại trên đôi lông mày và mở to đôi mắt quáng nắng nhòm vào trong cổng. Trên cái sân gạch bát tràng mông mênh như bãi đá bóng, không điểm một vết bóng râm. Đàn chim bồ câu chồng mông mổ trên nong đỗ, con gà mái ấp cục tác từ trên chuồng nhảy xuống ướn đít bón một bãi phân cho chậu lan. Mấy con lợn theo mẹ nghễu nghện diễu chung quanh chậu nước vò gạo. Không có người nào qua lại. Đánh bạo, chị dậu xăm xăm tiến vào sân. Một đàn chó dữ như đàn hùm ở đâu nhất tề xô ra, chúng nhảy chồm lên tận mặt người lạ. Hoảng quá, chị dậu ngồi phịch xuống gạch, vừa vung cái nón khua đuổi những con ác thú vừa kêu.
Anh biết có nhà không, làm phúc đánh chó cho tôi. Trong nhà có tiếng thét ra the thé, nghe rõ là tiếng đàn bà. Làm gì mà nheo nhéo thế, nhà ai không có chó, làm sao đi không mang gậy? Thằng bếp còn bận việc khác, nó không phải hầu chúng bay. Rồi lại im. Thì ra vợ chồng ông Nghị đứng ăn cơm ở nhà khách, nghe tiếng chị Dậu léo xéo, bà Nghị bực mình quát đồng vài câu cho oai, chứ bà không thèm đứng dậy. Tính bà xưa nay vẫn thế, chẳng khi nào chịu hạ mình mới đi mắng chó, đuổi chó cho kẻ vay nợ hay người làm thuê. Đàn chó cứ vây kín chung quanh chị Dậu như quân đèn cù, hình như chúng nó muốn cố làm hết phận sự với chủ. Con nào con ấy nhe răng lè lưỡi, chỉ trực vồ vào hai chân chị chàng đáng thương. Cái nón dùng làm khí giới đã bị đàn chó cắn rách tan tành. Chị Dậu luống cuống không biết làm thế nào, bí quá chỉ phải giơ hai nắm tay đánh nhau bộ với đội lính coi nhà của ông Nghị. Một mụ thợ cấy ở dưới bếp lật đật vác gậy chạy lên, mụ đùa đàn chó tán loạn, mỗi con chạy đi một ngả. Chị Dậu lóp ngóp đứng dậy và đi đến trước nhà khách. Bàn tay phải bị chó cắn vào lúc nào không biết, máu tươi chảy ra đầm đìa. Ghé răng, chị xé một miếng ở đầu dải yếm buộc chặt lấy chỗ bị thương, rồi rụt rè chị lên bậc thềm. Thưa lạy hai cụ ạ. Bà Nghị gắt, chó cắn vào tay hở, trò chết, đương lúc người ta ăn uống, ai bảo cứ dẫn xác vào. Hỏi gì? Ông Nghị đặt bát xuống mâm, vừa nhai nhồm nhòm vừa đón. Sáng ngày chồng nó đã sang xin bán đứa con, chắc là nó đến để nói nốt chuyện ấy, chứ gì nữa. Bẩm cụ, phải, con sang thưa cụ về chuyện ấy. Bà Nghị đưa mắt ra hiệu cho ông Nghị rồi bảo chị Dậu, thong thả hãy ngồi đấy, để người ta ăn xong cái đã, đừng quấy rầy. Ông Nghị như đã hiểu ý của vợ, cứ việc chan chan gấp gấp, không nói không rằng. Khép nép, chị Dậu ngồi phệt xuống mặt thềm gạch. Mọi ngày tuy vẫn là mướn cho ông Nghị đấy, nhưng chị thì chỉ thọt ra vào mấy gian bếp, chưa biết nhà trên thế nào. Hôm nay bà men tới đây, ấy là lần đầu chị được trông thấy cảnh tượng nhà khách của ông dân biểu. Trong mắt chị, nhà ấy lịch sự vô cùng. Nào, ở cạnh bức hoành phi khảm trai, mấy cô con gái tồng ngồng đùi vú, vừa nằm vừa tủm tỉm cười tình. Nào, ở giữa đôi câu đối sơn then thếp vàng, hai thằng bé con béo tròn xoay trần, lễ mễ khiêng hộp sữa bò cao lớn gần bằng chúng nó. Nào, ở bên chiếc độc bình men đỏ, cái điếu ống vất vèo vương cành che trúc, đang thườn thượt như cái cần câu. Rồi, ở trong cái tủ chè chạm dây nho, một rổ trứng gà đầy lùm, ngất nghèo, trồng lên trên bộ khay chè trắng bóng. Rồi ở trước cái sập gụ lên nước, bốn chiếc ghế gụ mặt đá cùng trầu vào chiếc bàn mây sơn xanh. Và ở đầu cái giường tây sơn quang dầu, quần lĩnh thâm và khăn quàng nhiễu xanh cùng vất một chỗ. Biết bao nhiêu của quý vật lạ, chị Dậu nhìn vẫn chưa khắp. Trên bàn ăn có tiếng leng keng. Ông Nghị đâm chéo đôi đũa qua mặt mâm, bừng bắt nước canh trợn mắt húp đánh soạt. Rồi ông vừa nhai, vừa nuốt, vừa giục thằng nhỏ lấy tăm. Bà Nghị cầm đĩa giò kho ăn dở, chút vào trong niêu, sai thằng bếp treo lên lau màn và dặn. Bà đã đếm kỹ từng miếng rồi đấy, còn 14 miếng tất cả, hễ mất miếng nào thì chết với bà. Thằng bếp bưng mâm cơm ra, thằng nhỏ đệ chậu nước vào. Ông Nghị, bà Nghị, mỗi người dúng ba ngón tay vào chậu, vuốt qua hai mép một lượt, rồi cùng uống nước xỉa răng. Hai đứa đẩy tớ đứng hai bên cầm quạt phẩy lại. Bà Nghị mở cái cháp tròn lấy trầu và cau, nhai với một sợi thuốc. Ông Nghị nhắc cái điếu ống để ở trên chốc tủ, đặt thuốc châm lửa, vít cái xe trúc vào miệng. Bắt chân chữ ngũ, ông vành mặt hút sòng sọc một hơi. Con mẹ kia, bán con bán cái thế nào, vào mà nói chuyện với bà. Rón rén, chị Dậu đứng nép vào cửa và ngập ngừng. Thưa lại hai cụ, nhà con túng quá, xin hai cụ cứu giúp chúng con. Bà Nghị nhà miếng bã trầu cầm tay, quay thật dài cặp môi cắn chỉ. Chẳng cứu với vớt gì cả, mày có bán đứa con gái, tao mua. Xin vâng. Sáng ngày, chồng mày nói rằng con bé ấy đã lên 7 tuổi, xin lấy 3 đồng. Cụ ông tưởng nó nói thật, bằng lòng cho nó 2 đồng. Nhưng giờ nghe nói con mày mới có 6 tuổi,
thì tao chiết đi một nửa, chỉ cho 1 đồng thôi. Thuận bán thì về đưa nhau sang đây. Chị Dậu ngơ ngác. Thưa cụ, thật quả cháu lên 7, nó đẻ tháng riêng năm Tý, chúng con không dám nói dối. Tao không thể tin cái miệng của vợ chồng mày được. Người ta mách tao là nó lên 6, thì tao hay là nó lên 6. Chứ tao biết đâu, nó đẻ năm Tý hay năm Tỵ, năm Tỵ. Chị Dậu đờ mặt, không biết nói sao. Bà nghĩ tiếp. Vì cái hai bên kia, ông Nghị cau mặt ngắt lời. Sao bà cứ gọi lối thách mé như vậy? Tôi đã dặn bà phải gọi nó là mợ. Bây giờ ở nhà các quan con gái đều được gọi là mợ. Tôi hèn ra cũng là một ông nghị viên. Có lúc ngồi với quan sứ quan thượng, danh giá không kém gì một ông quan. Bà có gọi con gái là mợ cũng không quá lạm kia mà. Bà Nghị cười ngặt cười nghẹo. Thế ông cũng lầm rồi. Con dâu kia người ta mới gọi là mợ, con gái người ta đều gọi là cô. Chẳng cứ gì mà nhà các quan, tôi thấy những nhà ông ký ông phán, những nhà buôn bán ở Hà Nội đều như thế. Miễn là đừng có gọi chúng nó bằng cái kiểu tục tăn của những nhà bố cu bố đĩ. Mợ thì mợ, cô thì cô, sao cũng được. Bà Nghị ra bộ đắc ý. Vâng thì cô. Cô hai bên kia hiếm hoi, mấy lần xem bói, thầy bói đều bảo cô ấy phải nuôi con nuôi thì mới đứng số. Bởi thế, ta muốn mua cho cô ấy 1 đứa để nó gánh vác đỡ đi. Chứ nhà tao thiếu gì người hầu hạ. Và lại con bé mới lên 6 tuổi, đã làm được gì mà ta phải chuốc. Huống chi, nó sang ở với cô ấy cơm no áo lành, lại không sướng gấp trăm gấp nghìn lần ở nhà với vợ chồng mày hay sao? Đáng lẽ biếu không thì phải, cho 1 đồng cũng quá lắm rồi, không phải nai nẫm gì nữa. Chị Dậu ngồi đờ như gỗ, không biết trả lời ra sao. Phần 6. Bà Nghị chỉ tay quát thằng nhỏ lấy nước. Bà uống một hớp, rồi hỏi chị Dậu. Thế nào, mày nghĩ tao nói có phải hay không? Chị Dậu rơm rớm nước mắt. Vâng, thưa hai cụ, con cũng biết rằng cháu được sang đó nương nhờ các cụ và cô hai thật là phúc cho nó lắm. Nhưng vì nhà con thiếu hơn 2 đồng tiền sưu mới phải đến kêu cửa cụ. Nếu cụ chỉ cho 1 đồng thì còn hơn 1 đồng nữa, chúng con không biết chạy vào đâu. Vậy xin hai cụ gión tay làm phúc. Ông Nghị quát, thiếu bao nhiêu mà kệ mày kể lể gì, mày định bổ vào nhà tao đấy à? Chị Dậu thèn lẹn, dâng dài yếm sẽ chui vào mắt. Bà Nghị yên ủi, thiếu 1 đồng nữa thì xem trong nhà còn có cái gì đáng tiền đem mà bán nốt đi. Chứ đứa con gái 6 tuổi bây giờ cho không cũng không đắt thay, ai động rồ mà trả mày hơn. Thưa lại hai cụ, thật quả nhà con không còn cái gì đáng giá 2 hào. Bà Nghị cười nhạt, sao bảo nhà mày có con chó cái khôn lắm. À thưa cụ, có, nhưng nó mới đẻ, còn nó hãy còn non lắm, bán không ai mua. Nếu có người mua cho, chúng con đã không phải bán con cháu. Nó đẻ mấy con? Con nó đã mở mắt chưa? Bẩm 4 con, nó biết ăn cơm đã 2 hôm nay. Hay là xin cụ đỡ con 2 đồng, lỡ lãi thế nào con cũng xin vâng. Chỉ độ 2 phiên chợ nữa, mấy con chó ấy cứng cáp bán được, con lại xin nộp cụ. Bà Nghị bĩu môi, tiền tao có phải vỏ hến mà tao quẳng cho mày bây giờ? Dễ tao hám lãi của mày lắm đấy. Thôi thế này này, chó non tao cũng mua, bắt cả con chó cái và đàn chó con sang đây. Tao trả cho 1 đồng nữa, với con bé kia 1 đồng là 2. Thế là nhà mày đủ tiền nộp sưu, lại khỏi nuôi chó, khỏi nuôi con, sướng nhé. Rồi bà Nghị vui vẻ nhìn mặt ông Nghị. Ấy, tôi cứ hay thương người thế đấy. Người khác thì họ mặc kệ, ai hơi đâu, kêu lắm thì bã bọt mép. Chị Dậu lại chứa chan nước mắt. Buồn rầu, chị sẽ ngồi xuống bậc cửa mà nói trầu lên. Vâng, con cũng biết cụ có lòng thương nhà con mới thế, chứ đàn chó nó vừa mới mở mắt ai mua làm gì. Nhưng thưa cụ, giá chó bây giờ cũng không rẻ lắm. Một con chó cái con đem bán ra ít nhất cũng được 1,5 đồng. Còn 4 con chó con, nếu nuôi thêm vài phiên chợ, thế nào cũng được 5 hào 1 đứa. Vậy là tất cả đến 3,5 đồng. Cụ cho 1 đồng thì thiệt con quá, xin cụ trông lại.
Ông Nghị đập tay xuống sập. Đem ngay ra chợ mà bán, không nói lôi thôi, mất thì giờ. Thời Tây bây giờ, thì giờ là vàng bạc, không ai công đâu mà cả với mày. Hừ, vừa mới nhoèn nhoèn nói rằng bán không ai mua, người ta làm phúc mua cho lại còn lằng nhằng kêu rẻ. Rẻ thì đem ngay ra chợ mà bán, ra ngay. Chị Dậu nhổm đít toan đứng lên. Bà Nghị thẽ thọt. Chúng bày cứ cái thói ấy, không trách chẳng ai buồn thương. Khổ là đáng kiếp. Trong lúc thuế má ngặt ngòi đồng bạc cho vay lãi ngày năm xu, người ta đã bỏ ra mà mua đàn chó mới mở mắt. Thế là người ta làm ơn cho mày rồi. Mày tưởng người ta không thể mua đâu được chó đấy à? Hay là chó của mày bằng vàng? Thôi, cho thêm hảo nữa. Thế là vừa con vừa chó, cả thảy được 2 đồng mốt, bằng lòng không? Chị Dậu lại tần ngần ngồi xuống. Bẩm cụ, một vài hào ở cụ chẳng thấm vào đâu, nhưng ở con thì nó lớn lắm. Cụ xin cho con lấy 5 hào nữa. Bà Nghị ra bộ dễ dãi. Con mẹ này cũng ghê gớm lắm, thế bờ thì đào mãi. Ừ, thì ta cũng trả thêm cho 1 hào là 2 đồng 2, bằng lòng thì lên nói với ông giáo làm văn tự và trả ông ấy 2 hào giấy mực nghe không? Chị Dậu thất vọng. Thế thì con chỉ được 2 đồng đem về. Ông Nghị lại cáu. Chứ bao nhiêu? 20 nữa nhé. Thôi, cho thế cũng đắt lắm rồi. Bán đi thì làm văn tự, không bán thì về. Về thẳng. Về. Về thì đâm đầu vào đâu? Để chồng bị trói đến bao giờ? Thôi, trời bắt tội cũng đành nhắm mắt liều. Bên tai chị Dậu văng vẳng có tiếng như vậy. Nước mắt ứa ra, chị đứng dậy với bộ mặt não nùng. Vâng, con xin bán hầu 2 cụ, nhờ các cụ cho bảo ông giáo làm giấy giúp con. Bà Nghị dõng dạc gọi xuống nhà dưới. Đứa nào lên nhà học mời ông giáo xuống đây cho tao. Đồng hồ trên tủ thong thả đánh 11 tiếng, dây cót sổ ra xòe xòe. Bà Nghị tươi cười nói với ông Nghị, sao bây giờ mới tới 11 giờ, hay là đồng hồ nhà ta chạy sai? Ông Nghị rung đùi, vứt chòm dâu tây cong vắt bên mép ngậm tăm. Bà quê lắm, đồng hồ của Tây làm ra có bao giờ sai? Bây giờ 11 giờ là đúng, nhà ta ăn cơm khí sớm. Bóng nắng xuống thềm gần một hàng gạch, xe lửa 1 giờ toét toét hết còi. Ông giáo kéo đôi giày vá từ đầu nhà thờ đi sang, trong tay đủ cả quản bút, lọ mực, giấy trắng và giấy thấm. Với cái búi tóc ngất ngưởng trên đầu, với cái sức học chữ nho bằng 50 quốc ngữ, ông ấy gọi là thầy đồ thì đúng hơn. Chỉ vì về phần nhà chủ nuôi cơm, tiếng nuôi ông đồ không sang bằng tiếng nuôi ông giáo, cho nên ông ấy phải đổi sang ngạch thầy giáo để dạy mấy đứa trẻ học Tam Tự Kinh và ABC, viết văn tự cho những người đến nhà ông Nghị cầm cố vay mượn. Vào nhà khách, ông giáo xe xẽ đẩy thúng gạo nếp trên chiếc tràng kỷ gỗ lát và lễ phép ngồi vào chỗ đó. Sau một hồi để ý, nghe lời ông Nghị dặn dò, ông giáo nghiêm trang cúi vào mặt bàn, trịnh trọng ông ấy viết. Cả nhà im lặng. 5 phút, 10 phút, nửa giờ. Ông giáo ngẩng lên, ngó mặt chị Dậu. Chị kia sang đây, tôi đọc cho nghe, rồi điểm chỉ vào. Rón rén, chị Dậu đến cạnh tràng kỷ. Ông giáo đằng hắng 3 tiếng rồi bằng giọng cắt nghĩa cho học trò, ông đọc. Tên tôi là Nguyễn Văn Dậu, 26 tuổi ở làng Đông Xá. Và vợ tôi là Lê Thị Đào, 24 tuổi cũng ở làng ấy. Có mượn của bà Hoàng Thị Sẹo, 58 tuổi, vợ cả ông nghị viên Trần Đức Quế ở làng Đoài Thôn, một đôi hoa tai bằng vàng, nặng 3 đồng cân, đáng giá 20 đồng bạc. Hạn trong 5 năm phải trả, nếu không trả, chúng tôi xin chịu tội bội tín. Giấy này làm tại làng Đoài Thôn, ngày, tháng, năm. Chị Dậu nghe rồi dãy nảy. Thưa ông lầm rồi, tôi bán con và chó chứ có mượn hoa tai của cụ đâu. Ông Nghị rút vội cái tăm trong miệng mình, đặt ngang vào miệng tách nước. Không ai thèm đánh lừa chúng mày. Bây giờ luật mới nghiêm cấm cha mẹ bán con, cho nên văn tự phải viết thế.
chứ không nói con nói chó vào được. Sau này mẹ để cho con mày ở mãi với cô hai thì có giấy ấy tao cũng coi như không có. Nếu mày trở mặt mà đem con về, tao sẽ chiểu giấy bỏ tu cả vợ lẫn chồng. Giấy tao làm như vậy chỉ cốt nhà mày khỏi lật nhà tao, chứ nhà tao không đời nào thèm lật nhà mày. Thế là bao giờ tao cũng nắm đằng chuôi, chứ tao không cầm đằng lưỡi, nghe không? Dứt mạch diễn thuyết, ông Nghị bưng tách nước uống một hớp to hơn, xúc miệng ỏng ọc mấy cái, rồi nhổ toẹt xuống nền nhà. Tùy đấy, mày có tin nhà tao thì điểm chỉ vào đem về cho chồng mày ký tên và xin chữ ký lý trưởng nhận thực tử tế, rồi mang sang đây thì tao giả tiền cho. Nếu mày không tin thì thôi, đây, tao không ép. Hai hàng nước mắt nhòa với những giọt bồ hôi thánh thót rơi xuống gò má. Chị Dậu cắm mặt đứng im. Một lát sau chị quả quyết: con xin vâng theo lời cụ. Thế rồi chị giơ bàn tay buộc rẻ, chìa hai ngón tay để cho ông giáo bôi mực và in vào bức văn tự. Xong việc, chị gấp bức văn tự dắt vào lưng, bước ra thềm. Chị nhặt lấy cái mê nón. Ngần ngại, chị đặt mê nón lên đầu, cúi chào vợ chồng ông Nghị và ông giáo. Bà Nghị căn vặn, nhắc đi nhắc lại: nhớ lấy cái gì đậy mấy con chó vào, kẻo nó bị nắng. Phần 7. Bóng cây ngả đến gần tường bao lan, mặt trời chênh chếch nhòm vào gốc đa gốc gạo. Những con trâu, con bò bị bắt, bị ký giam tròng gọng nằm dưới nắng, uể oải nhai những rễ khoai hoặc cỏ héo của chủ ban cho. Một lũ đàn bà chờ đợi nộp thuế lê la ngồi khắp thềm đình. Đàn chó chui trong gậm đình trực cướp xương rơi, con nọ cắn con kia ý ăn. Trên đỉnh ăn uống đã tàn, Chánh Tổng ngậm tăm nằm cạnh bàn đèn, hai mắt lim dim dở ngục. Cai Lệ ngồi nhổm hai chân cạo lọ, cặp môi thâm xịt nhành ra gần tới mang tai. Cậu lính cơ lấy hết gân guốc trên bộ mặt đỏ gay ra sức nghiền cục sái trong cái chén mẻ. Mấy ông hương trưởng tộc biểu Trương Tuần xuống quanh cái điếu tàn và chiếc ấm tay, kẻ hút thuốc, người phùng miệng thổi bát nước nóng. Lý trưởng tựa lưng bên bức cầu lơn, thu tiếp chánh hội, phó hội bằng mâm cỗ chỉ còn rau chuối và lá tía tô. Thư ký, trưởng bạ lễ phép chìa đũa mời nhau gắp mấy miếng thịt mỡ khô cong các cạnh. Lý cựu, phó lý, thủ quỹ châu đầu trên lớp bát đĩa đầy những nhặng xanh, gật gù nhấc chén lên lại đặt chén xuống. Người nhà Chánh Tổng, người nhà lý trưởng, mấy anh tuần phu canh ngày ken vai vây lấy giá cơm đi hơi, và chậu nước suýt ruồi chết nổi lều bều xoàn xoạt, vừa và vừa nuốt. Mỗi người mỗi miệng, ai nói nấy nghe, sự ầm ầm càng giúp sức cho sự nóng nực. Chị Dậu về đến cổng đình, vừa thấy tiếng ông Lý Cựu quát vang vào trong đình: thằng mới đâu, vào ti lấy thêm mấy chai rượu nữa ra đây, chúng ta còn uống, ai thôi mặc ai. Tiếp đến tiếng ông Chánh Hội: hãy gượm, rượu còn đấy, các ông cứ uống cho hết, để nó đi mua vài đồng thuốc phiện nữa, cụ Chánh đợi đã lâu rồi. Rồi đến tiếng ông Hương Trưởng: thong thả hãy mua thuốc phiện cũng được, miệng ta còn chưa rửa đây, ra giếng múc tao chậu nước. Rồi đến tiếng ông thủ quỹ: rồi hãy múc nước, mày đi rót một ít nước mắm vào đây cái đã. Thế rồi đến lượt ông Lý Cựu vắt lại: các ông đừng bỉ mặt nhau, tôi đương bảo nó đi lấy thêm rượu, các ông lại nỡ vỗ vào mặt tôi. Người này sai nó việc này, người kia sai nó việc khác, khinh nhau vừa vừa chứ. Bạo dạn, chị Dậu bước lên cửa đình, hạ cái mê nón ở trên đầu xuống: chào các cụ, chào các ông. Cả đình đổ xô trông ra. Người nhà lý trưởng cháo ngược đôi đũa, chỉ vào mặt chị: sư của anh ấy đủ chưa, đem mà nộp đi. Cai Lệ vừa cạo hết sái trong lọ, ngẩng đầu trông lên: à, con vợ thằng gì ở xóm cuối làng phải không? Chị ta cứng cổ lý sự lắm, sáng nay nếu không vội đi bắt đứa khác thì tôi biếu thêm cho chị ấy vài chục quả Phật thủ nữa. Phó lý chõ vào: nó là vợ thằng Đĩ Dậu chứ thằng gì, sao ông không giã thêm cho nó một mẻ? Ông Lý, tôi mời ông về đây, chỉ cần có thế. Lý trưởng rung đùi, ra bộ đắc ý:
Tôi nói trên có cụ Chánh, có ông Cai và đông các ông tất cả. Vụ thuế này tôi làm kể cũng cứng lắm, không cần gì hết. Đứa nào trái ý đánh luôn. Mà cũng có thế mới được. Chúng tôi làm vua làm việc quanh năm đầu chảy đít thớt, chỉ có những lúc hồng thủy chướng giật và những khi sưu thuế giới kỳ như thế này thì mới có quyền tha hổ đánh, tha hổ trói. Trai làng thằng nào bướng bỉnh đánh chết vô tội vạ. Chị Dậu chẳng nói chẳng rằng, điềm tĩnh, chị nhìn khắp mấy gian đình. Góc đình trong cùng, chừng hơn 10 anh trai đinh choãi chân ngồi sắp hàng sau đám mâm bát lồng chồng. Ai cũng như nấy, khỉu tay gô vào trấn xong bởi một sợi dây thừng cách xù. Cố nhiên, đàn bà con gái không thể đi qua trước chỗ dân làng ăn uống. Chị Dậu bèn lùi trở xuống quành ra cửa sau, rồi lẻn đến chỗ chồng ngồi. Anh Dậu ngả đầu vào bức chấn xong, nhắm mắt nghiền, miệng há húc ra, thở hổn hển. 10 đầu ngón tay xuống máu xưng lớn bằng 10 quả chuối. Chị Dậu rụng rời nổ đốt. Trời đất ơi, chồng tôi làm sao thế này? Những bạn trói của anh Dậu, mỗi người trả lời một câu. Anh ấy lên cơn sốt rét từ hồi non trưa. Bây giờ, chừng như mệt quá, hắn mới lả đi và mới im được một lát. Lúc nãy còn vừa run vừa rên, làm sốt cả ruột người ngoài. Thôi, liệu mà vay mượn bán trác mau lên, cố lo cho đủ tiền sưu rồi đem anh ấy về nhà. Chúng tôi khỏe mạnh thế này mà bị người ta chẳng trói cũng còn đau dứt khổ sở thay. Huống chi anh ấy đương ốm. Chị Dậu sụt sùi, khốn nạn. Nào tôi có tiếc cái gì đâu, trông thấy chồng con thế kia, dầu có ruột gan là sắt cũng phải đau đớn. Nhưng vay chưa được, bán chưa kịp các bác ạ. Vừa nói, chị Dậu vừa nước mắt giàn giụa ngồi xuống. Chị se se vỗ vai chồng. Thầy em ơi, tỉnh dậy cái nào. Anh Dậu vẫn ly bì, lịt bịt. Phó Lý ở ngoài lòng đỉnh ra oai. Còn mẹ đĩ Dậu, mày có câm đi không thì ông vả vào mồm bây giờ. Đình làng chứ xó buồng của vợ chồng nhà mày đấy à? Ai cho chúng mày đú đờn với nhau? Đàn bà thối thây, suốt năm có một suất sư của chồng mà không chạy nổi, lại còn nỏ mồm thầy em với thầy anh gì, ngứa tai chúng ông. Chị Dậu như không nghe biết chi hết, cứ việc nắm lấy hai vai chồng, lay đi lay lại, như người ta cứu kẻ ngộ gió. Lâu lâu, anh Dậu lờ đờ mở to hai mắt trắng dã và rên hầm hừ. Chị Dậu mếu máo. Thầy em sao thế? Có phải lên cơn sốt rét hay không? Hay là chỗ chói đau quá? Anh Dậu u ớ. U nó đã ra đấy ư. Đi lấy cho tôi bát nước, khát lắm, ráo cả cổ họng từ sáng đến giờ. Chị Dậu vội gạt nước mắt đứng dậy, mượn thằng mới cái bát yêu đàn, chị ra giếng xin một bát nước bưng vào. Anh Dậu vụt đầu vào bát, ỏng ọc nấc một hơi, rồi anh ngửa cổ ra bức chấn xong mà thở, bụng sủi ầm ầm như suối reo. Bên ngoài, mấy ông Lý Dịch vẫn uống rượu, vẫn hút thuốc, vẫn quạt phành phạch, vẫn giở lý luật cãi nhau lộn bậy. Chị Dậu sợ chán chồng, sờ chân chồng, sờ cổ tay chồng, rồi chị lân la sờ cái nút thừng ở đằng sau. Toan tính cởi trộm nó cho rộng ra. Nhưng cái nút ấy người ta thắt kiểu móng lợn và giết chặt lắm, chị không thể nào mà nới ra được. Một lát sau, anh Dậu hơi tỉnh, mơ màng nhìn vợ. Thế nào? U nó đã sang nhà cụ Nghị Quế hay chưa? Đã, tôi ở bên đấy về đây. Cụ ấy bằng lòng đấy chứ? Bằng lòng. Nhưng người ta bắt viết văn tự và bắt đèo thêm. Chị Dậu không nỡ nói hết câu, ngập ngừng, chị cởi dài lưng, lấy mảnh giấy tây trao tay cho chồng. Tôi đã nhờ ông giáo bên ấy viết hộ văn tự rồi, thầy xem coi thế nào. Anh Dậu tuy đón lấy bức văn tự, nhưng vì cánh tay bị dây thừng ghì lại chặt quá, anh không thể đưa nó lên gần mắt mà coi. Chị Dậu lại phải cầm giấy, chìa lên tận ngang mắt cho chồng lẩm nhẩm đánh vần. Lý trưởng ngước mắt ngó thấy, cơn lôi đình nổi lên tức thì. Giấy má gì đấy? Con mẹ đĩ Dậu, đơn kiện phải không? Ừ, được, có giỏi thì đi kiện ngay ông đi. Ông thử cho mày thêm một trận nữa, để mày đi kiện luôn thể. Rồi hắn đứng choàng ngay dậy, giơ chân toan bước. Nhưng cái cây thịt nó cứ lảo đảo như người lên đồng, siêu siêu, xẹo xẹo, chỉ trực ngã xuống sàn đình. Hắn phải vịn vào cột đình và lại ngồi phịch xuống chiếu. Cậu lính cơ hùng hổ đứng lên.
Ông Lý, cứ ngồi đấy để tôi trị cho chúng nó. Muốn đi kiện thì được đi kiện, khó gì. Phần 8. Vừa nói, cậu Cơ vừa đùng đùng chạy lại, giơ thẳng cánh tay tát đánh bốp vào mặt anh Dậu một cái và mắm môi mắm lợi cậu thét: "Mày đi kiện đi ông xem, bây giờ vẫn chửa nộp sưu còn trực sinh sự với ông à?" Anh Dậu chít điếng người đi, nước mắt chảy ra như mưa. Anh sẽ đập đầu vào bức chấn xong và kêu: "Ôi giời đất ơi, ôi cha mẹ ơi, thân tôi sao mà nhục thế này? Nào tôi có định đi kiện tụng gì ai cho cam." Chị Dậu ậm ực muốn khóc nhưng không khóc được, những người bên cạnh đều rớt nước mắt. Cậu Cơ nét mặt hầm hầm, nắm chặt bàn tay, cậu chĩa vào mặt anh chàng khốn nạn: "Mày muốn vu vạ, bảo ông." Luống cuống, chị Dậu vội đứng dậy, một tay giơ bức văn tự, một tay nắm lấy cổ tay cậu Cơ thê thảm. Chị nói bằng giọng van lơn: "Thôi, em xin ông Quyền, nhà em đau yếu, ông tha cho. Có phải đơn kiện đơn tụng gì đâu. Đây ông coi, cái văn tự của em bán con bé cháu để lấy tiền nộp sưu cho nhà em đấy." Chừng muốn tỏ ra mình là người thạo chữ, cậu Cơ đón bức văn tự trầm tĩnh, xem xét từ đầu đến cuối, rồi cậu dịu giọng sẽ gắt: "Nói láo, cái giấy mượn đôi hoa tai bằng vàng đấy chứ, văn tự đâu mà văn tự." Chị Dậu lễ phép: "Thưa ông, thật văn tự đấy. Lúc nãy ở bên cụ Nghị, ông giáo viết xong đọc cho em nghe, em cũng ngạc nhiên và nói như ông vừa nói. Cụ Nghị bảo rằng luật mới không cho cha mẹ được bán con nên phải viết thế. Chứ có hoa tai hoa tùng gì đâu. Nhà em kiết xác mồng tơi, ai còn dám rời hoa tai cho mượn." Những lời êm ái của chị hình như cũng có sức mạnh làm cho nhà binh dằn lòng đứng lại. Nghe cho hết câu, rồi cố liếc con mắt cho có vẻ tình để nhìn vào mặt chị nhà quê. Cậu Cơ trao trả chị này tờ giấy văn tự và hỏi một cách lả lơi: "Đức ông chồng vẫn chưa ký tên đây mà, sao không bảo đức ông chồng ký vào rồi đi lấy tiền mà nộp sưu cho xong đi, cứ để lôi thôi mãi thế." Ngay thật, chị chàng nhà quê không biết cái lối mánh khóe, vẫn đáp bằng giọng dầu dĩ: "Em vừa dơ lên cho nhà em coi, các ông tưởng là đơn kiện, đã đánh mắng om sòm." Cậu Cơ nhăn răng cười hành hạch: "Thế ra đức ông chồng phải đòn oan nhỉ. Nhưng thôi, bây giờ đức ông chồng cho tên vào đó cũng chưa muộn." Chị Dậu năn nỉ: "Cánh tay nhà em bị trói chặt quá, không thể cầm bút được. Ông làm ơn cởi trói cho nhà em thì em ơn ông vạn bội." Cậu Cơ vẫn tủm tỉm: "Tôi muốn làm ơn cho chị lắm, nhưng còn quyền ở ông Lý." Lý Trường nghe nói đến tên mình liền cất giọng lè nhè: "Ông Lý cái gì, việc gì mà hỏi đến ông Lý đấy?" Cậu Cơ tơi tả chạy đến trả lời: "Cái nhà chị gì kia, chị ta muốn xin ông cởi trói cho đức ông chồng, để đức ông chồng chị ta ký vào văn tự." Lý Trường lại kéo dài cái giọng khề khà: "Thế nó không đi kiện nữa à, mà còn muốn xin cởi trói cho chồng. Cậu bảo nó không có phép nhé, nộp đủ tiền sưu đây thì cởi cho. Nếu mà tiền sưu chưa đủ, ông trời xuống đây cũng không tháo được cái thừng ở tay thằng Dậu. Đây còn trói, có giỏi cứ kiện, đây cởi trói cho mà đi kiện." Lý Cửu bưng bát rượu kề gần lên môi và gật gật gù gù: "Mặc, đây không biết, ai trói cứ trói, ai cởi cứ cởi, mà ai đi kiện cứ kiện. Đây qua cầu rồi, cứ việc đánh chén trò đẫy. Thằng mới đâu, ông bảo mày lấy thêm rượu, sao từ nãy đến giờ chưa thấy? Đừng láo, ông thì trẻ xác mày ra." Tránh hội quăng tọt đôi đũa xuống mâm và nói dõng dạc: "Ông Lý Cựu, việc gì đến ông mà ông đâm ba chảy củ vào đấy? Uống rượu cứ việc uống, người ta nói gì mặc người ta, câu nào cũng chõ mõm vào, không để cho ai bàn bạc gì nữa." Lý Cựu đặt bát rượu xuống mâm, đấm thật mạnh xuống sàn đỉnh: "À, ông cấm tôi nói à? Quyền ông được thế phải không, ông Tránh Hội?" Tránh Hội vảnh bộ mặt hách dị: "Ừ đấy, quyền tôi được thế. Quan sức cho tôi hiệp giữ Lý Trưởng, thôi đốc vụ thuế năm nay. Người nào gai ngạnh, tức là hãn trở thuế sự, tôi gông cổ lại cho mà xem." Lý Cựu sừng sộ, miệng ông nói, đình làng ông ngồi, đố thằng nào làm gì được ông. Tránh Hội hùng hằng đứng lên, rồi lại loạng choạng ngồi xuống và quát: "Tuần đâu, chúng bay trói cổ thằng Lý Cựu lại cho ông, tội đâu ông chịu." Tuần Phu im lặng không thưa. Lý Cựu sắn nắn vén hai tay áo lên đến khỉu tay: "Cha thằng nào không trói được ông." Tránh Hội vớ luôn chai rượu cạnh mâm toan liệng ra chỗ Lý Cựu. Phó Hội nhanh tay giằng được và can:
Thôi ông, làm gì mà nóng quá thế? Ông Lý Cựu, ông ấy say rượu ấy mà. Lý Cựu hằn học. À, phó hội, ông bảo tôi say rượu phải không? Ừ, tôi say. Rượu uống chả say. Thì ra rượu đổ vào hang chuột à? Nhưng mà đây không say, ông đừng nói vậy. Thuế làng bổ 2 đồng một mẫu, các ông thu của ngoại canh 3 đồng 5 hào. Có ai nói với tôi được câu nào không? Các ông mời tôi ra đây uống vài chén rượu lại còn ca khịa. Tôi không cần. Đây không uống của mấy đứa phụ canh, không thèm uống nhờ thằng nào hết. Lý trưởng động lòng. Tiền phụ canh nó vẫn dắt ở cặp váy nó ấy. Chúng nó ngồi dưới giọt đình kia kìa, xuống lần cặp váy chúng nó mà uống. Bữa rượu hôm nay tiền túi của ông bỏ ra, ông muốn mời ai thì mời. Ông không phải nói với đứa nào hết, ông thu lạm đấy. Thằng nào làm gì được ông? Lý Cựu hung hăng như người điên. À, thằng Lý Đương, mày bảo ông uống máu mới còn ngoại canh đấy à? Đánh xoảng một cái bát ở mâm Lý Cựu bay thẳng sang mâm Lý Đương. Và đánh chát một cái chậu ở chiếu Lý Đương cũng đập luôn vào cây cột bên cạnh Lý Cựu. Nước canh, nước mắm bắn ra tứ tung. Hết thảy mọi người đều lố nhố đứng dậy, rồi hết thảy mọi người lại lảo đảo ngồi xuống. Tuần Phu và người nhà Lý Trưởng, người nhà Chánh Tổng sấn sổ chen vào, chạy hết mâm bát chai chén xuống sân đình. Cai Lệ rước chén thuốc phiện và bộ khai đèn sang thẳng gian đình bên kia. Thủ quỹ cố ôm cháp bạc đứng dậy nhưng không đứng được, lại phải ngồi thụp xuống. Chánh Tổng sực tan giấc mộng, ngơ ngác hỏi giật, hỏi giọng. Cái gì thế? Cái gì thế? Nốc cho lắm vào rồi nói bậy. Người nào gây chuyện với người nào? Trong đám đông, mỗi người nói một câu. Bẩm ông, Lý Cựu với ông Chánh Hội. Bẩm ông, Lý Cựu với ông Lý Đương. Chánh Tổng lên giọng hống hách. Tuần đầu mày điệu cổ thằng Lý Cựu xuống sân đình kia cho ông. Nó định ăn cướp tiền thuế của Lý Trưởng à? Rồi ông trình quan cho nó. Lý Cựu vớ miếng mảnh chọc ở cạnh cột đình toan rạch vào trán. Trương Tuần vội vàng chạy đến giật được vứt đi. Hắn xốc nách Lý Cựu và vực ra cửa. Rượu, thịt, rau, đậu từ trong miệng ông Lý Cựu thông thốc tuôn ra thềm đình. Phần 9. Hương trưởng tộc biểu, những người vô sự lẻ tẻ đứng dậy cố dìu Lý Cựu về nhà. Chỉ còn mấy ông chức dịch đương thứ phải ở lại đấy lo lắng việc thuế. Chị Dậu chờ cho tan cơn ồn ào mới dám rón rén bước lại nói với Lý Trưởng. Thôi con lạy ông, xin ông hãy tạm tha trói cho nhà con một lúc, để mà nhà con ký vào văn tự, con mới có tiền đóng sưu. Lý Trưởng vẫn giận dữ. Đừng lăng nhăng, trói cũng ký được, không phải tha. Bẩm ông, xin ông trông lại, thật quả nhà con bị trói chặt quá, cánh tay quật ra đằng sau lưng không sao ký được. Chứ nếu nhà con ký được thì đâu dám kêu van cho rác tai ông. Đưa văn tự đây ta xem. Chị Dậu sẽ sàng nâng mảnh văn tự trao cho Lý Trưởng rồi im lặng. Chị nén lòng ngồi đợi ở cạnh câu lơn. Mặt trời đã nghiêng sang phía sau đỉnh, ánh nắng luồn qua chấn song thấm thoát soi chỗ anh Dậu. Anh mới lật đật quét dọn cơm rau rơi vãi và mảnh bát mảnh chậu ném ở sân đình. Vợ nó cặm cụi ngồi dưới sân đình rửa bát, rửa mâm, vét vói những bát thịt thừa canh dở. Mấy mụ đàn bà ngoại canh lần lượt lên đình nói với thủ quỹ, dở sổ tính thuế. Lý Trưởng đánh vần hết bức văn tự, liền thở hơi rượu vào mặt chị Dậu. Chỉ cần chồng mày ký vào văn tự thôi à? Cụ Nghị bắt phải xin triện của ông nhận thực cho nữa, nhưng con sợ ông nên chưa dám hỏi. Lý Trưởng cười lối khinh bỉ. Triện của ông có phải củ khoai, dễ ông đóng không cho mày đấy. Xin ông thương con, nếu không có chuyện của ông, cụ Nghị lại không giao tiền. Một đồng bạc, nghe chưa? Thế là ông thương mày đấy, người khác phải 5 đồng. Lại ông xét lại cho, con bán cả con lẫn chó mới được có 2 đồng. Mặc kệ, không biết, đủ 1 đồng bạc thì ông sẽ đóng chuyện cho. Chị Dậu vừa nói vừa khóc. Nếu ông không thương con không lấy đâu được tiền nộp sưu. Chẳng có tiền sưu thì chồng mày ngồi tù. Thất vọng, chị Dậu ngồi rũ rượi im lặng. Đến lượt anh Dậu nằn nì thay vợ. Thưa ông, con có muốn chi thế này đâu. Trời làm vận hạn đau yếu nên con phải chịu. Xin ông thương lại vợ chồng nhà con. 1 đồng bạc con cũng xin vâng, nhưng con hãy khất. Ngày mai xong thuế, con bắt nhà con cấy trừ hầu ông. Chánh Tổng phì cười. Bây giờ lại có cái lối đóng chuyện cấy trừ nữa. Thôi cũng được, ông Lý nhận lời cho nó đi. Đừng để chúng nó nói mãi điếc tai.
Lý Trường làm bộ khó khăn. Vâng, tôi sẽ nghe lời cụ Tránh. Rồi bèn quay lại hỏi chị Dậu, mày định cấy trả nhà ta bao nhiêu? Con xin cấy hầu ông một mẫu. Đồng bạc một mẫu thế, ra một hào, một xào kìa. Không được, phải là một mẫu rưỡi. Ông dạy thế nào con cũng xin vâng. Chuyện êm, anh Dậu được tạm thoát ly sợi dây thừng để đề tên vào sau văn tự. Nhưng anh bị trói đã lâu, cánh tay sưng tướng, bại liệt, các đầu ngón tay tê tái, bấm không biết đau, lóng ngóng mãi cũng không viết được chữ. Phần 10. Thoáng thấy mẹ về đến cổng, thằng Dần mừng nhảy chân sáo. U đi đâu từ lúc non chưa đến giờ, có mua được gạo hay không? Sao U lại về không thế? Cái tí ở trong bếp xa xả mắng ra, đã bảo U không có tiền lại cứ lằng nhằng nói mãi. Mày tưởng người ta bán gạo chịu cho mày sao? Thôi, khoai chín rồi đây, để tôi đổ ra ông Sơi, ông đừng làm tội U nữa. Rồi nó tất tả bổng em ra trước thềm, đon đả chào mẹ. U đã về ạ, ông Lý cởi trói cho thầy con chưa? Hử U, cái nón của U làm sao mà bị rách tan tành thế này? Tay U lại sao, lại phải buộc rẻ thế kia? Chị Dậu không trả lời, thơ thẩn, chị đón lấy con bé và ngồi ghé vào bên mép chõng. Cái tí xoa đầu cái tiểu kể lể bằng giọng hú hí. Cô ả này hôm nay quấy lắm U ạ. U đi khỏi nhà cô ta cứ ra giả khóc không dứt, dỗ thế nào cô ta cũng không nín cho. Đặt ngồi xuống phản cô ta lại níu lấy con và cố đứng lên. Con vừa léo đẽo cắp cô ta ở sườn, lại vừa hì hục rửa khoai cha nổi xin lửa gióm bếp. Củi thì ướt, cháy ướt chả, lì lụt mãi không cháy cho. Thế mà con cũng luộc được 9 nổi khoai rồi đấy. U bảo con có ngoan không? Chị Dậu vẫn không nói gì. Buồn rầu, chị kéo chéo yếm cài trong giải lưng, vạch đầu vú nổi gân xanh lè, bóp mạnh cổ vú, vắt những sữa chua xuống đất. Thằng Dần lần thần đứng bên cạnh mẹ, hau háu nhìn những tia sữa bằng hai con mắt tiếc rẻ ngậm ngùi. Cái tiểu vừa ngậm vú mẹ, vừa khóc lằn nhằn. Sữa trong vú chảy ra không đủ cho sức nó nuốt. Nhà bên nọ ngụp bên kia, vú bên này sờ bên khác. Con bé vẩn hai đầu vú, giống như con mèo vờn cái bóng bóng xẹp hơi. Mấy nét răng rúm hiện lên trên sống mũi và mấy tiếng suýt xoa xe xẽ tự trong đầu lưỡi đưa ra. Chị Dậu cũng nát ruột về sự phàm ăn của con. Tuy vậy, chị vẫn hết sức nín nhịn và vẫn luôn luôn vuốt tay vào vú, có ý dồn cho sữa xuống. Cạnh chõng nghi ngút một đám khói bay. Cái tí lễ mễ bưng rổ khoai luộc, gách vào chân cột và dặn thằng Dần. Hãy còn nóng lắm đấy nhé, em đừng mó vào, mà bỏng thì khốn. Vừa nói, nó vừa tung tăng chạy đến rổ bát, lục lấy hai cái bát to, một đôi đũa đem lại. Bới từ chôn rổ bới lên, nó gắp những mẩu khoai to, xếp đầy hai bát. Bằng cái dáng bộ vui vẻ nhẹ nhàng, nó đặt một bát lên chõng. Mời U sơi khoai đi ạ. Rồi nó nhanh nhẩu, nó bưng một bát, bước qua tấm phản cập kênh, ngửa cổ để lên bàn thờ và quay xuống nó bảo thằng Dần. Bát này chị để phần thầy, chốc nữa thầy về thầy ăn, đứa nào ăn vèn của thầy thì chị không cho đi chơi với chị. Thằng bé không để tiếng nào vào tai, nó cứ ngồi sát bên cạnh rổ khoai và nuốt nước dãi ừng ực. Cái tí lật đật chạy đi tìm cái quạt nan để quạt cho khoai chóng nguội. Rổ khoai vừa đi hết khói, hai đứa xúm lại lê la, ngồi phệt xuống đất, mỗi đứa nhón lấy một củ, không kịp bóc vỏ, chúng nó vừa thổi phù phù, vừa cắn ngấu nghiến, giống như con cọp trong vườn bách thú vớ được miếng thịt bò tươi, đứa nào đứa nấy nhai nuốt một cách ngon lành, gọn vẹn. Trừ ra, khi gặp củ nào hà, nhạy, đắng quá, không thể nuốt được, chúng nó mới chịu nhổ đi. Và khi bị củ nào nhiều sơ, dai quá, không thể nhai được, chúng nó mới chịu nhả bã. Những sự hiếu thảo ngoan ngoãn của hai đứa trẻ ngây thơ, vô tình lộ ra từ nãy đến giờ, hình như đều là những lưỡi dao găm cắt từng khúc ruột chị Dậu. Càng nhìn chúng nó, chị càng nước mắt ngắn dài. Ngạc nhiên, cái tí thỏ thẻ dục mẹ. U ăn khoai đi, để lấy sữa cho em nó bú. Từ sáng đến giờ U chưa ăn gì, đói quá, chịu làm sao? Chị Dậu vẫn cứ rầu rĩ nét mặt, những giọt nước mắt rơi xuống càng mau. Với vẻ mặt băn khoăn, cái tí lại bưng bát khoai chìa tận mặt mẹ,
Này, u ăn đi, để mãi. U có ăn thì con mới ăn, u không ăn con cũng không muốn ăn. Nể con, chị Dậu cầm lấy một củ, rồi chị lại đặt xuống chõng. Vẻ nghi ngại hiện ra sắc mặt, con bé hóm hình hỏi mẹ một cách thiết tha. Sáng ngày người ta đấm u có đau lắm không? Chị Dậu sẽ gạt nước mắt. Không đau con ạ. Thế làm sao mà u cứ khóc mãi mà không ăn khoai? Hay là u thương chúng con đói? Không, chúng con không đói nữa đâu. Hai đứa ăn hết ngần kia củ khoai thì no mòng bụng ra rồi, còn đói gì? U cứ ăn đi, u ăn hết bát khoai ấy đi. Nếu u không ăn, lấy đâu ra sữa cho em nó bú? Chị Dậu vừa nói vừa mếu. Thôi, u không ăn. Để phần con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi. U không muốn ăn chanh của con. Con cứ ăn thật no, không phải nhường nhịn cho u. Cái tí chưa hiểu hết ý câu nói của mẹ, nó xám mặt lại, hỏi bằng giọng luống cuống. Vậy bữa sau con ăn ở đâu? Điểm thêm một giây nức nở. Chị Dậu ngó con bằng cách xót xa. Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài. Cái tí nghe nói dãy này giống như sét đánh bên tai, nó liệng củ khoai vào rổ và òa lên khóc. U bán con thật đấy ư? Con van u, con lạy u, con còn bé bỏng, u đừng đem bán con đi, tội nghiệp. U để cho con ở nhà chơi với em con. Thằng Dần cũng khóc chù chéo, bỏ luôn rổ khoai đứng dậy, ngoay ngoải lắc cái mông đít. Nó nhắc lại câu đã nói sáng ngày. Em không nào, em không cho bán chị tí nào. Nào, có ai bán thì bán cái tiểu này này. Chị Dậu thồn thồn thức thức, không nói thêm được câu gì. Bộ mặt sầu thảm dần dần ngả xuống, đối thẳng với con bé đương bú. Bên đám lông mày cong dướn, mấy sợi tóc mai là thả rủ xuống, nhìn như làn khói thuốc lá phớt phơ bay trước khuôn gương. Và trên cái gò má đỏ bừng, vài ba giọt nước mắt thánh thót đuổi nhau, chẳng khác hạt sương buổi mai lánh đọng trong cánh hoa hồng mới nở. Phần 11. Gió chiều thổi đám lá tre tơi tả, nắng tây gay gắt đến nửa thềm. Thằng Dần cái tí thôi không ăn khoai, Dĩn Dĩn vừa van vừa khóc. Cái tiểu bú lá lửng dạ hớn hở ngoảnh ra cười đùa. Chị Dậu lại càng rũ rượi, chống tay lên trán, chỉ như nghĩ ngợi phân trần. Một lúc sau, chị đứng phắt dậy với dáng điệu quả quyết. Thôi, phải tội với trời, mẹ chịu. Cảnh nhà đã thế, mẹ đành dứt tình với con. Tức thì, chị chùi nước mắt và đi làm những việc mà chị cho là đau đớn. Cái tiểu lại bậu bên sườn cái tí. Con chó cái chui đầu vào sợi xích sắt để cho bà chủ buộc vào cột nhà. Đàn chó con phải bắt vào trong rổ thưa, trên có mẹt đậy, có lạt chẳng chắc chắn. Các việc xong hết, chị lại đón lấy cái tiểu, cho nó bú thêm lúc nữa. Sau khi đã kéo chiếc chiếu thủng rách trên phản trải xuống giữa nhà, chị đặt con nhỏ vào chiếu và sai thằng Dần ngồi đó trông em. Chị lục tất cả quần áo cái tí, gói chung một gói, rồi một tay nâng rổ chó lên đầu, một tay cầm sợi xích định dắt luôn con chó cái ra cửa. Sụt xịt, chị bảo cái tí, con hãy đội cái mê nón cho đỡ nắng, và con cắp lấy gói quần áo rồi sang bên cụ Nghị Quế với u. Tưởng chừng lúc nãy thế bắt cả chó lớn chó con, cái tí vẫn nghĩ con vật ấy sẽ đi thế mạng cho mình, nên nó đã vững dạ ngồi im. Bây giờ nghe mẹ giục nó phải đi, nó lại nhếch nhác mếu khóc. U nhất định bán con đấy ư? U không cho con ở nhà nữa ư? Khốn nạn thân con thế này, trời ơi, ngày mai con chơi với ai, con ngủ với ai? Chị Dậu lại lã chã hai hàng nước mắt. U van con, u lạy con. Con có thương thầy thương u thì con cứ đi với u, đừng khóc nữa, đau ruột u lắm. Công u nuôi con 6-7 năm trời, tốn kém bao nhiêu tiền của, bây giờ phải đem con đi bán, u đã chết từng khúc ruột rồi đấy con à. Nhưng mà tiền siêu không có, thầy con đau ốm thế, vẫn bị người ta đánh chói sưng cả tay lên kia. Nếu không bán con thì lấy tiền đâu ra nộp siêu? Để cho thầy con khổ sở đến nước nào nữa, thôi. U van con, u lạy con. Con có thương thầy thương u thì con cứ đi với u. Cái tí vẫn khóc rưng rức. Chị Dậu cũng vừa đội rổ chó con vừa khóc nức nở, nhưng vẫn cố kiếm những lời thấm thía xót xa để khuyên con. Lâu lâu cái tí chừng cũng hiểu những nỗi đau lòng của mẹ.
Nó không khóc nữa, lau sạch nước mắt. Nó chạy đến bên chỗ cái tiểu cúi đầu tận mặt con này. Nó hôn mỗi má mấy cái, rồi nó lại mếu. Tiểu ở nhà nhé, tiểu ở nhà với anh Dần nhé. Chị phải đi đây, chị sang ở với cụ Nghị kia đây. Từ giày trở đi chị không được ám tiểu nữa. Bao giờ tiểu lớn, tiểu sang bên ấy tìm chị, tiểu nhé. Rồi nó ôm lấy thằng Dần, cũng hôn luôn hai má thằng ấy. Vừa nói nó vừa giàn giụa nước mắt. Dần có thương chị không? Dần có nhớ chị không? U bán chị rồi. Dần ở nhà chơi với tiểu vậy. Nó khóc thì Dần dỗ nó, không được đánh nó đấy nhé. Bao giờ nó lớn, Dần rủ nó sang nhà cụ Nghị với chị. Thôi, Dần ở nhà, chị phải đi với U đây. Chị không được về nữa đâu Dần ạ. Thằng Dần níu lấy áo chị khóc rầm rĩ. Chị phải ở nhà với em không cho chị sang nhà cụ Nghị. Nếu chị sang nhà cụ Nghị rồi thì em chơi với ai? Cái tí khóc hu hu, nó cứ quấn quýt thằng Dần không muốn rời xa. Ngoảnh lại nhìn mặt chị Dậu, nó nói bằng giọng năn nỉ. Con nhớ em quá. Hay là U hãy cho con ở nhà một đêm nay nữa thôi, để con ngủ thêm với em, để con nói chuyện với em. Sáng mai con xin đi sớm. Chị Dậu càng tỏ ra bộ đau đớn. Thôi U van con, U lạy con. Con có thương thầy thương U thì con đi ngay bây giờ cho U. Nếu con chưa đi, cụ Nghị chưa giao tiền cho U, chưa có tiền nộp sưu, ông Lý lại trói thầy con thêm một đêm nữa, thì không khéo thầy con sẽ chết ở đình chứ không sống được. Thôi U van con, U lạy con. Con có thương thầy thương U thì con đi ngay bây giờ cho U. Và chị cố kiếm được cái giọng ngon ngọt để dỗ thằng Dần. Dần, buông chị ra đi con. Dần ngoan lắm nhỉ. U van Dần, U lạy Dần. Dần hãy để cho chị đi với U, đừng giữ chị. Chị nó có đi, U mới có tiền nộp sưu, thầy Dần mới được về với Dần chứ. Sáng nay người ta đánh trói thầy Dần như thế, Dần có thương không? Nếu Dần không buông chị ra, chốc nữa ông Lý vào đây, ông trói nốt cả U, trói nốt cả Dần nữa đấy. Thằng Dần vẫn sợ ông Lý như đứa trẻ khác sợ ông ngáo ộp. Nghe nói đến tên ông ấy, nó đã mất vía đi rồi. Lập tức nó rời vạt áo cái tí và nó òn ẻn dặn mẹ: em chỉ cho chị tí đi một lúc thôi, lấy được tiền rồi U lại phải đem chị ấy về với em. Chị Dậu buột miệng: ừ. Rồi hình như có ý hối vì mình đã nói dối trẻ em, tức thì chị lại nói chữa: ừ, hễ cụ Nghị bằng lòng để cho chị con về nhà vài hôm thì U đem nó về với con. Cái tí với hai hàng nước mắt ròng ròng hôn hít các em một lượt nữa rồi lủi thủi. Nó đội mê nón lên đầu và cắp gói áo vào nách. Chị Dậu vừa dặn thằng Dần ngồi coi cái tiểu, vừa cởi dây xích lôi con chó cái. Con vật ấy ở nhà chị Dậu tuy không làm tên lính gác nhà như các bạn nó ở vào những nơi giàu có, nhưng cũng là hạng tôi tớ cần dùng. Những lúc con cái chủ nhà đau dạ chạnh lòng, công việc vệ sinh trong nhà, phận sự nó phải gánh vác tất cả. Sự quan hệ giữa nó với chủ tuy chỉ có thế, song trời đã sinh ra nó là một loài vật giàu lòng trung thành, thì ăn lương của chủ nó phải hết lòng mến chủ, cũng như nó phải hết lòng vâng theo lời chủ. Cái bản tính ấy khi nó chỉ muốn làm việc với chủ suốt đời, không muốn có ngày hưu trí, mặc dầu chủ vẫn coi nó là giống vật hèn. Vì vậy nay thấy chị Dậu xích nó, lôi nó, đối với nó có vẻ khác hẳn mọi ngày. Hình như nó cũng không biết rằng chủ nó sắp sửa đổi nó đi đâu, hoặc là đem nó đến chỗ làm tình làm tội gì đó. Khăng khăng ghì lại, nhất định nó không chịu đi. Chị Dậu càng kéo, nó càng tỏ ra thái độ van lơn. Nếu có một nhà động vật tâm lý học đứng cạnh nó lúc ấy, tất nhiên người ta có thể đoán rằng nó đương lạy chủ, xin chủ nó cho nó ở lại thêm một hạn nữa. Vô hiệu, chủ nó cứ dùng cường quyền, điệu nó sành sạch ra đường. Tuy vậy, nó vẫn còn mong chủ thương, cho nên ra khỏi cổng rồi, nó cứ còn lăn, còn giãy, còn ngoe ngoẩy đuôi, còn kêu hừng hực khi nghe thấy mấy con chó con ăng ẳng trên đầu. Mặt trời đã xế, bóng người ngả xuống mặt ruộng dài thườn thượt như bóng cây cao. Châu bò không phải cày chiều, nghễu nghện theo đàn trẻ chăn ra các bờ ruộng gặm cỏ. Với những tiếng thổn thức trong đáy tim và những giọt nước mắt luôn luôn đọng ở gò má, chị Dậu cố sống cố chết nhũng nhãng dắt con và chó lẽo đẽo dưới ánh nắng mùa hè.
con vẫn lướt mướt khóc, chó vẫn ý ẳng kêu, chị vẫn nhất định giả câm giả điếc, mong cho chóng đến nhà cụ Nghị. Chương 12. Nắng quái in ánh nắng vàng trên dãy ngọn tre. Đàn liếu điếu líu tíu kêu trong cảnh khế. Mấy con triền triền díu dít gọi nhau trên tàu cau. Nghị Quế vảnh râu đứng trong sân gạch, ngắm đôi bồ câu gật gù gụ nhau ở giữa chuồng. Nhác thấy mẹ con chị Dậu nhô vào, hắn hỏi một cách thật đổng: làm gì bây giờ mới dắt đến thế? Để cho người ta chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, dính với chung bay lúc nào bực mình lúc ấy, không có đứa nào giữ được đúng hẹn bao giờ. Lễ phép, mẹ con chị Dậu cùng cúi đầu chào. Bẩm cụ, vì nhà con bị trói ở đình, con phải nói mãi, các ông ấy mới cởi ra để ký văn tự. Và lại đường cũng hơi xa, con đi khí chậm, xin cụ tha lỗi cho. Bà ở nhà khách đấy, đem nhau vào mà nói với bà. Rồi hắn gọi chó vào phía trong sân: đứa nào ra coi chó cho chúng nó. Như anh phường trò đón dịp, thằng bếp dạ một tiếng thật dài, rồi nó cầm gậy đuổi chó, đưa mẹ con chị Dậu và con chó cái lên tòa nhà mà chị đã vào lúc nãy. Mụ Nghị phủ đầu bằng giọng gắt gỏng: đã bảo lấy cái gì đậy cho mấy con chó con kẻo nó bị nắng, sao chỉ úp cho nó một cái mẹt danh thế kia. Thèn lẹn, chị Dậu trả lời bằng câu lạy cụ, rồi nhờ thằng bếp buộc cái xích của con chó cái vào cột. Chị thong thả hạ rồ chó con trên đầu xuống thềm. Mụ Nghị liếc nhìn cái tí, the thế, mụ mắng chị Dậu: thế mà cả vợ lẫn chồng cùng dám sưng sưng nói rằng con đã lên bảy. Lên bảy mà bằng cái nhãi thế à? Bà biết ngay mà, cái đời nhà chúng bay còn có câu nào nói thật. Bẩm cụ, chúng con không dám nói dối, thật quả cháu đã lên 7, thằng em nó lên 5, còn con bé nữa lên 2, con được 3 cháu. Nghị Quế ở sân vừa vào, chỉ mặt chị Dậu, hắn tỏ ra người rất oai: im cái mồm, đừng dở con cà con kê ra đây. Mấy cháu mà kệ nhà mày, đẻ lắm bán nhiều chứ làm trò gì, mở cái ổ ra tao xem có mấy con chó con. Mụ Nghị tiếp theo chồng: ấy đấy, ông Tính nó nói thế có nghe được không? Rồi mụ ngoảnh trông chị Dậu: này, liệu hồn, bà thì tống cổ cả đi, không thèm mua bán gì nữa bây giờ. Dễ bà bằng đôi bằng lứa với mày hay sao? Chưa nói mày cãi liền, láo quen. Con bé bằng ngần kia dám xoen xoét bảo nó lên 7, nói cho chó nó nghe à? Cái tí đứng nép vào sau cột, nét mặt thiểu thiểu, như lo mình mới đánh rơi một tuổi lúc nào. Chị Dậu đờ mặt ngồi thừ với những giọt nước mắt đọng ở trong đám lông mi óng ánh. Hai bên thái dương Nghị Quế nổi những sợi gân tím bầm để báo tin một câu giận dữ: nó vẫn không mở mấy con chó con ra, có tiếc đem về mà nuôi. Nước mắt nhỏ xuống gạch thềm đánh thót. Chị Dậu cắm cúi, cởi mấy nút lạt buộc và bỏ cái mẹt ra thềm. Nghị Quế vội vàng ngồi xuống cạnh rổ. Bốn con chó lần lượt bị hắn túm cổ xách lên, xem tai, xem mắt, xem lưỡi, xem chân, xem bụng, xem đuôi, xem ngực. Có con bị hắn tỉ mỉ bới vạch từng cái lông tơ, rồi hắn ngắm nghía đến con chó cái. Một lát sau, vẻ mặt hơi dịu, hắn ngồi vào bắt chân chữ ngũ trong sập, bảo chị Dậu rằng: văn tự đâu, đưa đây tao xem. Chị Dậu gió rái cởi cái văn tự ở đầu giải yếm, khúm núm đặt lên trên sập. Cầm bức văn tự, Nghị Quế chỉ nhìn đi nhìn lại ở chỗ Lý Trưởng đóng triện. Lâu lâu quay ra hắn bảo thằng nhỏ: mày đi lấy bát cơm nguội, lấy nhiều nhiều vào để tao cho đàn chó này ăn thử xem sao. Thằng nhỏ ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà sau một tiếng dạ gọn ghẽ. Mẹ con chị Dậu rò rọ ngồi nép bên cột, người nọ nhìn cái mặt chan hòa nước mắt của người kia. Bốn con chó cái lau nhau đi đến ven thềm, mỗi con chiếm mỗi vú của con chó cái. Nghị Quế vui vẻ bảo vợ: bà thử trông xem có phải không có con nào bị đuôi chấm sống. Tôi cũng đương nhìn, hình như là không cả thì phải. Phần 13. Thằng nhỏ ở nhà ngang lên với giá cơm nguội đầy ủ. Chị Quế bảo mẹ con chị Dậu bắt đàn chó con thả sang đầu thềm bên này. Tất tả
hắn chạy luôn ra, bưng lấy giá cơm xúc cho mỗi con một bát. Chị Dậu nói thật, bốn con chó con đều biết ăn cơm cả rồi, riêng con chó cái hình như vừa mệt vừa lo, chỉ ăn nhỏ nhẹ một vài miếng lại nghỉ. Bằng cái sắc mặt ôn hòa, dễ dãi, Nghị Quế nhìn vào mặt chị Dậu. Con chó cái nhà mày mua ở đâu thế? Bẩm, của mẹ con mua ở Lầu Cai đem về cho con. Ừ, có thế chứ, chắc là giống chó Mông Tự, chứ ở nhà quê làm gì có thứ chó này. Mụ Nghị đon đả kể công, bởi thấy nhiều người mách rằng nhà nó có con chó cái khôn lắm, cho nên sáng ngày tôi mới cố mua cho được, chứ bỗng không ai có động rồ mà rước đàn chó vừa mới mở mắt. Thế còn bốn con chó con thế nào? Nghị Quế lẩm bẩm gật đầu. Đẹp, bốn con, bốn kiểu. Một con Huyền Đề, một con Lốt Hổ, một con Đen Tuyền và một con Tứ Túc Mai Hoa. Con nào cũng cúp tai ngắn mặt, đốm lưỡi, mắt xếch lá đề. Đẹp lắm. Vừa nói, hắn vừa tung tăng đi vào trong sập. Vẫn cái kiểu ngồi bắt chân chữ ngũ, hắn vít lấy cái xe điếu ống, hút một hơi thuốc lào. Rồi hắn rung đùi ra bộ đắc ý. Biết cái gì vất vả cái ấy. Ông Phủ Đặng, ông Nghị Bùi, ông Phán Tiên, ông Cửu Sung trên tỉnh, các ông ấy đều biết. Tôi biết xem chó sạch lắm. Ông nào cũng khẩn khoản nhờ tôi mua hộ. Tôi định khi nào bốn con chó này khá lớn thì cho mỗi người một con. Nhưng lại tiếc con chó Đen Tuyền, muốn để nhà nuôi. Vì giống chó lợi chủ, nuôi nó trong nhà làm ăn thịnh vượng. Mụ Nghị ngắt lời bằng giọng nói nửa thật nửa đùa. Chả có của đâu mà cho. Ai muốn được giống chó tốt phải có tiền để cho tôi, không thì tôi để nuôi ráo. Nhà đã 14 con chó, nuôi làm gì nữa, cơm đâu. Tôi nuôi để nó coi nhà. Nuôi chó còn hơn là nuôi đứa ở. Nhà rộng thênh thang thế này, mười mấy con chó nhiều gì. Rồi mụ cười giòn khanh khách và trò vào mặt chị Dậu. Cơm chó nhà tao cũng tốn bằng mấy cơm người của nhà mày đấy. Chị Dậu dường như tủi thân, cúi xuống gạt thầm nước mắt. Chị không biết nói thế nào. Mấy con chó con thôi không ăn, kéo nhau trở lại chỗ con chó cái, bỏ dở cả mấy đống cơm. Nghị Quế sai thằng nhỏ hót hết vào giá, đưa cho cái tí, ra giọng nhân tử. Ông đại biểu của dân bảo đứa con nít khốn nạn, con bé kia cầm lấy giá cơm ăn đi kẻo phí của trời. Ăn bốc cũng được, không phải đũa bát. Nước mắt chảy ra như mưa. Cái tí ngần ngại nhìn giá cơm nguội, không muốn chìa tay ra đón. Ông đại biểu cho dân hầm hầm nhét mặt. Mày không ăn thừa cơm chó phải không? Bà Nghị nổi cơn tam bành. Mẹ mày dạy mày thế đấy chứ. Còn danh con ở đây với bà, mày cứ giữ cái thói khoảnh đấy thì bà dần từng cái xương. Này, bà bảo cho mà biết, mày ăn cơm chó nhà bà chưa đáng đâu. Con chó nhà bà còn được mấy chục, con người như mày chỉ mua có một đồng thôi, đừng khoảnh với bà. Nghị Quế hạch lạc chị Dậu. Còn mẹ khốn nạn, mày ngồi dương mắt ra đấy không biết bảo con làm sao. Hay mày sợ con phải ăn cơm chó thì mày xấu hổ. Dường như thương mẹ bị của, cái tí vội vàng đón lấy giá cơm. Rụt rè, nó bốc một nắm bỏ vào miệng, uể oải nhai như bò nhai trấu. Mụ Nghị nghiến răng kèn kẹt và chỉ vào mặt con bé. Bà truyền đời báo danh cho mày, từ giờ đến mai ăn hết cái giá cơm đấy rồi mới được ăn cơm khác. Chị Dậu chỉ gục đầu vào cột, nức nở khóc thầm. Nghị Quế quát, thế con mẹ kia có lấy tiền không, hay còn tiếc con tiếc chó? Chị Dậu vội chùi nước mắt đứng dậy. Bẩm cụ. Không để cho chị nói hết, Nghị Quế giục, bà trả tiền cho nó về đi, để nó ngồi mãi ở đây tôi không chịu được. Cái chuông trong hòm leng beng kêu một hồi dài. Mụ Nghị cầm hai chuỗi trinh quăng tọt ra thềm. Đấy, tiền đấy. Chị Dậu lom khom cúi nhặt tiền, toan tính cởi ra đếm lại. Mụ Nghị xa xả, không ai thèm làm thiếu đồng nào, không phải đếm trác gì. Chị Dậu dắt tiền vào lưng, rồi chị sụt sùi bảo với cái tí, thôi con ở đây hầu hạ hai cụ, u về nhé. Cái tí ôm chầm lấy mẹ và khóc như mưa như gió. U đừng về vội, u hãy ngồi đây với con. Nghị Quế đùng đùng đứng dậy, giơ cái bàn tay hộ pháp tát cho con bé một cái đánh búp, và hắn hét lên như ông đại tướng trong rạp tuồng, thằng nhỏ lôi cổ nó xuống nhà bếp kia. Tức thì cái tí liền phải rời mẹ ra,
sành sạch theo tay cậu hầu cận của ông dân biểu xuống thềm. Bộ mặt bổ nhếch bổ nhác ngoảnh lại với cái miệng mếu sạch. Nó nhìn theo mẹ và nói bằng giọng nức nở: "Ngày mai U đem thằng Dần sang đây chơi với con nhé. Con nhớ em lắm." Phần 14. Hai bộ vú xuống sữa mẩy căng, sữa ở trong vú rỉ ra ướt đầm cả một lần yếm, làm cho chị Dậu bồn chồn sốt ruột về con bé ở nhà. Bởi vì theo sự kinh nghiệm của đàn bà con mọn, những lúc xa con tự nhiên sữa chảy như thế ấy là đứa con vắng mẹ đã đói và đương gào khóc đòi bú. Chị không dám nghĩ đến cái tí nữa, sấp ngửa chị cấp cái rổ, cái mẹt và cái mê nón tất tả ra cổng thôn đoài. Mặt trời đã lặn xuống tận mặt đất, đàn quạ khoang dập dìu là xuống cái bãi tha ma, còi lá dừa của lũ mục đồng rối rít thúc trâu về nghỉ. Tới làng Đông Xá trời đã nhá nhem, trong đình vắng tanh vắng ngắt, đàn dưa bắt mối sập xè bay khắp trong đình. Ngọn đèn dầu ta loe trên hương án, cố sức phun những ánh sáng úng vàng, soi cho mấy nén hương đen lù mù cháy ở dưới cửa võng. Cả mấy gian đình chỉ còn sự tối tăm giúp sức cho sự kinh trợn. Người ta đã đem hết tiếng ầm ầm vào nhà lý trưởng từ lâu. Chừng cũng đoán biết như vậy, chị Dậu lùi thủi theo chỗ có tiếng tù và rúc hồi đi vào. Dưới ánh lửa sáng quắc của hai ngọn đèn 2 giây, quang cảnh trong nhà lý trưởng lúc này cũng như quang cảnh ngoài đình lúc nãy. Anh Dậu và bọn trai Đinh Thiếu Sưu đều giơ khỉu tay cho sợi dây thừng buộc vào cột nhà. Đàn ông đàn bà chờ đợi nộp thuế còn lối nhố suốt một bậc cửa. Lính Cơ, Cai Lệ vẫn nằm chầu chánh tổng ở bên kia bàn đèn. Thủ quỹ, thư ký, chánh hội, phó hội và các chức dịch ngổn ngang ngồi ở cạnh những cuốn sổ sách bể bộn. Cái mặt bổ hôi nước mắt vừa ló vào thềm, chị Dậu liền được mấy ông chức dịch nhao nhao thét hỏi: "Đã bán được con chưa? Đem nộp tiền sư mau lên." "Thưa đã." Vừa nói, chị vừa dở chuỗi tiền trinh dắt ở dải lưng và tám hảo con, tiền bán khoai mà chị vẫn khư khư buộc đầu dải yếm. Bớt lại một hào, chị sẽ rón rén đặt 2 đồng 7 lên trước lý trưởng: "Thưa ông, nhà cháu không kịp đổi tiền giấy, xin ông làm ơn nhận cho." Lý trưởng cầm chuỗi tiền trinh đưa cho thủ quỹ đếm lại và bảo chị Dậu: "Mỗi đồng phải các 3 xu, bỏ luôn ra đây, tao nhận cho. Nhưng sao lại có 2 đồng 7? Ngơ ngác, chị Dậu vừa đưa đồng hào để trả tiền các, vừa đáp bằng giọng lớ ngớ: "Thưa ông, cháu tưởng năm nay sư bổ mỗi suất chỉ có bấy nhiêu." "Phải rồi, tiền sư năm nay mỗi suất chỉ có 2 đồng 7, nhưng mà nhà mày nộp 2 suất, nghe không? Một suất của chồng mày, một suất nữa của thằng Hợi." "Thưa ông, chú nó chết từ tháng giêng rồi mà, nhà con vẫn chưa khai tử hay sao?" Lý trưởng phán gắt: "Khai tử rồi cũng phải đóng sư, ai bảo nó không chết từ tháng 10 năm ngoái?" Chị càng ngẩn ngơ, ra bộ không hiểu, như ý ngờ người ta ăn hiếp nhà mình. "Thưa ông, người chết đã gần 5 tháng, sao lại còn phải đóng sưu?" Lý trưởng quát: "Mày đi mà hỏi ông Tây, tao không biết." Thư ký dõng dạc cắt nghĩa: "Chết cũng không trốn được sưu nhà nước, là vì thằng em chồng chị mới chết tháng giêng An Nam, mà sổ thông quy của làng đã làm từ đầu năm Tây, tức là tháng 1 An Nam năm ngoái. Sổ ấy có tên thằng Hợi, lúc ấy nó còn chưa chết. Khi đệ lên tỉnh, tòa sứ cứ theo số đinh trong sổ mà làm bài chỉ đưa sang sở kho bạc. Rồi đến kỳ thuế, sở kho bạc lại cứ theo đúng số thuế ghi trong bài chỉ mà thu. Nó chết tháng giêng, chứ dẫu nó chết tháng chạp cũng vậy. Bài chỉ làm rồi, người ta không có chữa lại bao giờ. Khai tử hay chẳng khai tử, mặc kệ. Bởi thế, bài chỉ làng ta năm nay vẫn không trừ được số sư thằng Hợi nhà chị. Nó chết, vợ con chưa có, ông Lý phải trách cứ lấy vào nhân thân chồng chị, không nộp cho nó, thì ai nộp?" Chị Dậu giờ nói, giờ khóc: "Cháu là đàn bà, biết đâu việc quan như thế. Khốn nạn, chú nó chết đi, nhà cháu thật như mất cánh tay phải. Còn nó, chúng cháu có đâu đến nỗi khổ sở thế này. Bây giờ nó đã chẳng may thiệt phận, đành rằng xuất sư của nó nhà cháu phải đóng. Nhưng cháu xin các ông cho khất đến mai,
Hôm nay cháu hãy đóng trước một suất, các ông tha cho nhà cháu về, kẻo người yếu đau bị trói cả ngày, không khéo chết mất. Lý Trường trừng mắt, chết thì ông chôn. Mày tưởng chồng mày chết mà ông sợ à? Muốn chồng khỏi trói về đem nốt 2 đồng 7 nữa đây. Nếu không thì ông còn trói, ông trói cho đến khi nào đủ sưu thì thôi. Chị Dậu chừng như uất quá, ngồi sụp xuống chỗ cạnh chồng, chị khóc chu chéo. Ôi trời ơi, tôi bán cả con lẫn chó và 2 gánh khoai mới được 2 đồng 7. Tưởng rằng đủ tiền nộp sưu cho chồng thì chồng tôi khỏi bị hành hạ đêm nay. Ai ngờ lại còn xuất sưu của người chết nữa. Khốn nạn thân tôi. Trời ơi, em tôi chết rồi còn phải đóng sưu hả trời? Tôi biết đâm đầu vào đâu cho được 2 đồng 7 bây giờ. Cai Lệ ngồi phắt trở dậy, gân cổ thét ra. Chỗ mày kêu khóc đây à? Còn mẹ kia, muốn sống thì câm cái mồm, không thì ông sẽ cho một trận nữa. Anh Dậu run run khuyên vợ. Thôi, U nó về đi với con, kẻo có đứa ở nhà nó khóc hết hơi. Mặc tôi trông ở đây, bị trói thêm một đêm nữa cũng chẳng chết đâu. Đừng nói nữa, người ta đánh đập khổ thân. Chị Dậu vẫn không dứt được cơn hậm hực. Thủ quỹ vừa đếm xong 2 chuỗi tiền trinh, hắn gọi chị Dậu và bảo: Này chị kia, đừng khóc nữa, vào đây mà xem, mỗi đồng thiếu mất 4 xu đây này. 1 hào của chị đưa trả tiền cát, trừ vào chỗ này hết 8 xu rồi, còn thiếu 4 xu nữa nhé. Chị Dậu lại mếu: Khốn nạn, tôi vẫn cầm chắc còn thừa được 1 hào đem về đong gạo cho con, bây giờ hết cả vẫn chưa đủ. Gớm, cái bà Nghị kia giàu thế mà còn làm điêu. Rồi chị rũ rượi ngồi khóc. Anh Dậu thiết tha dục: Thôi, U nó nghe tôi, có thương tôi thì hãy đi về với con, đừng có ngồi đây mà khóc cho tôi càng thêm não ruột. Các bạn bị trói của anh Dậu ra ý thương hại và hỏi: Con bé lớn chị đã bán rồi, 2 đứa bé con ở nhà với ai? Chị Dậu sụt sịt đáp: Anh em chúng nó ở nhà với nhau, chưa có ai đâu các bác. Những người ấy ra ý áy náy. Khốn nạn, thằng bé lên 5, phải giữ con bé lên 2. Tội nghiệp quá. Cứ như các ông ấy vừa mới nói đó, thì người chết rồi cũng phải đóng sưu. Vậy là nhà chị vẫn thiếu một suất sưu nữa. Nếu không có tiền đem nộp, dẫu chị ở đây đến sáng cũng không thể xin cho anh ấy được khỏi trói đâu. Nói lắm, mỏi miệng, ai thương. Thà chị về với các cháu, cho khỏi khổ thân con trẻ. Phải, bác ấy nói phải đấy, hãy cứ đành lòng để mặc anh ấy ngồi đây. Chị về nhà mà nghỉ với các con, chứ chị ở đây chẳng qua chỉ thêm đau lòng, ích gì. Rồi nhịn chẳng được ngứa mồm, nói một vài câu lại tổ làm cho anh ấy phải đòn. Bấy nhiêu lời diễn thuyết đi chứa chan những giọng tử tế, nhưng không giúp cho chị Dậu một tí gì. Vì ý chị cũng như người ta nói, buồn giàu chị sẽ ghé vào tai chồng: Cái tí để phần thầy em một đĩa khoai đấy, tôi bưng sang đây cho nhé. Anh Dậu lắc đầu: Miệng tôi đắng lắm, không thể ăn gì bây giờ được. U nó cứ về với các con, không phải lo đến sự ăn uống của tôi. Chào chồng bằng 2 hàng nước mắt, chị Dậu lủi thủi trở ra với cái mẹt, cái rổ và cái mê non. Phần thứ 15. Vầng trăng đã vượt khỏi ngọn tre, mặt nước các ao đã lóng lánh như nồi vàng đang chảy. Trong mấy bụi cây rậm rạp, tiếng cuốc kêu khi thưa khi nhặt, khắc khoải hòa với tiếng rền rĩ rên khóc của run rế vườn hoang. Tuy mới chập tối, các nhà đã đóng cửa im ỉm, không đâu còn một chút đèn lửa. Những kẻ cày sâu cuốc bẫm suốt ngày mệt nhọc, khi ấy đều phải trả nợ mắt để nuôi lấy sức làm việc cho ngày mai. Trừ xóm Lý Trưởng, các xóm khác đều im phăng phắc như cánh đồng không. Nếu thỉnh thoảng không có những tiếng chó sủa bọn người đi thúc sưu và tiếng xay lúa giã gạo ở mấy nhà hàng xay hàng sáo. Chị Dậu về đến nhà, đã nghe tiếng khóc khàn khàn của 2 đứa trẻ. Sấp ngửa, chị chạy vào cổng, quẳng cả rổ mẹt mê nón xuống sân, rồi vội vàng chị vào trong nhà. Thằng Dần vẫn ngồi cạnh em, 2 mắt sưng húp, mặt mũi xám mét như đứa vừa bị ngã ao, hãy còn kinh khiếp chưa hoàn hồn. Nó không thể tỏ chút dấu mừng rỡ khi thấy mẹ về, tuy sự ấy là sự đáng mừng rỡ của nó. Trái lại, nó càng ra bộ tủi thân và òa lên khóc, như muốn nhắc cho mẹ biết những nỗi lo sợ từ nãy đến giờ.
nhưng hình như trong lúc mẹ nó đi vắng, nó đã kêu gào nhiều quá, cổ rát, hơi hết, nó chỉ có thể đưa ra những tiếng khô khan như người khóc thầm. Chị Dậu không kịp hỏi đến thằng bé ấy, hốt hoảng chị vớ lấy con bé con. Trời ơi, một sự ghê gớm đến kinh sợ. Đôi mắt nó mọng và đỏ như quả nhót, mồm mép chân tay, lưng, bụng, cổ, tay áo của nó bê bết một lượt cứt với đái, đất, lầm hòa với nhau. Nó khóc, nhưng khóc không ra tiếng, chỉ có cái miệng hông hốc há ra như miệng cá mè. Sẽ sàng, chị Dậu nhắc nó ra cạnh vại nước, tắm rửa qua loa cho sạch dơ bẩn, rồi chị bồng nó lên lòng. Lần này không còn thời gian vắt bỏ sữa chua, chị vội vạch yếm, lôi đầu vú ấn vào miệng nó. Vừa cho con bé nảy bú, chị vừa lật đật trở vào đón thằng bé kia. Thằng bé ấy lệch thạch ra đến giọt thềm, nó vẫn khóc nức nở, thân hình lem luốc như cái tượng đá vừa đào dưới lỗ lên. Dắt nó, một lần nữa chị ra vại nước, một tay bế con bé con, một tay chị vừa dội nước và vừa kỳ cọ cho thằng bé lớn. Rồi hai tay, hai đứa, chị ẵm chúng nó vào trong cái phản cập kênh. Chiếc chiếu ở đây lúc chiều, chị đã đem trải xuống đất để đặt cái tiểu và đã bị nó đái ỉa đầm đìa. Thằng Dần phải đứng xuống phản để chị bồng con em nó vào buồng, cuốn lấy chiếc chiếu trong giường ra và trải ra đó. Từ sáng đến giờ, chị chỉ long đong chạy đi chạy về, chưa được ăn uống miếng gì, chừng cũng như đói và mệt. Uể oải, chị ngả lưng xuống chiếu, hai đứa con gối đầu vào hai cánh tay. Cái tiểu đã hơi tỉnh, vừa bú, nó vừa mân mê nghịch cái bầu vú của mẹ. Lâu lâu nó lại thồn thức vài tiếng. Thằng Dần tan cơn nức nở, lại cứ ra giả kêu đói và kè kè giục mẹ mua gạo nấu cơm. Trong óc chị Dậu vẫn còn đĩa khoai cái tí cất trên bàn thờ. Nhổm dậy, chị định nhấc xuống cho thằng bé này ăn nốt. Nhưng món lương thực ấy đã bị chuột tha gần hết, chỉ còn 3-4 mẩu con. Thằng Dần giơ tay, xua lấy xua đẻ. Con không ăn, đĩa khoai ấy của thầy con đấy. Lúc nãy chị tí đã bảo đứa nào ăn vèn của thầy, chị ấy không chơi với con. Con chả ăn, chị ấy mắng con. Thế là nó lại nhớ đến cái tí. Sửng sốt nó hỏi, bây giờ chị tí đâu rồi? Sao U không đem chị ấy về đây với con? Nước mắt chị Dậu lại theo lời nói ngây ngô của thằng bé ngây thơ ứa ra chứa chan. Đặt mấy củ khoai xuống phản, chị ôm đầu nó vào nách, xoa xoa, suýt suýt, chị ngọt ngào dỗ dành. Chị tí ở nhà cụ Nghị, U đã bán cho cụ Nghị, đem về thế nào được nữa? Thằng Dần chu chéo, con không nào, lúc chiều con đã bảo U lấy được tiền rồi thì đem chị ấy về đây. Sao U lại để chị ấy ngủ ở bên ấy? Nhưng mà cụ ấy không cho nó về, thì U làm thế nào? Thôi, con ăn mấy cái củ khoai này đi cho đỡ đói, rồi nằm ngủ đi, mai kia, rồi U đưa sang chơi. Con không mai kia, nào, nào, U phải đem ngay chị ấy về đây bây giờ để chị ấy ngủ với con. Chị Dậu sụt sùi, sẽ gạt nước mắt. Đêm nay, con ngủ tạm với U, con ngủ với U, chóng, U yêu, nhỉ. Con không ngủ với U nào, con thèm vào chơi với U nữa. U bán chị tí đi rồi, chốc nữa thầy về, con mách thầy cho. Rồi nó gào khóc ầm ĩ, nhất định bắt mẹ phải đem cái tí về ngay. Chị Dậu hết ngọt lại sẵn, hết sẵn lại ngọt, nào dỗ, nào dứ, nào dọa, nào mắng. Giờ đã hết cách, nó vẫn không nín. Chị đành mặc cho nó khóc, rồi chị cũng khóc như nó. Thấy chị khóc, nó càng khóc dữ, lăn đùng ra phản. Nó đập hai chân xuống phản đành đạch và cứ làm nhảm gọi mãi, chị về với em. Chán chê ê ẩm, hình như nó đã mệt lử, tiếng khóc dần dần nhỏ bé. Một lát sau, nó chỉ ùn ỉn không khóc. Một lát nữa thì nó thôi không ùn ỉn nữa. Hai mắt thiêu thiêu nhắm lại, hơi thở đưa ra phì phò. Nó ngủ. Cái tiểu cũng nghỉ mút sữa, bầu vú ở miệng con bé từ từ tuột ra, rồi đôi mắt lờ đờ, con này cũng sắp sửa ngủ. Chị Dậu rón rén ngả lưng xuống chiếu, trực lừa cái tiểu.
Muỗi bay bên tai vò vò và đốt vào chân nhoi nhói. Chị chỉ se sẽ giơ tay phe phẩy không dám cựa mạnh, sợ hai con thức giấc. Cái tiểu ngủ im. Thằng Dần bỗng cười khanh khách và nói léo xéo: "À, chị Tí đã về, chị vào ăn cơm, cơm sới rồi đấy." Rồi nó im, rồi nó thổn thức, rồi nó lại nói: "Bây giờ chị phải ở nhà với em, đừng sang cụ Nghị nữa, em nhớ chị quá." Thình lình, nó ngồi phắt dậy, ngơ ngác nhìn ra ngoài sân và bỡ ngỡ. Nó hỏi chị Dậu: "Chị Tí đâu rồi, chị Tí em đâu rồi hử U?" Chớp mắt một cái, hình như nó chợt nghĩ ra cái gì, ngó vào tận mặt chị Dậu, nó khóc hu hu: "U vẫn chưa đem chị Tí về đây cho con ư? Con bắt đền đấy, con bắt đền U đấy. Sao U lại bán chị ấy của con? U đi dậy đi, đi dậy sang gọi chị Tí về đi. Sao U cứ nằm mãi, con không cho U nằm." Chị Dậu gió ráy nhấc cánh tay ra, đặt đầu cái tiểu xuống phản, ngồi dậy. Chị bế thằng Dần vào lòng. Trong nhà tuy không có đèn, ánh sáng ngoài cửa soi vào đủ sức sáng để chị nhìn thấy bộ mặt dầu dĩ của nó. Nó vẫn khóc, vẫn ủn ỉn bắt mẹ đi gọi cái Tí: "Con, hãy nín đi, cho em nó ngủ, để U ẵm con đi chơi." Nó không nín, lại còn khóc thêm. Xách nó lên vai, chị Dậu vớ lấy mẩu khoai trong đĩa, rồi chị bồng nó ra thềm. Trước thềm, sáng như ban ngày. Phần 16. Vầng trăng thăm thẳm từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, bầu trời trong vắt như một khối thủy tinh. Gió nồm từ các ngọn cây đưa lại hiu hiu. Bóng lá tre in dưới sân rêu luôn luôn lay động như đám bèo nổi trên mặt sóng. Thằng Dần gục vào vai mẹ và khóc ti tỉ, chốc chốc lại thúc giục mẹ đi tìm chị nó. Chừng như thương con đói quá, không thể ngủ được, chị Dậu tỉ mỉ bóc sạch cả mấy mẩu khoai và dỗ nó ăn. Nhưng nó khăng khăng một mực để phần cho thầy. Nó lại thiêu thiêu buồn ngủ. Bồng nó vào trong nhà, chị Dậu xe xe tìm cái quạt nan và xe xe đuổi muỗi cho con bé con. Rồi chị lại ẵm nó đi ra ngoài sân. Đi đi lại lại dưới bóng trăng, chị vừa vỗ về thằng bé, vừa rầu rĩ cất cái giọng thê thảm ru cho nó ngủ. Ánh trăng nhòm vào cặp mắt rưng rưng nước mắt, nhắc nhở cho chị cái đời ngây thơ của chị ngày xưa. Phải, trong hồi chị còn ngây thơ, còn độ lên 6 lên 7, tuy không sung sướng cho lắm, nhưng cũng được cha mẹ nuông chiều. Bây giờ chị chỉ ăn rồi lại chơi, chưa phải ấm em, chưa phải quét nhà đun bếp như cái Tí nhà chị bây giờ. Những đêm trời khô trăng sáng như đêm nay, chị vẫn luôn được nô đùa với trẻ con trong xóm. Chúng nó đã dở ra với chị biết bao nhiêu trò mua vui. Nào nhảy nô, nào hú tim, nào đánh rồng rắn. Những cuộc vui ấy chị còn nhớ rành rành. Qua tuổi trẻ con, đến khi 14-15, chị vẫn được sẵn cơm ăn, sẵn việc làm, chưa hề phải lam lũ. Không biết tội nợ vì đâu mà từ khi lấy chồng đến giờ, tình cảnh nhà chị cứ mỗi ngày một khổ thêm. Hết năm này sang năm khác, vợ chồng đầu tắt mặt tối, không dám chơi không ngày nào. Thế mà vẫn cứ cơm không có ăn, áo không có mặc, bao nhiêu công trình khó nhọc, bao nhiêu thuốc cam thuốc xài, nuôi từ hòn máu nuôi đi mới được đứa con 7 tuổi. Bây giờ chỉ vì một suất siêu mà phải dứt ruột đem nó đi bán, lại đèo thêm 2 gánh khoai và 5 con chó cũng vẫn chưa đủ. Chồng chị vẫn bị đánh chói suốt ngày suốt đêm. Không biết trong lúc đau ốm lại bị hành hạ như thế, anh ấy có thể sống được đến mai không? Và ngày mai chạy đâu cho ra 2 đồng 7 bạc để chuộc chồng về? Nếu không có đủ được số tiền ấy, số phận anh ấy sẽ ra sao? Và lo được đủ tiền chuộc chồng về đi nữa, cũng đã thiệt mất một đứa con rồi. Sau này còn có ngày nào đem được nó về nhà nữa không? Từ chiều đến giờ, nó ăn với ai? Nó ngủ với ai? Thế rồi chị trở vào thềm, rũ rượi, ngồi tựa cột hiên, nước mắt rớt xuống lã chã. Bóng trăng chênh chách nhòm vào trong thềm, bụi tre trước nhà, con cú sắp đi kiếm mồi, báo hiệu bằng những tiếng kêu ghê rợ buồn rầu, có thể tưởng như ma quỷ yêu quái. Mấy con cò ngủ giật mình thức giấc, phành phạch vỗ cánh, tự cho bóng tối bay ra. Các nhà láng giềng gà gáy te te, trống canh ngoài đình gất gỏng điểm nhịp 3 tiếng.
cái tiểu cựa dậy khóc lu loa. Chị Dậu xe xe đứng lên toan vào du con bé ấy. Thằng Dần ở trên vai chị lại cũng thức nốt. Nó mở choàng mắt và nó nói luôn cái câu vẫn nói trong mọi đêm: "Chị Tí, đem em đi đái." Chị Dậu vội bế nó đến cổng. Tức thì nó đang nghĩ ra và nói luôn câu khác: "Con không khiến U, chị Tí kia, con không khiến U, U mang con đi đái làm gì, nào." Rồi nó kêu gào bỏng giọng và nó giãy giụa ở trên sườn mẹ nó. Cái tiểu ở trong nhà vẫn khóc như beo như ngắt. Luống cuống, chị phải đặt vội đặt vàng thằng này xuống đất để vào đón con bé kia. Quả nhiên, nó đã chờ choạng lăn ra dề phản, chút nữa thì ngã. Sấp ngửa nhắc con bé ấy, chị lại tất tả ra sân để ẵm thằng bé kia. Lại hai nách hai con, chị bế chúng nó vào ngồi trong chõng. Cái tiểu đã phải im khóc vì một bầu vú của mẹ lấp kín mồm miệng. Thằng Dần thì cứ ra giả: "U đưa con đi tìm chị Tí mau lên." Chị Dậu giờ khóc giờ mếu: "Đêm khuya rồi, gà gáy nửa đêm rồi, ra đường ngáo nó bắt cho con ạ." "Ngáo cắn chết thì thôi, con không cần, con cứ đi tìm chị Tí để chị ấy về ngủ với con. U phải đưa con đi ngay bây giờ." Chị Dậu ngồi ì không biết nói sao. Nó thục tay vào trong yếm mẹ, lôi tuột đầu vú ở trong miệng cái tiểu ra. Và nó vừa khóc vừa mắng con bé: "Ông không cho mày bú nữa, nhả ra, nhả ra, để U đưa ông đi tìm chị Tí." Cái tiểu lại khóc ngằn ngặt. Thằng bé lớn vẫn cứ núc nà thúc thả. Nó kéo tóc, nó kéo tai, nó lôi cổ áo của mẹ, bắt mẹ phải đứng dậy đi ngay. Thì mẹ nó vẫn phải chiều nó, bởi vì nó yêu chị nó, nó thương chị nó nhớ chị nó. Mọi đêm hai chị em nó vẫn nằm với nhau và chị nó vẫn nghêu ngao hát cho nó nghe. Bây giờ tự nhiên mất chị, nó phải bồn chồn nóng nảy muốn được thấy chị ngay lúc bấy giờ, cho nên nó phải làm tình làm tội cái người đã đem chị nó đi bán. Sự quấy nhiễu của nó là vô tội. Đối với mẹ nó vẫn có lý và vẫn đáng thương. Vầng trăng lui xuống phía sau lũy tre, mặt đường khuất dưới bóng lá khoang khoách, chỗ vàng, chỗ đen, giống như bức tranh thủy mặc. Những nhà cạnh đường hay còn ngủ im thin thít. Chị Dậu với cái tiểu ở sườn này, thằng Dần ở sườn kia lẽo đẽo đi hết ngõ này sang ngõ khác. Hai đứa nín im, cái tiểu còn bận nhai nhai đầu vú chảy nhão. Thằng Dần thì hy vọng sẽ được tìm thấy chị. Trời khuya, canh vắng, ba mẹ con thơ thẩn ôm nhau trên đường. Chị Dậu thấy mình là người điên rồ. Mấy lần chị toan quay về ngõ nhà, thằng Dần nhất định không nghe, nó bắt chị cứ phải điên rồ như thế. Bờ rào sột soạt, đàn chó của nhà bên đường sủa vang, mấy con chó khác của các nhà khác lần lượt sủa theo. Những người gần đấy chợt tan giấc, choàng dậy, kêu trộm ầm ĩ. Ngoài đình và ở các điếm, hiệu sừng hiệu ốc nhất tề thổi lên tu tu. Tiếng chó sủa, tiếng người hét, tiếng hiệu rúc hồi náo động suốt cả mấy xóm. Phần 17. Những tiếng thét đâm, thét đánh đã yên. Người ta không nỡ bắt trói chị Dậu, tuy gặp chị lò mò trong bóng tối và biết chị đích là thủ phạm gây ra vụ chó sủa. Người la, tù và rúc khắp làng. Là vì xưa nay chị vẫn ngay thẳng thật thà, không hề tắt mắt của ai vật gì đáng bằng cái tơ cái tóc. Hơn nữa lúc ấy chị lại hai tay hai con, một đứa đương khóc, một đứa đương bú. Dù kẻ ghét chị đi chăng nữa cũng không thể buộc chị là người định đi ăn trộm. Mây vẩn, sao thưa dần, sương mù bắt đầu pha đục bầu trời, mặt trăng tà tà đến gần mặt lũy. Tiếng gà te te lần lượt từ nhà nọ truyền đến nhà kia. Dưới lớp mái lụp xụp của túp lều tranh, chị Dậu và vầng trăng tàn thơ thẩn nhìn nhau, dường như đôi bên đều có riêng một chiều tâm sự. Cái tiểu no bụng, tỉnh ngủ, hớn hở nằm trong lòng mẹ, đùa với cái bóng của thằng Dần. Thằng Dần chết khiếp vì trận quát tháo vừa rồi, nó chỉ thổn thức không dám khóc, cũng không dám giục mẹ đi tìm cái Tí. Đến lượt cái Tí làm tội mẹ nó. Mọi đêm cứ đến gà gáy một tiếng, chị Dậu trở dậy sắp sửa nấu cơm, con bé ấy đã đon đả đón lấy cái tiểu. Nó ru, nó hát, nó nói thỏ thẻ với em những câu ngây thơ. Bây giờ vắng nó, trong nhà tẻ ngắt như có tang. Nào
nó có tội tình gì, chẳng qua vì một xuất sư của bố khiến nó phải lìa bố lìa mẹ, lìa các em, đem thân đánh đổi lấy một đồng bạc. Tội nghiệp cái thân con trẻ nhà nghèo, làm tôi một nhà giàu có, hách dịch như nhà nghị quế. Còn khi nào được một câu ỏ ê của chủ nhà? Khốn nạn thân nó, đêm nay nó ở bên ấy, ngoài một con chó cái và bốn con chó con, không còn ai là bạn quen. Nước mắt theo sự nghĩ ngợi chảy ra như mưa, chị Dậu tự thấy trong ngực nóng như lửa đốt. Vang vẳng nẻo xa có tiếng chó sủa, rồi như theo một vệt đường, những giọng ăng ẳng kế tiếp nhau, ganh thi nhau, dần dần gần lại, dần dần lớn lên. Nó xô xát dữ dội ở mấy nhà giữa xóm, và nó kéo dài vào ngõ láng giềng nhà chị Dậu. Ngoài cổng có tiếng giật giọng. Chị Dậu còn thức hay ngủ? Giật mình, chị vội quay nhìn ra cổng, và chị run sợ, kinh khiếp khi thấy mấy người lố nhố dưới bóng tối của rặng tre. Không, không phải họ đến bắt chị về chuyện náo động lúc nãy. Người ta đem lại cho chị một cái xác người. Cái xác người ấy rũ rượi gục ở sau lưng một người nhà lý trưởng, hai tay thõng ra đằng trước lùng lẳng như hai quả bầu dài. Hai bên có hai anh nữa, cũng người nhà lý trưởng, đỡ ở hai vai, giữ cho nó khỏi bị lả ra bên cạnh. Hoảng hốt, chị Dậu bồng cả hai con đứng dậy và hỏi một cách thất kinh. Ai làm sao thế hử các ông? Hình như mấy người ấy khi ở giữa đường đã nhiều lần phải thay đổi nhau, đài tải một vật nặng nề. Ai nấy thở hồng hộc như bò cầy nắng. Họ không kịp trả lời chị Dậu, bẹo dẹo họ vực cái xác người ấy sầm sập tiến vào trong nhà và đặt súng phản. Một người cố nói mấy câu như kẻ đứt hơi. Anh ấy phải cảm đấy, chị xem nhà ai có giàu bạc hà, xin một tí mà bôi cho, may ra hắn tỉnh được chăng. Và họ rảo cẳng bước ra, không ai dám quay cổ lại. Hết cả hồn vía, chị Dậu đặt luôn hai đứa con nhỏ xuống đất, tất tả chạy đến cạnh chồng. Anh Dậu nằm còng queo trên phản, chân tay không hề động cửa. Trước ánh sáng bẽ bàng của vầng trăng tàn úa, hai mắt đều nhắm lim dim. Sờ khắp trán, mặt, tay, chân của chồng, chị Dậu chỉ thấy chỗ nào cũng giá ngăn ngắt. Nhưng ở tinh mũi và cuối cằm hãy còn ôn hòa, hai lỗ mũi hãy còn thở man mát. Kề miệng vào tai chồng chị gọi: Thầy em, tỉnh dậy, thầy em, tỉnh dậy. Chỉ có hai đứa bé con ỉ eo khóc ở dưới đất, anh Dậu vẫn nằm ngay như khúc gỗ. Sấp ngửa, chị chạy ra cổng và réo thật to: Ba hồn bảy vía, anh Dậu ở đâu thì về với vợ với con. Lòng từ ngõ trong ra ngõ ngoài, lại tế từ ngõ ngoài vào ngõ trong, chị hú hồn chồng mới được 6 lượt thì lưỡi líu lại, không nói được nữa. Chân nọ đá chân kia, chị lại trở về ngồi ở đầu phản. Cuống quýt không biết chạy chữa bằng cách nào, chị để tay vào trán chồng, vừa lay vừa gọi: Thầy em, tỉnh dậy. Anh Dậu vẫn không tỉnh. Hai đứa bé con dưới đất vẫn khóc chu chéo. Phần 18. Trống tan canh, gà im gáy, trời tang tảng rạng đông. Chị Dậu tuyệt vọng khi ngó mặt chồng thấy sắc mặt xám nhợt như người chết trôi, tưởng chừng anh ta không thể sống lại. Chị đập tay xuống phản, kêu trời kêu đất, kêu cha kêu mẹ. Rồi chị đứng dậy đi ra vại nước, lấy cái chậu sành múc đầy chậu nước đem vào. Lật khăn vuông ở trên đầu xuống, chị nhúng vào nước, lau trán, lau mặt, lau qua chân tay cho chồng, để chồng được sạch sẽ trước khi hết cơm gạo về với tiên tổ. Hàng xóm láng giềng tấp nập đổ đến, kẻ đón cái tiểu, người ẵm thẳng dần, kẻ vào sờ xà anh Dậu, người ghé tận tai anh mà gọi. Có kẻ nhút nhát chàng vàng đứng tít ngoài thềm ghé vào, có kẻ sốt sắng chạy tốc ra ngã ba hú hồn anh Dậu thêm một hồi nữa. Trong nhà chật ních, người đứng vòng trong vòng ngoài, họ hỏi thăm bệnh tình, họ thương hại anh Dậu, họ khuyên can chị Dậu đừng khóc, họ cả quyết anh Dậu không việc gì. Rồi họ rối rít mỗi người chạy đi làm giúp một việc. Bà này bắt thằng Dần cố sức dặn đái, đái vào cái chậu sành. Ông kia lấy chiếc lược thưa ghè hai hàm răng anh Dậu. Bác nọ múc ít nước đái đổ vào trong miệng. Bà kia bưng chậu nước đái xoa mãi vào mặt, vào mũi, vào cổ, vào gáy, vào hai thái dương anh ta. Cô nọ chạy về nhà mình lấy ít bồ kết đốt than để vào cửa mũi người ốm.
chị kia sang nhà bên cạnh xin cái chổi xẻ châm lửa cho cháy đùng đùng ở giữa nhà. Ồn ào một hồi lâu, anh Dậu dần dần thở mạnh rồi lờ đờ sẽ mở hai mắt. Mọi người hớn hở mừng reo, tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi đấy. Thì ra không phải anh ta phải gió, chỉ vì bị trói chặt quá, mạch máu nghẽn lại, máu sông lên óc khiến cho anh ta ngất đi. Nhờ có chậu nước lạnh của chị Dậu rửa mặt cho chồng và chậu nước đái của bà con làng xóm đổ vào miệng, xoa đầu mặt anh ta, máu lại xuôi xuống dần dần, cho nên anh ấy lại tỉnh. Câu chuyện bắt đầu vui vẻ. Người ta hỏi đến cái tí vì từ nãy đến giờ không thấy nó đâu. Sau khi nghe chị Dậu vừa mếu vừa thuật lại đầu đuôi việc chị Thiếu Sưu phải bán nó và 5 con chó cho ông Nghị Quế thôn Đoài lấy 2 đồng bạc, thì ai nấy đều có vẻ ái ngại, và ai nấy đều khuyên bảo chị Dậu phải yên lòng mà thuốc men cơm cháo cho chồng, không nên lo phiền về cái tí nữa. Người ta bảo nó lớn thì nó lại về, chẳng có khi nào mất con. Anh Dậu vẫn ly bì mệt nhọc, thằng Dần mếu máo kêu đói. Thầy nói từ sáng hôm qua đến giờ thằng bé mới ăn có vài mẩu khoai, vợ chồng chị Dậu đều phải nhịn xuông. Một bà hàng xóm có lòng sỏi lời liền chạy về nhà lấy sang cho vay độ hơn đấu gạo, rồi bảo chị Dậu hãy đi nấu cháo để cả nhà ăn tạm. Cảm động, chị Dậu cảm ơn bà ấy bằng những giọt nước mắt chứa chan, rồi chị đón lấy cái tiểu vừa cho nó bú vừa bắc nồi nấu cháo. Mặt trời lên cao, ánh nắng lọt lỗ nẻ bức cửa chiếu vào lòng nhà. Anh Dậu dần dần tỉnh thêm, có thể tiếp chuyện bà con bằng giọng rền rĩ rề rà. Các cô con gái lẻ tẻ về trước, các ông đàn ông và mấy bà đàn bà lục tục về sau. Trong nhà lại thấy cảnh buồn tẻ của sự thiếu vắng. Chị Dậu bế cái tiểu ngồi cạnh anh Dậu, vừa bóp nắn chân tay cho chồng, vừa dỗ dành thằng Dần, chốc chốc lại phải đứng ra thổi lửa gióm bếp. Ngoài đỉnh trống lặng thúc, mõ lại khua, tù và giúp liên thanh bất chỉ. Sau nhà có tiếng gọi người léo xéo. Thằng mới vào dục bác đàn em Tuần ở nhà bên ấy, gia đình sắp sửa cờ trống đi đón quan. Anh Dậu vật vã thở dài. Trời ơi, từ giờ đến lúc quan về, chạy đâu cho được 2 đồng 7 nữa đây. Nếu không có, chúng nó làm tình làm tội, không khéo thì mình chết. Nước mắt ứa ra, anh Dậu quay mặt vào bức phên nứa sụt sùi nức nở. Anh khóc thằng Hợi, anh khóc cái tí, rồi anh khóc cho số phận của anh. Chị Dậu đương ở trong bếp, vội vàng chạy lại, ngồi kề sau chồng nỉ non khuyên giải. Thôi, tôi xin thầy em, đừng kêu khóc nữa, khổ tôi lắm. Chú Hợi nó chết rồi, dù có thương xót nó cũng không thể sống lại. Cái tí tuy bị đem bán, nhưng nó sang ở bên ấy chắc cũng được cơm no áo lành. Sau này trời cho, làm ăn khá giả, thì lại sang chuộc nó về có sao đâu. Còn như mấy đồng tiền siêu, tuy có nóng thật, nhưng lo chưa kịp thì khất. Thịt người tanh, chẳng ai ăn được. Thầy em cứ yên tâm nằm nghỉ, không phải lo lắng chi. Nếu thầy em cứ kêu khóc mãi, lỡ ra cơn bệnh vật lên, lại là người đi thì tôi biết làm thế nào. Anh Dậu chừng cũng thương vợ, liền giơ 2 bàn tay ra, run rẩy lau khô nước mắt và ngoảnh mặt trở ra. Anh cố làm bộ tươi tỉnh để tỉ tê hỏi chuyện cái tiểu. Nồi cháo đã sủi bọt trắng trào ra cổ, chảy xuống lòng bếp xèo xèo làm tắt hết lửa trong bếp. Chị Dậu vội đặt cái tiểu nằm ở cạnh chồng, rồi chị đến bếp hì hục thổi mấy cục than sắp tàn. Thằng Dần lệch thạch chạy theo sau mẹ, nó nhất định bảo cháo chín rồi và nằng nặc giục mẹ bắc ra. Ngoài cổng, lạch cạch tiếng gậy đập cột vách, người nhà Lý Trường hách dịch, hỏi từ đầu ngõ hỏi vào. Thế nào, anh Dậu còn sống hay chết rồi? Im lặng thế này, hẳn là chửa chết. Tiền siêu đâu, đem nộp nốt đi. Quan sắp về kia. Chị Dậu ngồi xuống bếp, ngọt ngào nói ra. Bác tính từ lúc gà gáy đến giờ, tôi những dối về chạy chữa cho thầy cháu nào đã lo kịp. Nhờ bác nói với ông Lý hãy cho nhà tôi khất đến chiều mai. Anh kia mát mẻ. Đến chiều mai, chị nói dễ nghe nhỉ. Thiếu của nhà nước, chị tưởng chuyện chơi đấy sao? Chị Dậu nằn nỉ. Tôi cũng biết thuế của nhà nước không phải chuyện chơi, nhưng bây giờ chưa có, nên tôi phải khất. Bạn nghèo với nhau, bác nói khéo với ông Lý giúp tôi.
Tôi không dám bạn với nhà chị. Tôi không biết nói khéo. Tôi không có quyền được nhận lời khất của chị. Lát nữa để chị khất với ông cai lệ. Rồi hắn hầm hầm vác gậy đi ra. Lửa lại đỏ. Chị Dậu ngồi luôn cạnh bếp, cầm chiếc đũa cà khuấy cho nồi cháo khỏi chảo. Ánh nắng gắt gao xuyên lỗ thủng mái bếp, soi vào những giọt mồ hôi lóng lánh trên gò má đỏ bừng. Trời đã thừng buổi. Thằng Dần lại sục sạo kêu đói. Nó vẫn kè nhè ngồi ở cạnh mẹ, hau háu nhìn vào nồi cháo. Phần 19. Về phía đầu làng, nghe có tiếng còi ô tô toe toe, rồi tiếng tù và tu tu đổ hồi, rồi đến tiếng trống cái thong thả điểm từng tiếng. Bà lão láng giềng lật đật chạy sang, hớt hơ hớt hải nói với chị Dậu: "Nhà bác chạy đủ siêu chưa?" Chị Dậu vậm vội: "Thưa cụ, nhà cháu mới nộp một suất, còn một suất nữa ạ." "Sao lại đóng hai suất?" "Thưa cụ, một suất thầy con cháu và một suất của chú Hợi." "Anh Hợi chết rồi, còn phải đóng siêu nữa à?" "Vâng, cháu thấy ông ấy bảo chú nó chết dở năm Tây nên còn phải đóng suất siêu năm nay. Nếu nó chết chẵn năm Tây thì mới được trừ." "Khốn nạn, người ta chết đã sắp dỗ đầu, anh em còn phải đóng đậy tiền siêu, sao có lệ như thế?" "Bây giờ nhà bác chưa có thì làm sao? Nghe như quan đã về đấy." "Phải, cháu cũng đoán chừng là quan phủ đã về, nhưng không có tiền thì phải khất. Cụ bảo làm thế nào?" Bà lão ái ngại trở ra. Cháo chín, chị Dậu bắc mang ra giữa nhà, ngả mâm bát múc ra la liệt, rồi chị lấy quạt quạt cho chóng nguội. Tiếng trống và tiếng tù và đã thủng thẳng đua nhau từ phía đầu làng đến đỉnh. Tiếng chó sủa vang các xóm. Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang: "Bác trai đã khá rồi chứ?" "Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường, nhưng xem ý hãy còn lè bè lệt bệt, chừng như vẫn còn mỏi mệt lắm." "Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn, chứ cứ nằm đấy, chốc nữa họ vào thúc siêu không có, họ lại đánh chói thì khổ. Người ốm rề rề như thế, nếu lại phải một trận đòn, nuôi mấy tháng cho hoàn hồn." "Vâng, cháu cũng đã nghĩ như cụ, nhưng để cháu nguội, cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã. Nhịn xuông từ sáng hôm qua đến giờ còn gì." "Thế thì phải giục anh ấy ăn mau đi, kẻo nữa người ta sắp sửa kéo vào rồi đấy." Rồi bà lão lại lật đật trở về với vẻ mặt băn khoăn. Cháo đã hơi nguội, thằng Dần vục đầu vừa thổi vừa húp xoàn xoạt. Chị Dậu rón rén bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm: "Thầy em, hãy cố ngồi dậy húp ít cháo cho đỡ xót ruột." Rồi chị đón lấy cái tiểu và ngồi xuống đó, cứ như có ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng hay không. Anh Dậu uốn vai, ngáp dài một tiếng, uể oải chống tay xuống phản. Anh vừa rên vừa ngỏng đầu lên, run rẩy cất bát cháo. Anh mới kề vào đến miệng. Cai lệ và người nhà lý trưởng đã sầm sập tiến vào với những roi xăm, tay thước và dây thừng. Gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều sái cũ: "Thằng kia, ông tưởng mày chết đêm qua, còn sống đây à? Nộp tiền siêu mau, mau!" Hoảng quá, anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó, không nói được câu gì. Người nhà lý trưởng cười một cách mỉa mai: "Anh ta lại sắp phải gió như đêm qua đấy." Rồi hắn chỉ luôn vào mặt chị Dậu: "Chị khất tiền siêu đến chiều mai phải không? Đấy, chị nói với ông cai, để ông ấy gia đình kêu với quan cho, chứ ông Lý thì tôi không có quyền dám cho chị khất một giờ nào nữa." Chị Dậu run run: "Nhà cháu đã túng, lại phải đóng cả suất siêu của chú nó nên mới lôi thôi, chứ cháu có dám bỏ bể tiền siêu nhà nước đâu. Hai ông làm phúc nói với ông Lý cho cháu khất." Cai lệ không để cho chị được nói hết câu, trợn ngược hai mắt, hắn quát: "Mày định nói cho cha mày nghe đấy à? Siêu của nhà nước mà dám mở mồm xin khất." Chị Dậu vẫn cố thiết tha: "Khốn nạn, nhà cháu đã không có, dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi, xin ông trông lại." Cai lệ vẫn giọng hầm hè: "Nếu không có tiền nộp siêu cho ông bây giờ thì ông sẽ dỡ cả nhà mày, chửi mắng mà thôi à?" Rồi hắn ta quay ra bảo với người nhà lý trưởng: "Không hơi đâu mà nói với nó, trói cổ thằng chồng nó lại, điệu gia đình kia." Người nhà lý trưởng hình như không dám hành hạ một người ốm nặng, sợ hoặc xảy ra sự gì, hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác, muốn nói
mà không dám nói. Đùng đùng, Ca Lệ giật phát cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu. Chị Dậu xám mặt, vội vàng đặt con bé xuống đất, chạy đến đỡ tay hắn. Cháu van ông, nhà cháu vừa mới tỉnh được một lúc, ông tha cho. Tha này, tha này. Vừa nói, hắn vừa bịch luôn vào ngực chị Dậu mấy bịch, rồi sấn đến trói anh Dậu. Hình như tức quá, không thể chịu được, chị Dậu liều mạng, cự lại. Chồng tôi đau ốm, ông không được phép hành hạ. Cai Lệ tát vào mặt chị một cái đánh bốp, rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu. Chị Dậu nghiến hai hàm răng, mày trói ngay chồng bà đi và cho mày xem. Rồi chị túm lấy cổ hắn, ấn dúi ra cửa. Sức lèo khèo của anh chàng nghiện chạy không kịp với sức xô đẩy của người đàn bà lực điền. Hắn ngã chồng quèo trên mặt đất, miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu. Người nhà Lý Trưởng sấn sổ bước đến, giơ gậy trực đánh chị Dậu. Nhanh như cắt, chị Dậu nắm ngay được cái gậy của hắn. Hai người giằng co nhau, đu đẩy nhau, rồi ai nấy đều buông gậy ra, áp vào vật nhau. Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm. Kết cục, anh chàng hầu cận ông Lý yếu hơn chị chàng con mọn. Hắn bị chị này túm tóc, lẳng cho một cái, ngã nhào ra thềm. Anh Dậu sợ quá, muốn dậy can vợ, nhưng mệt lắm. Ngồi lên, lại nằm xuống, vừa run, vừa kêu. U nó, không được thế, người ta đánh mình thì không sao, mình đánh người ta thì mình phải tù, phải tội. Chị Dậu vẫn chưa nguôi cơn giận, thà ngồi tù để cho chúng nó làm tình làm tội, mãi thế tôi không chịu được. Người nhà Lý Trưởng hết cơn lạng cá, lóp ngóp bò dậy, hắn chỉ vừa thở, vừa chửi chị Dậu, không dám động đến thân thể chị nữa. Chị Dậu lại đón lấy cái tiểu vào lòng và cũng xa xả chửi giả. Anh Dậu không biết làm thế nào mà can đôi bên, chỉ nằm mắng vợ và xin lỗi ông người nhà Lý Trưởng. Một hồi hiệu ốc rúc từ ngoài đình rúc vào, mấy bác tuần phu gậy tẩy mã thò theo chân Lý Trưởng. Cai Lệ kéo đến, thì ra trong lúc chị Dậu và anh người nhà Lý Trưởng vật nhau, Cai Lệ đã chạy thoát ra đình, báo với Lý Trưởng, liền đem tuần phu vào bắt vợ chồng chị Dậu. Họ đã giang giải gia đình hầu quan tất cả tiếng rên của người ốm, tiếng khóc của hai đứa trẻ con và tội án của người đàn bà táo bạo. Phần 20. Đôi lọng xanh nằm cháo đầu đuôi trước cửa đại đạo. Cái trống cái và cái đòn tre trơ trọng lăn bên tường bao lan. 9-10 lá cờ rũ rượi rủ dưới giọt đình, một đoàn giáo mác loi nhoi chĩa mũi nhọn trên mái giải phủ. Quang cảnh ngoài đình hôm nay khác hẳn hôm qua. Phó Lý Trương Tuần cũng như tộc biểu tuần phu không phải làm việc gì, ai nấy vẫn sơ tóc gáy, chạy xuôi chạy ngược. Phó hội, thủ quỹ đối nhau với thư ký trưởng bạn, mỗi người khoanh tay đứng dựa mỗi cột, dáng điệu len lén như rắn mồng năm. Chánh tổng ngồi ngáp vặt cách bức câu lơn, con ruồi đậu mép không muốn đuổi. Chánh hội luôn tay dở cuốn sổ thuế, hai mắt vẫn lấm lét trông đi đằng nào. Vợ chồng chị Dậu không can đảm hơn thằng Dần, vừa ló mặt lên thềm đình đã mất vía về bộ râu của quan phụ mẫu. Cái râu mới lạ làm sao, nó đen như vệt hắc ín và cong như cái lưỡi liềm, nó nhọn như mũi dùi nung và bầu như đầu dao trổ. Nó khum khum quắp lên hai mép giống như hai cái cánh rơi, nó vất vẻo vảnh ra hai mang tai gần như hai cái sừng cụp ống. Nó trầu đầu dưới ống mũi như sắp chui vào trong cái mũi dọc sửa, nó lại giúp cho cái mồm lèm bèm thêm sự dữ dội. Nếu không biết quan phủ xuất thân từ chức thông phán, người ta sẽ tưởng ngài được làm quan chỉ vì bộ râu. Và nếu không rõ là ông quan, người ta lại có thể lầm ngài với ông cai xe hay ông cai thẩu khoán. Dựa tay vào cái mặt bàn phủ tấm phản đỏ của tế chủ vẫn thường đứng lễ, quan phủ ngất ngường ngồi vào chiếc chiếu cạp đỏ trải trên chiếc ghế nhựa quang rộng. Dưới vành khăn xếp nhiễu tây, cái mặt phèn phẹt luôn luôn hầm hầm như sắp rơi xuống sàn đỉnh đánh huỵch. Cạnh ngài là một tên tuần đinh lực lưỡng và cái quạt lông đứng đằng xa xa phẩy vào. Trước ngài, thầy thừa và anh nho đều mướt mồ hôi với mấy cuốn biên lai thu thuế của Lý Trưởng.
Bẩm ông lớn, thưa lệnh ông lớn, chúng con và tên người nhà Lý Trường và nhà tên Nguyễn Văn Dậu bắt nó đem tiền nộp sưu. Vợ tên ấy muốn tháo cho chồng, nó đánh con, đánh cả tên người nhà Lý Trường. Hiện có Lý Trường cùng bọn tuần phu đều biết, lạy ông lớn, xin ông lớn. Cai Lệ nói chưa hết câu, Lý Trường đứng đằng sau vội vàng cướp lời. Bẩm ông lớn, con mẹ ấy tên là Thị Đảo, nó bướng bỉnh thứ nhất là con. Năm sáu hôm nay, hôm nào chúng con cũng sai người nhà đến dục tên Nguyễn Văn Dậu đóng sưu. Nó xui chồng nó nhất định không đóng. Chúng con bảo nó thuế sắp đăng trường, nếu không đóng sẽ phải trình quan phụ mẫu. Nó nói quan phụ mẫu nó cũng không cần. Hôm nay thừa bóng ông lớn về đây, canh Cai Lệ và người nhà con vào đốc, nó lại đánh tất cả. Hiện mắt chúng con và nhiều người nữa trông thấy. Ông lớn là đèn trời, xin ông lớn xét tình chúng con, bắt nó bỏ tù. Chúng con và anh Cai Lệ được đội ơn ông lớn. Quan phủ vênh cái mặt nặng trịch và đập tay xuống mặt bàn. Không đóng sưu, đánh cả lính, nó định làm giặc à? Bắt cổ nó ra đây. Một tiếng dạ vang năm gian đình. Vợ chồng chị Dậu và hai đứa con bé sành sạch đi lên đình theo đầu thừng trong tay Lý Trưởng. Bẩm ông lớn, chúng con đã giải tên Dậu và Thị Đào ra hầu ông lớn. Dứt lời Lý Trưởng, quan phủ dương đôi mắt trắng giá nhìn vào mặt anh Dậu. Mày định trốn xưa của nhà nước tháng kia? Anh Dậu run như cầy sấy. Bẩm lạy quan lớn, tiền sưu con đã nộp rồi. Quan phủ quát hỏi Lý Trưởng, nó nộp rồi, sao mày bảo nó chưa nộp? Lý Trưởng vội kêu, bẩm quan lớn, tên ấy man cửa ông lớn, thực quả tên ấy chưa nộp. Quan phủ không để cho Lý Trưởng hết lời, ngài vặn anh Dậu. Mày nộp rồi thì biên lai đâu? Bẩm lạy quan lớn, con không lấy giấy biên lai, nhưng khi nộp có cụ chánh tập, ông thủ quỹ và các ông chức dịch cùng biết. Quan phủ nhìn mặt thủ quỹ và chánh tập. Các thầy có trông thấy nó nộp sưu cho Lý Trưởng không? Thủ quỹ ngó trộm Lý Trưởng rồi thưa, bẩm ông lớn, đêm qua Thị Đào có nộp anh Lý chúng con 2 đồng 7 hào tiền trinh. Anh Lý chúng con giao chúng con đếm lại. Xen vào câu nói của thủ quỹ, thằng dần kéo vạt áo mẹ và giục, u đem con về mau lên, con chả ở đây nữa nào. Quan phủ trừng mắt và quát Lý Trưởng, sao lại cho nó dắt cả con nít lên đây? Ông thì đập vào mặt mày bây giờ. Sắc mặt xám như gà cắt tiết, Lý Trưởng vội vàng một tay giằng sấp cái tiểu trên tay chị Dậu, một tay túm đầu thằng dần đưa xuống thềm đình, rồi đem tít ra ngoài cổng đình, giao cho đứa lớn ngồi giữ đứa bé. Hai đứa cùng khóc ngặt nghẽo. Thằng dần nheo nhéo gọi u. Mặc kệ chúng nó ở đấy, Lý Trưởng lại quay lên đình. Quan phủ đương hỏi thủ quỹ, tiền đếm rồi mày đưa cho ai? Bẩm ông lớn, con đưa cho anh Lý của chúng con. Lý Trưởng nói đón, số tiền ấy mới là xuất sưu của tên Hợi. Quan phủ cau mày, tên Hợi là tên nào? Sao thằng Dậu lại phải nộp sưu cho nó? Bẩm ông lớn, tên Hợi là em ruột anh Dậu. Hắn chết từ đầu tháng Giêng, vì tên Dậu là thân nhân của hắn, cho nên chúng con bắt phải nộp thay. Quan phủ hỏi gặng, thế làm sao mày lại không đưa biên lai cho nó? Định thu lạm thuế phải không? Rồi ngoảnh lại nhìn viên thừa phái, quan phủ nói bằng giọng nghiêm nghị, thầy thảo biên bản nói rằng nay tôi về đây khám thuế, bắt Lý Trưởng thu thuế của tên Dậu mà không biên nhận cho nó, rồi bảo chánh tổng ký vào nghe không. Sau tiếng dạ của viên thừa phái, Lý Trưởng chắp tay đến cạnh quan phủ và gãi tai, bẩm lạy ông lớn, chúng con là tôi con ông lớn, xin ông lớn thương, thực quả chúng con tình oan. Quan phủ lại càng ra bộ giận dữ, vụ thuế này mày kiếm của những đứa ngoại canh được mấy trăm đồng, còn trực thu lạm của thằng cùng đinh, ông thì cách cổ. Lý Trưởng lại năn nỉ nhắc lại câu vừa nói, bẩm lại quan lớn, chúng con là tôi con ông lớn, xin ông lớn thương, thực quả chúng con tình oan. Quan phủ dịu giọng, mai lên phủ hầu nghe không. Lý Trưởng dạ một tiếng dài rồi khúm núm đi lùi trở ra. Quan phủ hỏi đến chị Dậu, mày đánh lính và người nhà Lý Trưởng để tháo cho chồng mày trốn sưu phải không? Chị Dậu cất giọng run run, bẩm lạy quan lớn, con không đánh các ông ấy, vì các ông ấy định đánh chồng con sợ chồng con đương ốm mà phải đòn thì chết nên con phải can.
Lý Trường nói xen: "Bẩm ông lớn, chính thị ấy có đánh người nhà chúng con, và anh Cai Lệ mắt con trông thấy." Quan phủ gạt đi: "Im cái mồm, không ai hỏi mày." Rồi ngài lại gần chị Dậu: "Mày can, tức là mày đánh nhau với chúng nó. À, con này dám chống cự với lính trong khi làm việc phận sự, muốn vào tù." Chị Dậu nín lặng không biết nói sao. Quan phủ cất giọng hách dịch: "Cho ra ngoài kia." Thầy Thừa vừa phác thảo xong tờ biên bản đệ lên trước mặt quan phủ. Nhìn qua biên bản một lượt, quan phủ bảo chánh tổng đóng triện và mấy người hương chức ký tên vào làm chứng, rồi ngài mới kiểm đến thuế. Trước mặt chánh tổng và các hương chức, Lý Trường đổ cháp bạc cho thầy Thừa đếm. Tất cả bạc giấy bạc hào mới được 630 đồng. So với ruột thuế còn thiếu 500, nhưng so với số tiền đã biên trong sổ Lý Trường thì đội ra đến 20 đồng. Quan phủ đập tay xuống bàn và dọa Lý Trường: "Mày không thu lại, làm sao tiền thuế lại thừa? Xong vụ thuế này, ông thu bằng triện." Lý Trường sợ tái mặt, chỉ núp hai tay như người bắt quyết và nói đi nói lại một câu: "Xin ông lớn thương." Quan phủ đổi giọng ngọt ngào: "Mai lên phủ hầu, giải cả con vợ thằng Dậu lên nữa, nghe không?" Rồi ngài chững chạc đứng dậy, đi xuống giọt đỉnh. Tù và chống cái và cờ quạt lũ lượt tiễn ngài lên phía đầu làng. Phần 21. Tan buổi hầu kiện, chị Dậu lật đật chạy xuống cổng đình tìm con. Không thấy đứa nào ở đấy, chị sợ quá cuống quýt đi hỏi những người gần quanh. Thì ra trong lúc chúng nó bị ông Lý Trưởng điệu xuống bỏ đó, một người đàn bà trong làng đi qua trông thấy thương hại, đã bế cái tiểu cho bú và dắt thằng Dần đưa đến tận nhà chị. Không kịp đợi chồng, chị vội bon luôn về nhà với con. Cái tiểu bú no, nằm ngủ thin thít, thằng Dần đương bưng bát cháo vừa thổi vừa húp soàn soạt. Chị Dậu bước vào đến thềm, thằng bé chợt ngẩng đầu lên, nó khóc òa lên và hỏi: "Thầy em đâu rồi hở U?" Chị Dậu xua tay: "Nói sẽ chứ, cho em nó ngủ, thầy con đương về sau ấy." Rồi chị rón rén bước vào trong nhà. Bà lão láng giềng vừa sang: "Thế nào, bác không bị bắt lên phủ lại được tha về đấy ư?" Vừa nói, bà lão vừa nhanh nhẩu tiến lên trên thềm và ngồi vào chiếc chõng nát rồi tiếp: "Tôi cũng khen cho bác ngỗ nghịch, ai lại một người đàn bà con mọn dám đánh hai người đàn ông? Nếu phải đứa khỏe, chúng nó đánh lại thì làm thế nào?" Cái tiểu thức giấc và khóc ngằn ngặt. Chị Dậu vừa đón con bé vừa tiếp khách: "Cháu cũng biết rằng đàn bà hành hung như thế là hư thân chứ không hay gì, nhưng mà chúng nó đè nén chúng cháu tệ quá, cháu đã cố nhịn mà không nhịn được. Cụ Tinh, nhà cháu đau ốm như thế mà cả hai đứa cứ xông vào đánh thì phỏng còn gì là người, vì thế cháu phải liều với chúng nó." Bà lão dở gói chầu thuốc đưa cho chị Dậu một miếng: "Nói vậy thì nói, chứ cái thói tàn ác của quân lính lệ ai mà chịu được. Tôi là người ngoài, nghe chuyện cũng còn tức, huống chi là bác. Thế công việc bây giờ ra sao?" Chị Dậu đón lấy miếng trầu và đáp: "Quan bảo cho về, ngày mai lên hầu." Bà lão hỏi: "Bác trai đi đâu chưa về, hay lại bị giải lên phủ rồi chăng?" "Không." Chị Dậu đương nói dở câu thì ngoài cổng nghe có tiếng rên hầm hử. Anh Dậu lẩy bẩy tiến vào trước thềm với bộ mặt đỏ gay như người đun bếp. Chào qua bà láng giềng, rồi anh run rẩy chống tay vào gối để bước lên thềm. Chị Dậu vội vàng bồng con đứng dậy, cầm cánh tay chồng kéo lên. Bà lão láng giềng ra ý ái ngại: "Khốn nạn, bác lại lên cơn sốt rét đấy à?" Anh Dậu lò dò vào trong phản, ngả mình xuống cạnh thằng Dần, vừa thở vừa nói: "Vâng, từ nãy đến giờ cháu thấy trong mình gây gấy, hình như nó lại sắp sửa lên cơn rồi đấy." Thằng Dần ăn cháo đã xong, nó mang đũa bát ra sân bỏ vào nồi nước vo gạo. Chị Dậu đưa cái tiểu cho bà láng giềng: "Cháu hay gửi cụ một lát." Rồi chị bưng mâm cháo đặt lên bàn thờ ông Công và ngồi cạnh anh Dậu: "Thầy em có nhức đầu không, để tôi nặn cho cái nào?" Anh Dậu xua tay và rên khử khử: "Thôi, tôi mệt lắm, để tôi nằm nghỉ một lát, u nó ra mà ẵm con, để cụ..." Bà lão láng giềng vội đón: "Được, hôm nay tôi cũng thong thả, để tôi ôm cháu cho, ba gái có làm gì làm đi, cứ đi."
Chị Dậu sẽ sàng đứng dậy. Thế thì cháu hãy quấy cụ một lúc nữa. Vừa nói, chị vừa chạy ra cuốn chiếc chiếu rách cái tiểu đái ỉa hôm qua đem ra ao giặt. Anh Dậu vừa rên vừa tiếp bà lão: cháu không ngờ nhưng thằng lính lệ nó ác thế. Sáng nay nếu không có nhà cháu cự lại với nó, có lẽ nó đánh cháu đến chết. Bà lão nhổ bãi cốt trầu xuống thềm: thôi, còn phải kể, bạc thì dân, bất nhân thì lính. Tục ngữ nói có sai đâu. Ấy là nhà bác không có gì nữa, chứ nếu trong nhà có con gà, con chó, chúng nó cũng đập chết mà ăn với nhau, không tha cho đâu. Bây giờ những đứa ấy còn ở đây hay là đi rồi? Hình như nó đã theo quan về phủ thì phải. Bác gái đã chạy được nốt số tiền sưu chưa? Thưa cụ, chưa. Từ sáng hôm qua đến giờ nó những lật đật về cháu, chạy vào đâu? Khốn nạn cái thân đàn bà như nó, thật là khổ sở đủ đường. Rồi anh dấp dính nước mắt. Bà lão thò thẻ yên ủi: thấy tình cảnh nhà bác tôi thật ái ngại. Nhưng thôi, sông có khúc, người có lúc, mình cứ ăn ở hiền lành rồi cũng có ngày trời mở cửa cho. Bóng nắng vừa đến giọt nhà, chị Dậu ở ngoài ao về với chiếc chiếu ướt và một nắm lá. Sau khi đã vắt chiếc chiếu lên cõi rào, chị đem nắm lá thả trong chậu nước lạnh rồi đặt vào gậm bàn thờ. Bà lão hỏi: sau khi đã vắt chiếc chiếu lên cõi rào, chị đem nắm lá thả trong chậu nước lạnh rồi đặt vào gậm bàn thờ. Bà lão hỏi: lá dành lá duối phải không? Chị Dậu nhanh nhỏ: phải, cho thấy người ta mách rằng những người sốt rét cứ lấy hai thứ ấy vò ra phơi xương mà uống, bệnh nặng đến đâu cũng khỏi. Vậy cháu thử làm cho nhà cháu uống xem sao. Bà lão ra ý vui vẻ: ừ, tôi thấy nói lá dành, lá duối chữa bệnh sốt rét hay lắm, thế mà tôi cứ quên khuấy mất, vẫn không nhắc đấy. Rồi nhả miếng bã trầu trong miệng và ném xuống sân. Bà lão hỏi tiếp: từ sáng đến giờ bà đã ăn gì chưa? Chị Dậu đến cạnh bà lão đón cái tiểu và đáp: nào đã ăn lúc nào hả cụ? Sáng ngày nhà cháu vừa bưng bát cháo đến miệng thì họ kéo vào. Thế thì để tôi hãy ẵm cháu nó, bác đi lấy cháo cho bác trai ăn, kẻo nữa bác ấy đói quá. Anh Dậu ngắt lời: cháu đắng miệng lắm, không muốn ăn uống gì. Bà lão cố bảo: phải cố ăn đi mới được, chẳng ăn nhiều thì ăn ít, chứ nhịn mãi thì sức yếu đi, bệnh càng nặng thêm, và lại ăn cháo cũng không độc đâu mà sợ. Chị Dậu nói theo: cụ bảo phải đấy, thầy em cố ăn vài miếng cho đỡ xót ruột, kẻo nữa đã lại ốm, đói thì chịu làm sao. Rồi chị bưng một bát cháo đến cạnh chồng và nằn nỉ: nào, thầy em gượng dậy ăn đi, cho tôi bằng lòng. Anh Dậu như nể lời vợ, uể oải ngồi dậy. Anh đón bát cháo, nhắm mắt nhắm mũi, cố húp gần hết nửa bát, rồi kêu đắng lắm, không nuốt được nữa. Bà lão lại khuyên chị Dậu: bác gái cũng phải ăn đi, lấy sữa cho cháu nó còn bú. Mình đã vậy còn con, đàn bà con mọn cần nhất là phải ăn cho đủ mới có sữa, nếu không đủ thì con hay xài. Anh Dậu cũng dè dà dục vợ: cháu sắp vữa cả rồi đấy, u nó ăn hết đi, rồi đi chạy cố lấy mấy đồng. Chị Dậu nhấc mâm cháo xuống phản, bớt lại một bát, chừng muốn để dành cho thằng Dần, rồi chị vừa húp chập chuội vừa ứa nước mắt. Ngày nay nhờ cụ cho vay còn có cái ăn, ngày mai thì trông vào đâu. Bà lão láng giềng ra vẻ cảm động: trời sinh voi, trời sinh cỏ sợ gì. Bên kia còn nửa nồi gạo nữa, tôi chưa ăn đến, lát nữa bác đem thúng sang, tôi hãy cho vay, khi nào bác trai khỏe trả tôi. Ngoài cổng có tiếng hiệu giúp, đàn chó hàng xóm thi nhau sủa từ phía ngoài sủa vào. Lý trưởng với cây gậy song và hai người tuần hùng hùng hổ xông đến. Chỉ gậy và anh Dậu, hắn quát: sưu đâu thằng kia, đem nộp nốt đi. Bà lão láng giềng nhanh miệng khất hộ: bác ấy vừa đình về, làm gì đã có, ông hãy làm ơn để cho người ta đến mai. Lý trưởng nóng như tát nước: không việc gì đến bà mà chõ mồm vào đấy, nó không có thì tôi dỡ nhà nó đi cho bà xem. Rồi hắn chỉ gậy vào mặt chị Dậu: chỉ vì vợ chồng nhà mày mà để quan hành ông hạn cho mày từ giờ đến tối, nếu không chạy đủ 2 đồng 7
thì mày biết tay ông. Phần 22. Thằng Dần cái tiểu vẫn ngủ say. Chị Dậu bưng bát nước lá dành lá dưới cho anh Dậu uống. Rồi chị ngả mâm, lấy bát, ra bếp bắc cơm. Hôm nay có gạo của bà láng giềng cho vay. Chị định nấu cơm ăn sớm, để trông nữa còn phải lên phủ hầu quan. Anh Dậu trong mình hơi tỉnh, nên cùng ngồi ăn với vợ. Nhưng anh nhỏ nhẻ nhai không buồn nuốt, chỉ ăn vài miếng lại thôi. Chị Dậu cũng mới và hết một bát thì Lý Trường vừa sầm sập vào với hai tuần và một sợi dây thừng. Hắn xông đến chỗ chị Dậu nói thật lớn: "Đứng dậy, đi lên phủ." Chị Dậu phát cáu: "Lên phủ thì lên, tôi có trốn đâu. Nhưng ông hãy để tôi ăn xong bữa cơm cái nào." Lý Trường trừng trừng sộ sộ: "Mày chẳng ăn xong thì mặc kệ mày. Việc quan ông cứ đúng phép ông làm." Doãn Đùng Đùng sấn lại, túm tay chị Dậu lôi dậy và thét hai người tuần: "Trói cổ nó lại, rượu đi cho ông." Bát cơm trên tay chị Dậu đổ lật xuống mâm đánh xoảng, cơm canh bắn tung khắp nhà. Cái thừng trong tay người tuần tức thì bị lồng vào hai cánh tay chị Dậu và gò ra đằng sau lưng. Anh Dậu nhìn vợ bằng những dòng nước mắt thánh thót. Lý Trường trợn trừng, hạch lạc: "Còn đời mày nữa, từ giờ đến trưa, nếu không nộp nốt tiền sưu thì ông trẻ xác ra cho, đừng lấy nê ốm mà lần khân với ông." Cái tiểu trong buồng giật mình thức dậy, khóc chu khóc chéo như bị beo ngắt. Chị Dậu giấu dịu với Lý Trường: "Xin ông làm phúc để cho tôi, cho cháu nó bú." Lý Trường hùng hổ chĩa bàn tay vào mặt chị Dậu: "Ông thì vả cho vỡ mồm bây giờ, mày nói cho cha mày nghe đấy à, sắp đi hầu quan còn đòi ở nhà để cho con bú. Hê, ông đứng đây đợi mày đấy chắc." Thế là hắn tóm đầu thừng, đẩy sấp đầy ngửa chị Dậu xuống thềm. Vừa đi, hắn vừa xa xà chửi mắng. Tới đình, hắn sai tuần phu trói chặt chị Dậu vào một cột đình. Thằng mới lễ mễ bưng mâm lòng lợn đậu phụ đặt cạnh chiếc chiếu giữa đình. Lý Trưởng ngồi xếp bằng tròn bên cạnh bao lan, vừa uống rượu vừa cà giềng cà tỏi: "Con mẹ Đĩ Dậu, mày đã biết nhục chưa con? Ông còn làm cho bõ ghét mới thôi." Chị Dậu lúc ấy hình như tức quá, sắc mặt tái xanh, cúi gầm xuống không nói gì. Lý Trường lại kè nhè: "Chỉ vì vợ chồng nhà mày cho nên hôm qua quan mới hạch ông, mày có biết không? Việc này chưa biết ông sẽ lo liệu thế nào cho xong. Có lẽ hơn 100 đồng bạc kiếm được trong vụ thuế này ông phải đổ đi vì mày tất cả." Rồi hắn đập tay xuống sàn đỉnh: "Mày làm hại ông đến thế, chứ còn đến thế nào nữa con mẹ kia, ông giết chết mày cũng không oan mà." Cứ thế, cái giọng ấy, hắn làm nhảm một mình cho đến khi chai rượu đã hết già nửa. Chị Dậu chừng cũng không muốn dây với kẻ say, cho nên hắn nói thế nào cũng mặc, chỉ cứ giả điếc làm lơ. Mặt trời lên khỏi ngọn tre độ một con sào, mấy đĩa đậu phụ lòng lợn trong mâm đã sạch ngoen ngoẹt. Bây giờ, Lý Trưởng mới chịu bỏ mâm đứng dậy, trong miệng còn nhồm nhoàm nhai dở miếng cơm tưới với nước mắm. Không kịp chùi miệng uống nước, hắn gọi một người tuần phu và giục: "Trưa quá rồi, giải cổ nó đi, không thì lỡ buổi hầu sáng." Chị Dậu được thoát ly cái cột đỉnh để theo hắn và người tuần phu lên phủ. Trời đương nắng gắt, tự nhiên thấy tối sầm lại, một đám mây đen lù lù tiến từ phía nam lên phía bắc. Chân trời nhấp nhoáng hiện mấy luồng chớp, tiếng sấm tiếng sét theo cơn dông đồng thời kéo đến. Mưa đổ xuống ầm ầm. Bởi đương đi trong một cánh đồng không, cả bọn đều không có chỗ mà ẩn. Lý Trưởng tuy có cầm ô nhưng cũng bị ướt lướt sướt như chị Dậu và người tuần phu. Vì ô của hắn tức là một món trang sức chỉ dùng để làm giá ngự, chớ có dương được bao giờ. Với cơn căm tức của hắn, sự rủi ro ấy không khác gì lửa cháy thêm dầu. Hắn càng lèm bèm chửi mắng chị Dậu. Nước mắt theo nước mưa chảy xuống giàn giụa. Chị Dậu không biết than thở cùng ai, thỉnh thoảng chị chỉ kêu trời cho hả. Một lát sau, gió im dần, mưa tạnh dần, trời cũng quang dần, rồi thì ánh nắng lại ở trên đầu rọi xuống như thiêu như đốt. Tới cổng phủ, các quần áo ướt vừa khô nhưng đã tan buổi hầu sáng. Lý Trưởng phải dẫn chị Dậu vào trong hàng cơm để đợi buổi hầu chiều. Cố nhiên trong mùa sư thuế, hàng cơm phố phủ vẫn phải đông khách hơn các ngày thường.
trên những dãy phản ken liền, trên những chiếc tràng kỷ rát nứa. Người nọ chen vai người kia, họ ăn họ uống, họ nói chuyện, họ cãi lý sự với nhau. Chỗ này gọi cơm, chỗ kia gọi rượu, chỗ khác lại gọi nước mắm. Thằng nhỏ nhà hàng cuống càng chạy không kịp. Mùi tỏi, mùi rượu, mùi mắm tôm với mùi bồ hôi của những người đã lâu không tắm làm thành một bầu không khí khó tả. Ai không quen người sẽ phải buồn nôn. Chị Dậu với sợi dây thừng gò ở hai cánh tay vẫn ngồi co ro dưới chân cột để nghe những tiếng chửi rủa của Lý Trưởng mỗi khi có người hỏi hắn lên phủ làm gì. Ruột chị lúc ấy như đứt ra từng đoạn. Chồng ta hôm nay có đứt cơn sốt rét hay không? Cái tiểu từ sáng đến giờ xin bú ai được? Thằng Dần có chịu chơi ngoan hay lại gào khóc quấy bố? Cái tí ở nhà lão Nghị có được yên thân hay vẫn bị chửi, bị đòn? Bấy nhiêu câu hỏi kế tiếp nhau quấy rối ở trong óc, nó làm cho chị lúc nào hai mắt cũng đỏ ngầu ngầu. Thình lình trong hàng có tiếng nói lớn: "Bà này nghiệt quá, còn để chúng tôi vào hàng nữa hay thôi." Giật mình, chị vội ngẩng mặt trông lên. Trước một đống ô vá mũm không tay cầm, bà hàng đương co kéo mấy ông tổng lý, nhất định không cho đi xa. Một ông trong bọn chỉ vào đồ vật ấy mà nói: "Thiếu có 2.5 hào, chúng tôi đã gán 11 cây ô mà bà vẫn không bằng lòng, thật không biết điều." Bà hàng vẫn khăng khăng một mực: "Các ông bảo 11 cây ô ấy bán cho ai được 2.5 hào? Nếu không có tiền thì các ông phải để cho tôi một cái áo the kha khá lại đây, chứ tôi giữ ô của các ông để làm gấp trả dõi à?" "Nhưng mà chúng tôi còn phải vào hầu bây giờ, để áo the đây thì khoác cái áo cánh nâu mà vào quan ư?" "Tôi không biết, nếu không gửi áo thì các ông phải trả tiền." Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, ông kia gắt ông nọ: "Tôi đã bảo đừng lấy thêm chai rượu sau nữa, thì có việc gì phải lôi thôi thế này, thật là xấu với hàng phủ." Một ông liền móc giả cá ra, lôi ra một khối đồng vuông đưa cho nhà hàng và nói: "Gần 500 đồng bạc mới được cục đồng này đấy, tôi hãy gửi bà, chiều mai tôi đem tiền đến chuộc." Trong phủ, tiếng trống thong thả điểm luôn 3 hồi. Những ông hương lý cấp tập đem bộ mặt đỏ vào hầu. Lý Trưởng Đông Xá cởi trói cho chị Dậu rồi đưa chị vào cửa phủ. Hắn chỉ cho chị ngồi vào dưới một gốc bàng ở trước công đường để chờ khi quan hỏi đến. Lần này là lần đầu chị chàng nhà quê được biết cửa công. Trước tai mắt của chị, cái gì cũng lạ. Lạ nhất là trong buồng giấy của quan phủ luôn đưa ra những tiếng bầm thỉnh, cách cổ, bỏ tù. Những người đến đó ai cũng vào với một cái đĩa không, rồi lại ra đi với một cái đĩa không. Mặt trời đã xế, Lý Trưởng làng Đông Xá mới được vác cái đĩa không đến trước bàn quan phủ. Sau một hồi thét lác của ông phụ mẫu, anh ta lầm rầm nói vài 4 câu gì đó, rồi hắn chạy ra gốc bàng dẫn chị Dậu đến trước nhà giấy. Liếc mắt nhìn qua chị Dậu, quan phủ dõng dạc: "Lính đâu, giam cổ con này xuống trại." Phần 23. Phía sau công đường chợt có tiếng còi toe toe, tiếp luôn tiếng máy chạy xình xịch. Một chiếc ô tô mui kín từ nẻo nhà tư từ từ bò ra, đậu ở phía trước công đường và chìa đầu ra ngoài cổng phủ. Sau bước chấn xong của cửa sổ trại lệ, chị Dậu thình lình nhòm ra. Với quan phủ, đi kèm bên cạnh một người đàn bà từ thềm gạch hoa bước xuống bằng bộ điệu vùng vằng giận dỗi. Chiều, trời tuy đã gần tối, sức mắt chị Dậu còn đủ nhận rõ hình dạng và nhan sắc của người đàn bà ấy. Cái xác đẫy đà nhưng không chịu nổi sự chật hẹp của tấm áo bom bay màu xanh. Đôi vú vẫn thốn thẹn lộ ra trước ngực, trong chiếc khăn tua quấn xòa từ đầu đến cổ, lượt phấn dày bự che không kín 2 nét nhăn lớn trên cặp môi tô son. Đến cạnh ô tô, người đàn bà ấy mở cái bị ra, lấy chiếc gương con soi mặt. Quan phủ nhanh nhỏ mở một cánh cửa ô tô và dục: "Thôi mợ lên xe đi đi, kẻo nữa tối nay thứ bảy ngài lại đi chơi đâu chăng?" Người đàn bà làm bộ giận dỗi: "Thân tôi thật là nhục hơn con chó, đứa răng há, chẳng qua nó cũng thế này." Quan phủ ngọt ngào: "Sao mợ lại nói thế? Đã hay rằng mợ không ưa sự đó, nhưng cái đời nó như thế, người ta thế mình cũng phải thế, tôi còn chịu được nữa là mợ. Tục ngữ đã nói, giàu vì bạn, sang vì vợ. Năm nay tôi được thăng chức là công mợ tất cả." Quan phủ ngừng lại giây lát để nhìn mặt người đàn bà ấy và tiếp:
Và lại đâu vẫn vào đấy, nào mình có mất một chút gì đâu. Lúc ấy chị Dậu mới biết người đàn bà ấy tức là bà Phủ. Thấy quan Phủ cười, bà Phủ ra giọng gắt gửi: "Thôi đừng nói chuyện con khỉ, đã đau cả ruột lại còn pha trò." Rồi thì bà rón rén bước lên trên xe, chỉnh chẹp ngồi tựa vào chiếc đệm ra và mở ví ra lấy chiếc gương con soi lại lần nữa. Quan Phủ đóng cửa ô tô và sẽ dặn người tài xế: "Đưa bà vào dinh, rồi mày lại đánh xe ra ngay. Độ 1:30 thì đem xe vào đón. 1:30 nghe không?" Tiếng máy lại kêu xình xịch lấp tiếng trả lời của người tài xế. Rồi chiếc ô tô thong thả từ trước công đường chạy ra sau mấy tiếng còi rất lễ phép. Quan Phủ chào vợ một cách sung sướng: "Thôi, mợ đi cho được việc." Và ngài đứng đó trông theo cho đến khi bóng xe đã khuất cổng phủ mới vui vẻ trở vào. Chị Dậu còn đương ngơ ngẩn cố tìm ý nghĩa của những câu chuyện vợ chồng nhà quan mới nói với nhau mà chưa tìm ra, thì người cai lệ vừa ở công đường đi xuống. Hắn lật đật mở dương lấy ra một bộ đủ cả áo the thâm, khăn vuông thâm, khăn vấn sa tanh, yếm trắng, dải lụa bạch, dây lưng nhiễu, áo cánh lụa trắng và một cái quần lụa thâm cạp màu cánh sen, vừa trao cho chị, vừa chỉ vào đôi guốc gỗ cạnh đó mà nói: "Cầm lấy bộ quần áo này, đôi guốc gỗ kia ra nhà tắm ở đằng sau trại, cái nhà vuông có che cót đó, tắm cho sạch đi." Chị Dậu ngạc nhiên: "Thưa ông bảo tôi à?" Cai Lệ cau mày: "Chẳng bảo mày thì bảo ai, còn ai được mặc những quần áo này?" Chị Dậu òa khóc: "Xin ông xét lại cho tôi mới bị giam một lúc, sao ông đã bắt tôi mặc quần áo tù?" Cai Lệ phì cười: "Quần mới ngu chứ, quần áo tù được thế này à? Đó là quần áo của trời cho đấy, cứ ra tắm đi rồi mặc vào, không hỏi lôi thôi." Chị Dậu vội chùi nước mắt: "Thôi, cháu không tắm, cháu không thay, ông cho cháu cứ mặc quần áo của cháu." Cai Lệ ra vẻ bực mình: "Nhưng bà còn bẩn không ai chịu được. Mày tưởng giường phản nhà quan như giường chiếu nhà mày đấy à? Tắm đi, mặc bộ quần áo này một đêm nay thôi, sáng mai lại mặc những thứ tốt đẹp của mày không ai cấm." Chị Dậu vẫn không hiểu, rụt rè như muốn hỏi nữa. Cai Lệ liền quát: "Bảo không nghe thì ông tống cổ xuống nhà vuông bây giờ, đừng có thấy nói ngọt lại càng làm bộ." Bằng cái dáng bộ sợ hãi, chị Dậu đón nhận lấy bộ quần áo và xách đôi guốc rồi đi qua phía sau trại Lệ. Trong buồng tắm, nước lạnh, xà phòng, chậu thau, khăn mặt, các thứ đều sẵn sàng. Vào đó giây lát, chị lại trở ra, cứ thập thò ở đầu trại. Cai Lệ sáng ý liền hỏi: "Mày sợ ướt cái tấm váy mốc của mày phải không? Đóng cửa lại, tắm chuồng, không ai thèm nhòm." Chị Dậu ngần ngại đi vào nhà tắm. Nửa giờ sau, cánh cửa buồng tắm ngỏ ra, chị chàng cũ kỹ nhà quê nghiễm nhiên thành một người óng ả, nuột nà, rõ ra vẻ cầu lim đình cẩm. Cai Lệ quăng cho chị Dậu cái lược bí và cái gương vuông: "Chải đầu đi rồi vấn khăn cho thật tử tế." Chị Dậu ngơ ngác ngồi một lúc như muốn nghĩ xem người ta sắp sửa bắt mình làm gì. Cai Lệ nóng ruột lại giục lần nữa. Bây giờ chị mới bẽn lẽn cầm lấy gương lược sổ đầu ra chải. Một người lính lẹ đứng cạnh mỉm cười: "Sướng nhé, mấy khi đã được quan giam." Người khác nói xen: "Con bé đẹp thật đấy nhỉ, của này nếu được thắng bộ cánh bốp thì kém gì đời." Người nữa nói góp: "Chả đẹp chúng mình lại phải xách nước cho nó, nhưng còn phải cái mặt ủ rũ luôn luôn, hẳn là chị ta lo lắng cái gì đó." Rồi hắn nhìn mặt chị Dậu: "Sao mày không tươi lên em, tươi lên để chúng tao nhìn một cái, cho bỏ cái công gánh nước cho mày." Cả bọn cùng cười ầm lên, chị Dậu nín lặng như không nghe không biết gì. Vì ruột gan lúc ấy, chị đương để cả vào chồng con ở nhà. Phần 24. Đồng hồ trên vách đánh luôn 7 tiếng, hồi trống thu không đã tan, ngọn đèn đất trong trại bắt đầu châm lửa. Người Cai Lệ ở trên nhà tư chạy xuống, vừa cười vừa bảo với người biện lệ: "Này, quan thời cơm sớm quá, mới 6:30, ngài đã giục bếp bưng mâm lên rồi, dùng rượu sâm mày ạ." Biện lệ cũng gật gù: "Thôi, hôm nay chả dùng rượu sâm, còn để hôm nào, sức ấy mà lại tẩm bổ thì phải biết." Trên chòi canh tùng tùng 3 tiếng trống báo, một ô tô sơn xanh lù lù tiến vào sân. Biện lệ nói nhỏ với Cai Lệ:
xe của ông Huyện Minh Hảo. Ông Huyện Minh Hảo mở tung cửa xe bước xuống, vui vẻ hỏi người biện lệ: "Qua nhà mày có nhà hay đã mong rồi?" Biện lệ lễ phép: "Bẩm cụ lớn, quan con đang dùng cơm." Ông Huyện bước lên bậc thềm một cách hùng dũng: "Sao mà quan mày ăn cơm sớm thế?" "Mới có 7 giờ thôi, và bảo quan mày cứ ăn cơm cho xong, tao ngồi đợi ở đây." Rồi ông Huyện đi vào phòng giấy. Biện lệ diễu lên nhà tư, giây lát hắn xuống trại lệ với bộ điệu ớm ở: "Ngài cáu chúng bay ạ, hôm nay đứa nào vô phúc mà trái ý ngài." Cai lệ cười nhạt: "Thôi, việc đến nơi lại bị khách ám, ai mà không tức, thế ngài có ra tiếp khách hay cứ ngồi ăn?" "Ngài tha chửi cho là tốt, lại còn tiếp. Ta vào bẩm quan Minh Hảo sang chơi, ngài đã phát khùng mà rằng kệ hắn, ông ăn xong đã, rồi ngài cứ việc rung đùi đánh chén. Chắc đêm nay thứ bảy, quan kia đến rủ quan này lên tỉnh chứ gì. Hôm khác thì đi ngay đấy, nhưng hôm nay xét đánh ngài cũng ở nhà." "Chả ở nhà, dễ ngài đi cho mày đấy hẳn. Đêm nay mày còn hầu nhọc con ạ, à. Tháng việc này của mày bở đấy, đã hỏi tiền canh giam hay chưa?" "Nào ai đã hỏi lúc nào?" Biện lệ liền quay mặt vào phía chị Dậu: "Còn mẹ kia, đưa 5 hào ra nộp tiền hàng đội." Chị Dậu vẫn ngồi trên chiếc trống tre xó trại, tuy có nghe thấy hẳn hoi nhưng không trả lời, vì chị không biết là hắn hỏi ai. Biện lệ gặng: "Mồm mày câm mà, con mẹ Đông Xá." Chị Dậu ngơ ngẩn: "Ông hỏi tôi à? Chứ hỏi con chó nào. Thưa ông, tiền hàng đội là tiền gì?" Biện lệ nắm chặt tay phải, xăm xăm chạy tế đến gần chị Dậu và gân cái cổ bạc ác: "À, mày muốn dở lý sự đấy ư?" Cai lệ huých thêm: "Biếu cho chị ta mấy quả Phật thủ." Chị Dậu vội vàng xin lỗi bằng giọng run sợ: "Thưa hai ông, cháu là đàn bà đâu dám dở lý sự với các ông. Vì mới vào quan lần này là một, cháu không biết tiền hàng đội là tiền gì, cho nên phải hỏi, các ông tha lỗi cho." Biện lệ cũng nguôi giận, hắn lại thẽ thọt: "Nó là tiền giường, tiền chiếu mày ngồi, tiền cơm mày ăn lúc nãy, chứ là tiền gì, 5 hào, ấy là ta thương mày nghèo, nên lấy có thế, đưa ra nộp đi." "Thưa ông, quả thật cháu không có, thuế ở nhà cũng chưa nộp đủ nữa là." Biện lệ sừng sộ: "Không có thì chốc nữa, cho thân vào cùm." Rồi hắn chỉ tay vào một khúc gỗ dài thườn thượt như cái cối giã gạo kê ở giáp vách gian trại bên kia: "Cái cùm kia kìa, trông thấy chưa? Không có tiền thì một lát nữa sẽ đút chân vào đấy." Trên công đường leng keng một hồi kêu, Cai lệ, Biện lệ mỗi người dạ một tiếng thật lớn, rồi cùng lật đật chạy lên. Lâu lâu một lúc thì có tiếng cười, tiếng nói lơi lả từ trong buồng giấy xô ra. Quan phủ tiễn quan khách xuống thềm. Sau khi ông kia đã lên ngồi ô tô, ông này còn nắm tay và dặn: "Thôi, để thứ bảy sau vậy, đúng hẹn đấy nhé." Ánh sáng đèn pha phun ra chói sân công đường, còi hiệu báo hiệu khởi hành bằng mấy tiếng hách dịch. Chiếc xe chạy xa cổng phủ rồi biến vào trong bóng tối. Quan phủ gọi Biện lệ nói nhỏ mấy câu rất ngắn, rồi ngài đi lên công đường. Cái kiểng của trại lệ giống với trống cái bên trại cơ, điểm luôn 3 tiếng díp nhau. Chị Dậu dường như ngồi gục đầu dưới bóng đèn với những cơn đau đớn lo sợ, thì Biện lệ rón rén ở ngoài vào đến cạnh chị và hỏi: "Con mẹ mày thức hay ngủ, đi lên quan đòi." Chị Dậu giật mình ngẩng đầu dậy: "Quan đòi cháu làm gì bây giờ hử ông?" Biện lệ cố làm ra vẻ nghiêm nghị: "Không phải hỏi, lên đấy thì biết." Chị Dậu thấy mình hồi hộp, tiếng nói tự nhiên run run: "Cháu tưởng việc quan thì làm ban ngày, chứ sao lại làm ban đêm?" Biện lệ ra bộ giận dữ: "Bây giờ giữa lúc siêu cao thuế gấp, nhiều việc cần kíp, ban ngày làm không hết, nên quan phải làm ban đêm chứ sao?" Chị Dậu chưa hết sợ: "Cháu lạy ông, van ông, xin ông kêu quan để cho cháu đến sáng mai." "Không được, việc quan không phải chuyện chơi, nếu quan đòi mà không lên hầu thì được tra chân vào cùm ngay lập tức." Chị Dậu vẫn ngồi im, chẳng nói chẳng rằng, chống ngực mỗi lúc một nện mạnh. Cai lệ ở đâu chạy vào: "Nó bướng không chịu đi chứ, cùm cổ nó lại." Tức thì hai ông đầu trâu mặt ngựa sấn lại, dắt tay chị Dậu lôi sang bên kia. Một người nhấc đầu cây cùm, một người bắt chị chéo hai chân xỏ vào hai lỗ ở giữa. Rồi họ đập cây gỗ xuống. Chị Dậu nhăn như chuột kẹp. Lúc đầu hình như chị định bấm gan cố chịu, nhưng chỉ giây lát thì thấy đau như đứt ruột, không thể nào chịu được, chị phải mếu khóc vái lia lịa: "Cháu lạy hai ông, hai ông tháo ra cho cháu." Biện lệ ra vộ:
đắc sách. Mẹ mày, mày đã biết cái cùm chéo của chúng ông chưa? Rồi hắn tháo chốt, nâng cây gỗ lên cho chị rút hai chân ra và hắn hỏi: thế nào, bây giờ mày đã chịu đi hay chưa? Chị Dậu vẫn còn mếu máo: cháu xin vâng lời hai ông, nhưng các ông hãy để cho cháu thuần chân cái đã. Biện Lệ liền đưa cho chị cái khăn mặt ướt, bảo chị lau mặt và lau hai chỗ ống chân bị thương. Rồi hắn bắt chị xỏ chân vào guốc, dẫn chị đi qua cầu công đường về phía nhà Tư. Theo lời hắn, chị vừa bước chân vào khỏi cửa phòng nhà Tư, cánh cửa liền đóng sập. Phần 25. Trên chiếc tủ đứng, ngọn đèn măng sông im lặng tỏa ra ánh sáng xanh lẻ. Những bức màn tuyên lòa xòa rủ ngoài chiếc giường Hồng Kông. Tấm khăn trắng muốt phủ trên chiếc đệm không có một vết nhăn nhúm. Bức chăn gấm đặt trên một chồng hòm sơn, cũng như chiếc khăn xếp và tấm áo sa treo ở cây mắc, hết thảy in bóng lên khuôn gương vuông nghiêng nghiêng đứng dưới trần nhà. Trong phòng sáng như ban ngày nhưng vắng ngắt không có ai. Chị Dậu như đã hiểu, đó là một chỗ không hay cho chị. Loay hoay vặn quả bàng, chị trực ngỏ cửa chạy ra. Bỗng cánh cửa ngách hé mở, một người đàn ông với bộ quần áo lụa trắng và đôi giày kinh tử phía sau cửa nhô ra. Chiếc cánh cửa lại khép chặt lại. Nhờ cái đặc biệt của hai chòm râu, chị Dậu nhận ra ông Phủ. Chống ngực nện thình thịch, chị vội run run chắp tay vái một vái: bẩm lạy quan lớn. Quan Phủ đáp bằng giọng nhẹ nhàng: định đi đâu mà mở cửa? Đứng ra dưới cái gương kia ta hỏi. Chị Dậu khúm núm khẽ đi đến chỗ Quan Phủ đã chỉ. Quan Phủ ghé ngồi vào giường đối mặt với chị Dậu. Sau khi đã thưởng thức cái dung nhan óng ả của chị gái quê, ngài đứng dậy đi đến cạnh chị, cúi xuống, ngài định hôn vào đôi gò má đỏ bừng. Chị Dậu vội nghiêng mình tránh và chạy ra gần cánh cửa. Quan Phủ theo sau, ngài nắm tay chị lôi lại và ngọt ngào: hãy vào trong giường này đã, mày đánh lính trong khi làm việc phận sự tội nặng lắm. Vào đây rồi tao châm trước đi cho. Chị Dậu càng run: con lạy quan lớn, chúng con là gái có chồng, quan lớn tha cho. Quan Phủ vừa co tay chị vừa trả lời: không được, có chồng mà kệ có chồng, hãy vào trong giường này đã, ngày mai cho về với chồng, ai giữ làm gì. Chị Dậu nhất định cố giằng tay ra và cứ một mực: con lạy quan lớn, chúng con là gái đã có chồng, quan lớn tha cho. Dường như cơn hăng nổi lên, Quan Phủ liền thúc hai tay vào nách chị Dậu, trực ôm lên giường. Nhưng mà chị này khỏe hơn, vừa dãy giụa vừa buột miệng gắt gỏng: ôi nhà ông này mới hay chứ, có buông ra không thì tôi kêu lên bây giờ. Quan Phủ không trả lời, ngài mắm chặt hai môi cố ghì chị này vào lòng. Chị Dậu hết sức vùng vẫy để nhoài mình ra. Trận huỳnh huỵch kéo dài đến hơn 10 phút, chị Dậu du được bên địch ngã cành xuống đất, rồi chị chạy ra cửa và đứng dựa lưng vào tường để giữ thế thủ. Quan Phủ lóp ngóp đứng dậy, mở ví, lấy nắm giấy bạc độ hơn chục đồng, chìa vào tận mặt chị Dậu. Ngài thở và nói: có muốn lấy tiền, tao cho. Chị Dậu giằng nắm bạc, vứt tọt xuống đất: tôi ỉa vào tiền của ông. Dương tròn mắt, Quan Phủ xuấn lại, giơ tay, trực ôm chầm lấy chị. Chị này hăng hái đẩy ra. Ngoài cổng bỗng có tiếng trống báo giật giọng. Còi ô tô rít lên, rồi tiếng ô tô xình xịch đi vào. Quan Phủ luống cuống, vội mở cửa sau, đẩy chị Dậu ra và nói hai tiếng vắn cọc: thôi bước. Trong bóng tối có người ghé tai chị Dậu nói thầm: muốn sống, bám ngay vào vai tao. Tiếp đó, một cái lưng người phàn phàn chìa sát vào trước chị Dậu. Hoảng quá, chị liền ôm luôn lấy cổ người ấy. Hắn cõng chị xuống thềm và lom khom bò quanh trở ra. Tiếng xình xịch của máy ô tô đã vào đến trước công đường. Tiếp luôn tiếng đanh đá nghe rõ là tiếng đàn bà: cậu còn thức hay ngủ rồi? Trong cửa nhà Tư, Quan Phủ vừa đi vừa nói: tôi chưa ngủ, vẫn đợi mợ đây. Sao mợ về sớm thế? Có gặp ngài không? Trên công đường có tiếng the thé: cậu làm gì mà thở hồng hộc lên thế? Rồi tiếng the thé vào cửa nhà Tư: ai mở cửa sau làm gì thế kia? Tiền bạc ở đâu lại vung ra đấy? Guốc đứa nào bỏ đó? Làm sao cái khăn trải đệm lại bị nhăn nheo thế này? Xen vào mấy tiếng dậm chân thình thịch, rồi lại tiếng chu chéo: cậu giết tôi đi, cậu làm thế này thì còn trời đất nào. Này, dao đây, cậu đâm chết ngay tôi đi cho rảnh, tôi nhục về cậu biết chừng nào. Người cõng chị Dậu ban nãy đã bò vào đến nhà tắm.
hắn đặt chị xuống, ghé tai và sẽ bảo: "Quần áo của mày để đâu? Lấy mà thay đi." Rồi hắn trở ra. Phía đầu nhà Tư có tiếng nhéo nhéo: "Thằng Biện Tư đâu? Lên đây, lên ngay đây." Một tiếng dạ kéo dài ở trại lệ, kế đến tiếng chân chạy thình thịch, cuối cùng là một câu hỏi đầy giọng tức tối: "Thằng Biện Tư đấy hả? Cha đẻ mẹ mày, chém cha con đẻ mẹ mày, mày dắt con nào vào đây? Vừa rồi nói ngay, không thì bà xé xác mày ra bây giờ." Cách quãng giây lát để nhường chỗ cho những tiếng lẩm bẩm và tiếng đánh xong đen đét, rồi cái giọng giận dữ tiếp tục: "Không à, cha đẻ mẹ mày, chém cha con đẻ mẹ mày, không à, bà xuống trại lệ bây giờ thì mày chết với bà." Mấy tiếng sau, cũng như đi kèm với sự lồng phách, nó hét rất dài từ đầu nhà Tư xuống gần trại lệ, không khác búa bổ vào tai chị Dậu, làm cho cái nhịp chống ngực của chị lại càng mạnh hơn. Một người đàn ông rón rén đi vào nhà tắm, sẽ nói một tiếng đi ra, rồi hắn nắm vạt áo chị kéo ra sau trại, dắt đi đường quanh đến cổng phủ và tống chị ra. Tiếng gầm gào trong phủ vẫn chưa dứt. Phần 26. Trống trên tròi đã điểm canh tư, hơi sương động giọt nhỏ xuống ở lá cây lác đác. Bầu trời ngoài cổng phủ chỉ là một đám mịt mù, người ta không thể trông được xa ngoài ba thước. Theo ánh sáng lấp lánh của các ao các ruộng, chị Dậu lần đường đến nhà hàng cơm ban trưa, định xin chú chân đến sáng. Cửa còn ngỏ, trong nhà đèn thắp sáng trưng, mấy cái bàn tài, bàn tổ tôm đường chó chân mấy ông tổng lý trong cuộc đen đỏ. Thoáng thấy chị Dậu thập thò ngoài cửa, một người đàn bà óng hẹo trong bộ quần áo nửa quê nửa tỉnh, vênh cái mặt ra giọng đứng trước thềm nói ra: "Người nào kia, ngấp nghé dòm nom gì đấy?" Còn sợ hãi chưa hết, chị Dậu rụt rè bước vào để nói mấy câu run run: "Lạy bà, cháu bị giam trong phủ mới được tha ra tối quá không về được, bà làm phúc cho cháu ngồi chờ đến sáng." "Cái đó chị hỏi bà chủ, tôi cũng là khách." Bà lão hàng cơm vừa ở trong buồng bước ra: "Có phải nhà chị lúc trưa bị ông Lý Đông Xá trói ở cột kia không?" "Thưa phải, ngủ trọ phải 2 xu một tối nếu chị không ăn cơm ăn quà." "Thưa cụ, trong mình cháu thật chả có xu nào, cháu không dám xin ngủ, chỉ xin cụ cho ngồi đây một lát." "Chẳng có xu nào thì ra, chứ chị ở đây ăn cắp của các ông ấy à?" Mụ khách ra bộ nhân nghĩa: "Thôi, cụ làm phúc cho chị ta ngồi chờ ít lâu, tôi trông mặt mũi chị ta cũng hiền lành, không phải là người ăn cắp." Rồi mụ vào đầu phản, tỉ tê hỏi chuyện chị Dậu vì sao lại bị trói lên quan. Và sau khi nghe chị kể qua đầu đuôi cảnh nhà thì mụ có ý ái ngại: "Bây giờ bác có muốn đi làm không?" "Thưa bà, làm gì?" "Ở vú, tôi không phải là người đưa người, nhưng nếu bác muốn đi làm vú sữa thì tôi mách cho một chỗ." "Thưa bà, thế bà ở đâu?" "Tôi là vợ ông Cửu Sung trên dinh quan cụ. Về đây có chút việc riêng, bây giờ quan cụ đương cần mấy người vú sữa. Nếu bác muốn làm thì tôi đưa vào." "Thưa bà, cháu đương con mọn." Mụ Cửu cười cách chế nhạo: "Bác này mới lẩn thẩn chứ, chả con mọn thì làm vú sữa bằng gì. Và lại làm vú nhà quan ăn sung mặc sướng, lại được cao công, chả hơn ở nhà đeo cái váy mốc, đánh miếng cơm khoai, quanh năm không kiếm được đồng nào à?" "Nhưng con bé thế để cho ai? Mướn người nuôi kèm, rồi lấy tiền công của mình mà trả cũng còn thừa chán." Chị Dậu chừng cũng bổi tai, liền hỏi: "Thế bao giờ phải đi?" "Đi ngay sáng mai thì tiện nhất." "Nếu vậy, cháu không đi được, vì còn quyền ở thầy nó có bằng lòng cho đi thì cháu mới đi." "Nhà bác có xa lắm không?" "Cũng không xa lắm, từ đây về đến làng cháu chỉ có 8 km. "Có đường đi xe hay không?" "Xe tay có thể vào đến giữa làng." "Được rồi, lát nữa để tôi cùng về bàn với bác trai giúp bác. Nếu như bác ấy bằng lòng thì tôi hãy bỏ cho vay 10 đồng mà may quần áo, rồi đến tháng lương trả tôi." Mấy bàn tài bàn tổ tôm vừa tan, vì có mấy ông hết tiền, những người thắng trận ầm ĩ gọi nhà hàng dọn rượu. Mụ Cửu Sung bảo nhà hàng dọn quà để mình ăn tạm và bảo chị Dậu ngồi tiếp bên cạnh, nhưng chị nhất định từ chối. Trời sáng, mụ Cửu sai chị ra thuê cái xe về làng Đông Xá, rồi cho chị lên cùng ngồi với mình. Bằng những thần thế của quan cụ và cảnh sung sướng của tôi tớ người nhà điểm trong câu chuyện dọc đường, mụ Cửu đã làm cho chị Dậu quên sự khủng khiếp ở trong phủ và phục mụ là một người phúc hậu đủ điều.
Xe tới Đông Xá giữa buổi người ta đem cơm thợ cày. Cả làng đều lấy làm lạ khi thấy chị Dậu được ngồi chung với một người đàn bà mà trong mắt họ là coi bậc sang trọng. Họ ngơ ngác nhìn, họ tò mò theo hai người từ lúc xuống xe đến lúc tới nhà anh Dậu, như để xem cái cứu cánh của sự kỳ dị ấy. Anh Dậu cũng như thằng Dần, hết sức mừng rỡ trong phút thoạt thấy chị Dậu bước chân vào cổng nhà. Nhưng sự đon đả của anh phải hãm ngay lại vì thấy sau chị có một bà khách lạ. Mời mụ Cửu ngồi tạm vào chiếc chõng nát, rồi chị Dậu ôn tồn hỏi chồng về tình hình trong nhà từ sáng hôm qua. Thì ra anh Dậu hôm nay đã cất cơn sốt rét, nhưng lúc vắng chị, cái tiểu vẫn được bà lão láng giềng đem về bên ấy, ôm ấm chầm chậm. Có tiếng trẻ con rúc rích từ ngoài cổng tiến vào. Bà lão láng giềng nghe tin chị Dậu đã về, vội đem cái tiểu sang trả để hỏi thăm những công việc của chị trên phủ. Chị Dậu ứa nước mắt, nói cho mụ Cửu biết rằng bà ấy là ân nhân số một trong đời mình sau khi chị đã nhanh nhẩu đón cái tiểu và cảm ơn bà lão một cách thành thật và cảm động. Thằng Dần lon ton chạy ra, núp vào sau mẹ, xoa suýt thằng bé và ngượng ngạo nhìn mặt anh Dậu, gò má chị tự nhiên đỏ bừng bừng. Mở đầu bằng câu: "Lão phủ tư ân đều quá." Những chuyện ở trên phủ của chị được ôn lại với cả nhà cặn kẽ từ đầu đến cuối. Anh Dậu hồi hộp nóng ruột khi nghe những phút chị phải kháng cự với con quỷ dâm dục để bảo toàn cho cái trong sạch của thân mình. Và anh tươi cười đắc ý khi nghe một cuộc đắc thắng của vợ. Mụ Cửu thay lời chị Dậu kết luận bằng việc mụ ấy gặp chị ở hàng cơm và muốn đưa chị lên dinh quan cụ làm vú sữa. Rồi mụ hỏi gặng anh Dậu: "Tôi về đây chỉ có việc thế, bác có bằng lòng thì tôi ở đây chờ bác gái cùng đi, nếu không thì tôi lên tỉnh đây." Anh Dậu lung túng ra vẻ nghĩ ngợi, ngoài cổng đã thấy người nhà Lý Trường và Dục Tuyển Sư. Mụ Cửu nhân dịp bắt vào câu chuyện của mình: "Cảnh nhà như thế mà hai vợ chồng cứ dán ở nhà với nhau để cho chết cả nút à? Tôi tưởng bác cho bác gái đi làm là phải, nếu bác gái nghe tôi thì tôi hãy cho mượn trước mấy đồng bạc để bác trang trải các món." Anh Dậu ngập ngừng chỉ vào cái tiểu: "Thưa bà, tôi cũng muốn thế, nhưng còn ngại con bé này, mẹ nó đi vắng tôi nuôi thế nào được." Bà lão láng giềng đối lời: "Tôi nói câu này, nên thì các bác nghe, không nên thì lời tôi trả lại tôi." "Vâng, cụ cứ nói." "Thằng cả nhà tôi mới bỏ mất con bé cháu, mấy hôm nay vợ nó buồn lắm, nó khóc lóc cả ngày, nó hãy còn sữa, từ sáng hôm qua đến giờ nó vẫn ôm ấp cái tiểu hộ nhà bác đấy. Xem ý cũng mến cháu, tôi muốn xin bác cho nó nuôi giúp con tiểu, đến năm nó 12 tuổi thì trả lại bác." Mụ Cửu bàn vào: "Thôi thế thì còn gì bằng, hai bác nên nghe lời cụ đi." Anh Dậu cảm động: "Được, thế thì quý hóa lắm, chúng cháu xin vâng lời cụ." Mụ Cửu mở túi lấy 5 đồng bạc đưa cho anh Dậu và nói: "Khi bác gái lên tỉnh, tôi cho mượn thêm 5 đồng nữa để bác ấy sắm sửa quần áo." Chị Dậu gửi bà con láng giềng chạy đi mua trứng gà và nước mắm để làm cơm thết mụ Cửu và mời bà lão ở lại tiếp khách giúp mình. Mặt trời xế bóng, vợ chồng người con bà ấy sang nhà anh Dậu để xin cái tiểu đem về. Trong lúc bồng con trao sang tay người, chị không khỏi đánh thót hai hàng nước mắt. Và những giọt nước mắt ấy cứ kế tiếp nhau tưới mãi xuống gò má chị, rồi nó trào như suối khi chị dã chồng, dã con, dã cái lều tranh ở xó lũy tre mà theo mụ Cửu ra ga đi xe lửa lên tỉnh Trung Sơn để bước vào một cuộc đời mới. Phần 27. Lửa tắt, nồi cơm đương sôi, anh bếp ưỡn ẹo chống tay vào sườn và cười hành hạch: "Ăn khoai mà cũng đẹp thế, ba con rồi vẫn mơn mởn như gái 18, chỉ tiếc cái oản bụt hơi sệ." Bác Tài đùng đỉnh ở ngoài sân vào: "Khổ cho tôi quá, tôi còn trai tơ, thế mà trông thấy u em tôi cứ tưởng là nhà tôi. Này u em, hay là đi bước nữa, tội đếch gì ở với thằng chân lấm tay bùn, lấy chồng tài xế là tiên, lấy chồng cầy cuốc là duyên nợ nần. U em, có nghe người ta vẫn hát thế không?" Giả điếc như không nghe tiếng, chị Dậu cố phùng đôi má đỏ gay để thổi cho bếp lửa cháy lên, mồ hôi đổ ra, ướt đầm cả lần áo cánh. Đã 3 hôm nay, chị vẫn phải giữ chức vụ bếp để chờ vào ngôi vú sữa chính ngạch.
Mọi ngày, công việc của chị chỉ có vài lần rửa bát nhặt rau. Hôm nay vì trời nực quá, các vị gia thần của quan cụ đều sợ gần lửa, người ta mới thêm cho chị cái việc nấu cơm. Lửa nỏ, cơm đã cạn, Mụ Cửu Xung trở vào với cái dáng bộ đắc sách. Nhà chị đông xá, cơm đã chín chửa, tắm gội thay áo đi, được làm rồi đấy. Giấy của quan thầy thuốc vừa mới gửi đến, nói rằng sữa chị tốt lắm. Cụ lớn bà cho chị 5 đồng một tháng, nếu ngoan ngoãn chịu khó, sau này cụ lại cho thêm. Vui vẻ, chị Dậu cắp gói quần áo ra hồ. Tắm xong, theo lệnh của cụ lớn bà, chị phải đi với Vũ Đình trên nhà hầu cố. Cố năm nay gần 80 tuổi, cái tuổi mà trời bắt cả hai hàm răng không còn cái nào, để cho bao nhiêu cao lương mỹ vị đều không có hân hạnh được vào cái mồm móm mém của cố. Tuy ngày nay cố vẫn dùng nước thịt ép, nhưng theo lời dặn của đốc tờ thì không gì bổ bằng sữa người. Phải có sữa người mới đủ tẩm bổ cho sức khỏe của cố. Vì thế quan cụ mới dùng đến chị. Cũng như Vũ Đình, chức vụ của chị mỗi ngày chỉ vài lần dùng núm vú cao su úp vào vú mình hút sữa ra để dâng cho cố. Công việc ấy tuy có rát ruột một lúc nhưng mà cũng được nhàn thân, không lúc nào phải rầu rãi ở dưới bóng nắng. Từ đó trở đi, ngày nào cũng như ngày nào, ngoài lúc làm việc bổn phận và lúc hầu hạ các cô, thời giờ của chị chỉ để thương chồng nhớ con và mong cho hết tháng để lĩnh lương gửi về. Cơm cửa quan cụ như nước cảnh dương, nó đã rửa cho cái nước da đen giòn của chị thành ra màu da trắng nõn. Phụ với nó lại thêm có đôi mắt sắc, cặp môi tươi, khiến cho chị càng trở nên một người đáng để ý. Quan cụ ra ý thương chị, những lúc vắng cụ lớn bà, ngài thường gọi chị sai bảo lặt vặt. Có lúc cao hứng, ngài đã hỏi đến chồng chị có muốn ra làm lý trưởng thì ngài cho làm. Nhưng nghĩ cái thân phận con nhà nghèo hèn, không dám mơ tưởng đến sự danh mệnh, nên chị vẫn lễ phép từ chối. Đêm ấy, vào tiết đầu thu, đến lượt Vũ Đình phải sang ngủ ở phòng cố. Trong buồng các vú, chỉ có mình chị với ngọn đèn hoa kỳ le lói trên hòm khóa chuông, cái hòm quần áo của Vũ Đình. Những giọt mưa ngâu giả dích như kiểu khêu cơn buồn cho kẻ xa nhà. Cảnh khổ cực của chồng và con tự nhiên kéo đến đầy trước mắt chị. Đứng không yên, ngồi không yên, buồn bã, chị dở gói áo xin được của các cô thải ra, cắt lại và may lại để khi được phép về chơi nhà thì đem về cho các con. Đêm đã khuya, chị thấy đau lưng mới ngả mình xuống giường toan nghỉ một lát rồi lại trở dậy khâu nữa. Không ngờ mỏi quá, chị thiêu thiêu chợp mắt rồi ngủ đi mất. Trong lúc mơ màng, thình lình chị thấy như có người sờ tay vào ngực. Giật mình, chị tỉnh dậy, ngọn đèn hoa kỳ đã tắt từ lúc nào. Cánh cửa khép kín, trong phòng tối om, cái bàn tay tò mò của người nào đã từ ngực chị tiến công xuống chỗ dưới rốn. Hoảng hốt, chị nắm lấy bàn tay ấy và giật giọng hỏi, ai đấy? Mang tay chị thấy hơi thở rầm rầm như bị những sợi râu ngắn quét vào. Rồi có thấy tiếng thì thào, tào đây, cụ đây, nằm im. Bẩm cụ, chúng con là phận tôi tớ. Nói khẽ chứ, tắt đèn, nhà ngói như nhà tranh, tao không cần gì cái đó. Buông tay, chị vội choàng dậy, mở cửa, chạy té ra sân. Trời tối như mực, vẻ như cái tiền đồ của chị.